Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 183. Khóe miệng nữ tử váy đen giật giật, nhìn thấy Tiểu Bạch vẫn muốn đánh thanh kiếm. Đó, nàng ta tóm lấy Tiểu Bạch, sau đó xách Tiểu Bạch tới trước mặt mình. Không liên quan tới kiếm, hiểu không? Tiểu Bạch chỉ vào kiếm, nàng ta rất tức. Giận, tay vung rất nhanh, ý tứ là nàng ta muốn tiêu diệt kiếm kia. Ở bên cạnh, kiếm không ngờ có chút kiêng kỵ Tiểu Bạch, nó lén chồn tới phía sau nữ tử váy đen. Nữ tử váy đen rất bất đắc dĩ, nhìn Tiểu Bạch vẻ mặt đang phẫn nộ, nàng ta do dự một thoáng, sau đó tiếp tục nói. Không liên quan tới kiếm, cũng không liên quan tới ngươi. Nói đến đây, nàng ta chỉ Dương Diệp ở xa xã. Là thực lực của người này không đủ, hắn căn bản không thể thừa nhận kiếm này, hiểu chưa? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó nàng ta chỉ vào mình. Ý tứ là vì sao nàng ta có thể cầm. Nữ tử váy đen nhìn Tiểu Bạch. Bởi vì ngươi không phải người. Tiểu Bạch cau mày, nàng ta lại chỉ vào mình, ý tứ là đang hỏi vì sao nàng ta không phải người. Vẻ mặt nữ tử váy đen tối sầm, nàng ta rất muốn đánh người. Cũng may lúc này, Dương Diệp đột nhiên ho khẽ một tiếng, nghe thấy tiếng ho này, thân thể Tiểu Bạch khẽ run lên. Sau đó nàng ta bay đến trước mặt Dương Diệp, sau đó ôm đầu Dương Diệp cọ cọ. Nữ tử váy đen lắc đầu, người này, sao lại biến thành như vậy? Lúc trước người này rất lợi hại mà. Dương Diệp chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Tiểu Bạch, hắn nhếch miệng cười, nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Bạch. Sao lại khác? Tiểu Bạch cứ như vậy ôm Dương Diệp mà cọ. Dương Diệp có chút bất đắc dĩ. Sau một tiếng đồng hồ, Dương Diệp khôi phục 7-8 phần, hắn đi tới nhà gỗ. Trong nhà gỗ, trước mặt nữ tử váy đen đặt 3 thanh kiếm. Nữ tử váy đen đã tách kiếm ra rồi. Dương Diệp ngồi xuống đối diện nữ tử váy đen, trên vai hắn, Tiểu Bạch đã ngủ vùi. Dương Diệp nhìn 3 thanh kiếm đó. Vì sao? Nữ tử váy đen cười lạnh. Ngươi có biết lúc trước ta vì sao phải tách kiếm này ra không? Bởi vì lực lượng của bản thân kiếm này quá mạnh, với thực lực hiện tại của ngươi, căn bản không thể thừa nhận lực lượng của kiếm này. Ngươi lần này xem như vận khí tốt, nếu ngươi phản ứng chậm nửa nhịp, e là đã bị kiếm này trực tiếp đánh nát nhục thân và linh hồn rồi. Dương Diệp nhìn 3 thanh kiếm đó, vẫn có chút sợ hãi. Trầm mặc một thoáng, hắn lại nói. Vì sao Tiểu Bạch lại có thể? Nữ tử váy đen lạnh lùng nói. Nàng ta không phải người, nàng ta là linh lớn nhất trong thiên địa, cũng là cái thiện nhất, vạn vật vạn linh đối với nàng ta căn bản là không bài xích. Có thể nói, trừ một số tồn tại trí tà trí ác ra, nàng ta cơ bản có thể nắm giữ bất kỳ thần vật nào. Nói xong, nàng ta nhìn Dương Diệp. Ngươi không so được với nàng ta. Dương Diệp cười khổ. Không so được. Quả thật là không so được, Tiểu Bạch đối với vạn vật vạn linh thiên địa thật sự có sức hấp dẫn rất lớn. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, lại hỏi. Nhị nha, nó là ác thú cổ, là loại tà ác nhất, phải không? Nữ tử váy đen trầm mặc một lát, sau đó nói. Đúng. Dương Diệp trầm giọng nói. Rất lâu trước kia, quan hệ bọn nhị nha và Tiểu Bạch thế nào? Nói xong, hắn có chút thấp thỏm nhìn nữ tử váy đen. Nữ tử váy đen cười lạnh. Ngại quá, người phải thất vọng rồi, lúc đó, bọn họ thế như nước lửa, vừa gặp mặt là đánh nhau. Dương Diệp gật đầu, cũng không thất vọng lắm, bởi vì hắn đã đoán được, có điều không sao. Tuy từng không phải bằng hữu, nhưng hắn nghĩ, hiện tại Tiểu Bạch và Nhị Nha tuyệt đối là bằng hữu tốt nhất. Bọn họ thân đến mức có thể ăn chung mứt quả. Hắn tin rằng, trên đời này không có gì có thể phá hoại tình bạn của Nhị Nha và Tiểu Bạch. Nữ tử váy đen đột nhiên nói. Sao, ngươi hình như vẫn có chút cao hứng. Dương Diệp cười cười. Không có gì, nói đi, thương thế hiện tại của ta đã tốt rồi, có thể tới mệnh giới được chưa? Nữ tử váy đen lạnh lùng nói. Ngươi không sợ sau khi ta khôi phục sẽ giết các ngươi à? Dương Diệp cười nói. Nếu ngươi muốn giết ta, tùy thời đều có thể, không phải sao? Nữ tử váy đen nhìn Dương Diệp. Không ngờ ngươi vẫn rất tự hiểu lấy mình. Dương Diệp lắc đầu cười, không nói gì. Hắn hiện tại đã hiểu biết về tính tình của nữ tử váy đen này rồi, ngươi không thể trái ý nàng ta, nếu thuận theo ý nàng ta. Nàng ta sẽ rất dễ nói chuyện, nếu ngươi trái với ý nàng ta thì sẽ không có kết quả tốt. Nữ tử váy đen thu hồi ánh mắt.
tới mệnh giới đi. Dương Diệp gật đầu, xoay người rời đi, lúc này tay phải nữ tử váy đen vung lên, vãng sinh kiếm và kiếm đột nhiên bay đến trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp tất nhiên sẽ không cự tuyệt, thu hồi hai thanh kiếm, sau đó ly khai Hồng Mông Tháp. Ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh, lần này hắn không gặp phải bất ngờ gì. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp ngừng lại. Đến rồi. Dương Ca Lo, một. Mệnh giới. Dương Diệp vẫn tràn ngập tò mò với địa phương này của nữ tử váy đen. Đây rốt cuộc là một địa phương thế nào? Trước mặt Dương Diệp không xa, là một vòng xoáy tỉnh không cực lớn. Bên trong vòng xoáy tỉnh không là phồn tỉnh vô tận, mà ở ra vòng xoáy tỉnh không cực lớn này. Dương Diệp lại nhìn thầy thây khô mà hắn gặp lúc trước. Đề thi. Lúc này Dương Diệp đã biết lai lịch của thây khô này, là một loại sinh vật đã tồn tại. Từ lâu, năm đó cũng thuộc về loại tồn tại vô cùng lợi hại. Có điều đáng tiếc lại gặp phải thiên mệnh, hơn nữa còn là thiên mệnh hoàn chỉnh. Sau đó thì nó gặp bi kịch, bị ghim ở đây. Nói một cách đơn giản, lúc trước muốn nghịch thiên, trên cơ bản lờ đều gặp bi kịch, không có mấy ai gặp kết cục tốt. Nhìn thấy Dương Diệp tới, đế thi lập tức nhìn về phía Dương Diệp, hắn muốn động thủ, mà lúc này, một xê thanh kiếm đen xỉ bồng bềnh trước mặt Dương Diệp. Nhìn thấy thanh kiếm này, đế thi do dự một hồi, cuối cùng nó chậm rãi lui sang một bên. Dương Diệp đi tới trước mặt đế thi, hắn quan sát đế thi, sau đó nói. Ta cảm thấy, ngươi đã trừng phạt nó lâu lắm rồi. Trong Hồng Mông Tháp, nữ tử váy đen cười lạnh. Ngươi có biết thằng ôn này năm đó vì đề thăng thực lực của mình, đồ sát sinh linh của cả một thế giới, hắn đã biến những sinh linh này thành đại quân thi thể, sau đó lại để chúng điên cuồng trùng kích duy độ của không gian, muốn dùng cái này để phá vỡ duy độ của vũ trụ không gian 3 chiều, tiến vào vũ trụ 4 chiều. Lúc trước có bao nhiêu sinh linh đã bị hành hạ đến chết, ngươi có biết không? Vẻ mặt Dương Diệp cứng đờ, cuối cùng, hắn vỗ nhẹ vào vai bả vai đế thi đó. Tự làm bậy thì ca không thể giúp được ngươi rồi. Nếu là đơn thuần đối kháng với thiên mệnh, Dương Diệp cảm thấy vấn đề không lớn, vấn đề là thằng ôn này không như vậy, thằng ôn này đã đổ sát sinh linh của cả một thế giới, hành động này hơi tàn nhẫn. Dương Diệp nói xong, liền muốn đi vào vòng xoáy tinh không đó, mà lúc này đế thi đó đột nhiên mở miệng. Giúp! Dương Diệp dừng chân, hắn quay đầu nhìn đế thi, có chút kinh ngạc, người này còn có thể nói chuyện à? Hắn do dự một thoáng, sau đó gật đầu. Ta sẽ tận lực. Nói xong, hắn xoay người tiến vào trong vòng xoáy tinh không. Sau khi Dương Diệp tiến vào vòng xoáy tinh không đó, đế thi đột nhiên mở miệng. Cảm ơn. Hiển nhiên, nó cũng nhìn ra Dương Diệp và nữ tử váy đen có quan hệ không, bình thường cảm thấy Dương Diệp là hy vọng duy nhất của nó. Cũng đúng thôi, bị nhốt lâu như vậy, cầu tự do thì không được, cầu chết thì lại không cam lòng. Hiện tại có một tia hy vọng, nó tất nhiên sẽ không bỏ qua. Sau khi Dương Diệp tiến vào vòng xoáy tinh không đó, rất nhanh hắn xuất hiện ở trong thông đạo truyền tống tinh không. Trong thông đạo truyền tống này Dương Diệp gặp rất nhiều chữ, vạn, những chữ, vạn, này trải rộng toàn bộ thông đạo truyền tống. Sau khi Dương Diệp quan sát bốn phía, nói. Đúng rồi, ta lúc trước còn từng gặp một người tên là Đệ Nhất Thần, hắn cũng ngươi nhốt à. Trong Hồng Mông Tháp. Nữ tử váy đen lạnh lùng nói. Không được sao? Dương Diệp cười cười, sau đó nói. Không phải, ta chỉ là tò mò, nói đi, ngươi rốt cuộc đã nhốt bao nhiêu loại tồn tại này thế? Nữ tử váy đen nghĩ nghĩ, sau đó nói. Không ít, có điều, lúc trước ta muốn nhốt nhất chính là một tên gia hỏa có sừng dài. Nhị nha. Mặt Dương Diệp tối sầm, người này là nói nhị nha. Trong Hồng Mông Tháp. Nhị nha đang chơi đùa với tiểu bạch đột nhiên ngừng lại, nàng ta nhìn về phía nhà gỗ, cười lạnh. Chờ đó, sau này ta nhất định sẽ một quyền đánh cho đầu của thiên mệnh gì đó nở hoa hết. Trong nhà gỗ, nữ tử váy đen cũng cười lạnh. Dương Diệp có chút đau đầu, hai vị này này thật sự rất gay gắt với nhau. Có thể tưởng tượng, lúc trước hai vị này đánh nhau găng cỡ nào. Để phòng ngừa Hồng Mông Tháp xuất hiện hiện tượng đánh nhau. Dương Diệp vội vàng di rời sự chú ý của nữ tử váy đen. Có thể hỏi một chút không, người mạnh nhất mà các ngươi nhốt là ai? Là đế thi này à? Hay là đệ nhất thần đó? Lần này, nữ tử váy đen trầm mặc. Dương Diệp vẫn muốn hỏi tiếp, lúc này nữ tử váy đen đột nhiên lạnh lùng nói. Ngươi sao hỏi lắm thế?
ngươi có phải muốn bị đánh không? Dương Diệp. Tính tình của nữ tử váy đen quả thực giống như trẻ con, thay đổi thất thường. Dương Diệp không hỏi thêm nữa, hắn đẩy nhanh tốc độ, rất nhanh, Dương Diệp đến điểm cuối. Sau khi hắn ra khỏi thông đạo truyền tống, hắn xuất hiện trong một mảng thảo nguyên mênh mông vô bờ. Trên thảo nguyên này thỉnh thoảng có một số dê bò chạy qua. Dương Diệp. Lúc này, nữ tử váy đen xuất hiện ở bên cạnh. Dương Diệp. Nữ tử váy đen nhìn Dương Diệp. Dương Diệp rất khôn khéo không đi trêu chọc nữ tử váy đen, tính tình của nữ nhân này rất quái dị. Lúc này, xa xa dê bò chạy về phía nữ tử váy đen, rất nhanh, Dương Diệp và nữ tử váy đen bị đàn dê bò vây quanh. Lúc này, Tiểu Bạch cùng Nhị Nha cũng xuất hiện, hãi tiểu gia hỏa này ở trong lâu rồi, muốn được ra ngoài chơi. Tuy nữ tử váy đen và Nhị Nha ghét nhau, nhưng cũng may là hai người không đánh nhau. Nữ tử váy đen đi tới trước mặt con dê đầu, con dê này không giống những con khác, sừng có nó màu tím, còn sừng của những con khác màu đen. Nữ tử váy đen nhẹ nhàng xoa sừng dê, con dê nhẹ nhàng cọ cọ nữ tử váy đen, lúc này, tay phải nữ tử váy đen vung lên, đủ loại linh quả linh thảo giống như hạt cát rải xuống, đàn dê và bò lập tức trở nên vui mừng. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên bay đến trên người con dê đầu lĩnh, nhìn thấy một màn này, nữ tử váy đen hơi nhíu mày. Nhưng rất nhanh, mày nàng tan lại giãn ra. Hai tay Tiểu Bạch trực tiếp nắm lấy sừng dê, sau đó nàng ta nhảy lên. Mặt Dương Diệp tối sầm. Thân sắc của nữ tử váy đen cũng vậy, không biết đang nghĩ kỳ. Lúc này, Nhị Nha đột nhiên tung người nhảy lên, nàng ta xuất hiện trên lưng con bò đầu đàn, con bò đó hình thể rất to, hiển nhiên là lão đại. Nhị Nha trực tiếp chọn nó. Nhị Nha nhìn về phía Tiểu Bạch, Tiểu Bạch cũng nhìn về phía Nhị Nha. Hai tiểu gia hỏa đồng thời nhếch miệng cười, ngay sau đó, hai chân Nhị Nha đạp nhẹ vào con bò lao vút đi. Kỳ thật con bò dưới người Nhị Nha cũng vô cùng hoảng hốt. Đó là sự hoảng hốt sinh ra đã có, cảm giác Nhị Nha mang tới cho nó là thật sự rất đáng sợ. Bởi vậy, khi Nhị Nha ngồi lên người nó căn bản không dám phản kháng, không chỉ không dám phản kháng, ngược lại còn vội vàng tuân theo ý tứ của Nhị Nha. Con dê dưới thân Tiểu Bạch thì đỡ hơn. Dù sao Tiểu Bạch cũng thiện linh. Cứ như vậy, Tiểu Bạch dẫn một đám dê, Nhị Nha dẫn một đám bò, hai tiểu gia hỏa chạy nhông nhông trên thảo nguyên. Dương Diệp lắc đầu cười khổ. Lúc này, nữ tử váy đen đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, cười lạnh. Xem ngươi dậy ra cái gì kìa, hai đứa này chẳng có chút phong phạm của cường giả nào. Dương Diệp không nói gì, trách ta à? Nữ tử váy đen không bận tâm tới Dương Diệp nữa. Cũng mặc kệ hai tiểu gia hỏa chơi đùa ở xa xa, nàng ta bước về phía bên kia, Dương Diệp cũng vội vàng đi theo. Hắn cũng không lo cho sự an toàn của Tiểu Bạch và Nhị Nha, ở địa phương này nếu cũng có nguy hiểm, vậy thì rất không bình thường. Ai dám tới đây gây chuyện chứ? Dương Diệp đi theo nữ tử váy đen tới một bờ sông, con sông nằm dọc giữa thảo nguyên, hai bên không nhìn thấy bờ. Ở bờ sông có một căn nhà sàn được dựng từ gỗ. Ở bên cạnh nhà sàn, Dương Diệp nhìn thấy một pho tượng, tượng màu lam, vẽ tinh không vũ trụ, vô biên vô hạn, bao hàm tất cả. Nữ tử váy đen tiến vào nhà sàn, mà Dương Diệp thì đứng trước hình vẽ, hắn tò mò quan sát hình vẽ, rất nhanh thần sắc hắn dần dần trở nên ngưng trọng. Bởi vì hắn phát hiện hình vẽ này không ngờ là một tấm bản đồ. Một tấm bản đồ của vũ trụ không gian ba chiều. Tấm bản đồ này có thể nói là một tấm bản đồ hoàn mỹ nhất của vũ trụ không gian ba chiều. Dương Diệp nhìn hồi lâu, sau khi hắn ghi nhớ kỹ những gì bên trên thì tiến vào nhà sàn, trong nhà trống rỗng chỉ có một tinh trận lục giác, lúc này nữ tử váy đen đang ngồi xếp bằng trong tinh trận. Vô số linh khí từ trong tinh trận trào ra, sau đó hội tụ về phía nàng ta. Lúc này, nữ tử váy đen mở mắt, nàng ta nhìn về phía Dương Diệp. Sao? Dương Diệp cười cười. Không có gì, thấy hay thì nhìn thôi. Nữ tử váy đen thu hồi ánh mắt. Tiếp tục hấp thu linh khí bên trong tinh trận này. Dương Diệp rời khỏi nhà sàn, bên ngoài, hắn nhìn lướt qua bốn phía, địa phương này mang tới cho hắn một loại cảm giác vô cùng bình tĩnh. Hắn quay đầu lại nhìn về phía nhà sàn, không bao lâu nữa, thương thế của nữ tử váy đen này sẽ khôi phục. Vừa nghĩ tới chuyện gì đó, thần sắc của Dương Diệp lập tức trầm xuống. Sau một lúc lâu, hắn lắc đầu cười, mình lo những cái này làm gì, thuyền đến thì cầu tự mở. Lúc này,
xa xa truyền đến từng đợt chấn động. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn, cách đó không xa, Tiểu Bạch và Nhị Nha đang dẫn theo đàn dê và đàn bò chạy tới, hai tiểu gia hỏa đó chơi rất vui vẻ. Dương Diệp không quan tâm tới họ, hắn ngồi xếp bằng cạnh nhà sàn, bắt đầu tu luyện. Linh khí nơi này không giống với bên ngoài, hắn muốn nhân cơ hội này tu luyện thêm một chút. Sau nửa canh giờ, Tiểu Bạch và Nhị Nha ngừng lại. Tiểu Bạch ngồi trên vai Nhị Nha, nàng ta chỉ huy Nhị Nha đi về phía trước, sau lưng các nàng là một con dê và một con bò. Nhị Nha lấy ra mứt quả liếm liếm, sau đó nói. Tiểu Bạch, ngươi xác định phía trước có bảo bối chứ? Tiểu Bạch gật đầu, nàng ta rất xác định. Nhị Nha nhìn về phía nhà sàn, sau đó thờ ơ nói. Bạch, phải nhờ ngươi, nữ nhân đó đánh nhau khá là lợi hại, hơn nữa tính tình cũng không được tốt. Lần này muốn trộm bảo bối của nàng ta, không đúng, là lấy, chúng ta là lấy, chúng ta lấy bảo bối của nàng ta, vạn nhất bị nàng ta phát hiện, ta cảm thấy có thể sẽ bị đánh đó. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, nàng ta nhìn về phía nhà sàn, cuối cùng nàng ta suy nghĩ một hồi lâu, sau đó móng vuốt nhỏ chỉ vào Dương Diệp ở bên cạnh nhà sàn, ra hiệu không phải sợ, có Dương Diệp lo. Nhị Nha nghĩ nghĩ, sau đó nói. Cũng đúng, có Dương ca lo rồi. Nói xong, hai tiểu gia hỏa bước nhanh hơn. Dương bất tử, một. Dương ca lo. Trong lòng hai tiểu gia hỏa tất cả đều là Dương ca sẽ lo. Thế là, hai tiểu gia hỏa hoàn toàn không cần phải lo nghĩ gì nữa, dẫn theo một con dê và một con bò vui vẻ vừa nhảy nhót vừa đi. Mà bên kia trong nhà sàn, thỉnh thoảng truyền ra tiếng rung rung. Bên cạnh nhà sàn, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, cả người đã nhập định. Kiếm ý. Hắn cảm thụ được biến hóa trong kiếm ý của mình. Khi đánh với đôi mắt đó, kiếm ý của hắn đã xảy ra một chút biến hóa, chỉ có điều lúc đó, hắn phải đưa nữ tử váy đen trở về, không có thời gian để cảm thụ kỹ càng. Mà hiện tại điều hắn cần phải làm là cảm thụ kỹ càng, lĩnh ngộ thật tốt, trận đánh lúc trước đã khiến hắn hiểu rõ rằng, so sánh với những lão quái vật này, hắn chỉ có ưu thế về kiếm, nếu không có kiếm, hắn vẫn khó có thể chống lại những lão quái vật này. Bao gồm cả thái hồn thiên đó, nếu không phải vãng sinh và thiên chu, hắn tuyệt đối không địch lại đối phương. Hắn si còn có rất nhiều chỗ phải trưởng thành. Giống như là nghĩ tới gì đó, Dương Diệp nhìn ra xa, nơi đó, bóng dáng của Tiểu Bạch và Nhị Nha đã dần dần đi cơ xa. Do dự một thoáng, Dương Diệp cuối cùng vẫn không gọi hai tiểu gia hỏa này lại. Ở đây chắc là được an toàn. Cho dù có vấn đề hắn cũng có thể trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Tiểu Bạch và Nhị Nha. Tiếp tục tu luyện. Xa xa, Nhị Nha cưỡi trên người con bò đó đang run rẩy. Nhị Nha có chút bất mãn vỗ vỗ đó đầu bò. Ngươi sợ cái gì chứ, ta không ăn ngươi đâu. Vừa nói xong, cả người con bò run run, thiếu chút nữa thì quỳ xuống. Lúc này, Tiểu Bạch xuất hiện trên sừng con bò, nàng ta vỗ nhẹ vào sừng nó, ra hiệu đừng sợ, sẽ không ăn ngươi đâu. Giống như nghĩ đến gì đó, nàng ta quay đầu nhìn con dê đó. Nàng ta trước kia hình như chưa được ăn thịt dê. Dê. Bất kể là dê hay bò. Kỳ thật vẫn sợ, chủ yếu là sợ Nhị Nha, bản thân Nhị Nha thì không xấu, nhưng cỗ khí tức từ trên người nàng phát ra thật sự có uy hiếp quá lớn đối với yêu thú. Ánh mắt Tiểu Bạch thu hồi khỏi thân dê, nàng ta từ bỏ ý định nướng dê, bởi vì nàng ta nghĩ tới nữ tử váy đen đó, con dê này là nàng ta nuôi, nếu nó ăn, e là sẽ ăn đòn mất. Hơn nữa, vừa rồi mới cưới người ta xong, hiện tại lại muốn ăn thịt người ta, như vậy hình như không được hay cho lắm. Hai tiểu gia hỏa đi nhanh hơn, cuối cùng, bọn họ tới một mảng sơn cốc, bên trong sơn cốc đầy mộ bia. Nhị Nha quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, nơi này hình như là mộ địa. Tiểu Bạch chỉ về xa xa. Nhị Nha quay đầu nhìn bốn phía, sau đó nói. Được rồi, vậy chúng ta đi thôi. Chỉ là bảo bối đó có được không? Nếu không ra gì thì chúng ta tốt nhất đừng đi, bởi vì Dương ca rất có khả năng bị đánh. Nhị Nha vẫn có chút lương tâm. Tiểu Bạch có chút hưng phấn vung vẩy tay, ý tứ là bảo bối tốt lắm. Nhị Nha vẫn không chịu nổi dụ hoặc. Cuối cùng, hai tiểu gia hỏa tiếp tục đi tới. Nhưng con dê và con bò thì không dám đi nữa. Tiểu Bạch quay đầu nhìn chúng, sau đó nàng ta vung vẩy tay. Dê và bò có chút ngỡ ngàng nhìn Tiểu Bạch, Nhị Nha ở bên cạnh nói. Ý tứ của nàng ta là các ngươi cũng có phần,
nếu các ngươi chịu đi theo thì lát nữa có thể được chia bảo bối. Cuối cùng dê và bò vẫn đi theo Tiểu Bạch và Nhị Nha. Trong lúc này, Tiểu Bạch và Nhị Nha phát hiện, trước một số mộ bia đều đặt kiện vật phẩm, trong đó có rất nhiều đều là bảo bối. Tiểu Bạch vốn muốn cầm đi nhưng bị Nhị Nha ngăn cản, Nhị Nha rất nghiêm túc nói. Bạch, những cái này đừng lấy thì tốt hơn, nếu lấy Dương Ca chắc sẽ bị đánh chết đấy, chúng ta có thể cũng tiêu đời. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, cuối cùng, nàng ta vẫn lựa chọn tin Nhị Nha, không lấy đi mấy thứ kia. Hai tiểu gia hỏa một đường đi tới, lúc này, Nhị Nha đột nhiên ngừng lại, nàng ta đi tới trước một khối mộ bia khá lớn, trên mộ bia có một hàng chữ. Nhị Nha nhìn kỹ hàng chữ, chữ đó khác với chữ hiện tại, nhưng nàng ta vẫn đọc được. Nàng ta cũng không biết vì sao mình lại đọc được. Lúc này, Tiểu Bạch chỉ mộ bia đó, Nhị Nha nói khẽ. Nhân đế, vị đại đế đầu tiên trong lịch sử nhân loại, lãnh tụ nhân tộc đầu tiên trong lịch sử loại người. Năm Thủy Nguyên, tháng 3, nhất thống nhân tộc, bội kiếm, vấn thần. Tháng 4, đối thiên đạo, chết. Sau khi Nhị Nha đọc xong, nàng ta cúi đầu nhìn về phía mộ bia, nơi đó có một thanh kiếm, nhưng, thân kiếm đã mất. Bên cạnh kiếm còn có một cái ấn, ấn từ ngọc vô danh đúc thành, có màu vàng, bên trên khắc hình một con yêu thú dữ tợn. Tiểu Bạch nhìn về phía Nhị Nha nói khẽ. Trước kia khẳng định là một tồn tại rất lợi hại. Nói xong, nàng ta muốn bỏ đi, Tiểu Bạch lại giữ nàng ta lại, cúi đầu nhìn cái ấn đó, Nhị Nha nhìn về phía cái ấn, rất nhanh, nàng ta ngây ra. Bởi vì yêu thú khắc trên ấn có một cặp sừng rất giống với sừng trên đầu nàng ta. Tiểu Bạch cầm ấn lên, dưới đít ấn có khắc 8 chữ. Tiểu Bạch nhìn về phía Nhị Nha. Nhị Nha sờ sờ 8 chữ đó, sau đó nói khẽ. Thụ mệnh vu dân, trảm thiên đồ đạo. Nhị Nha suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng, nàng ta đặt cái ấn vào chỗ. Sau đó dẫn theo gạch dưới. Tiểu Bạch xoay người rời đi, có điều đúng lúc này, cái ấn đó đột nhiên tự động bay đến trước mặt nàng ta. Nhị Nha và Tiểu Bạch nhìn nhau, cuối cùng cái ấn tự dắt lên hông Nhị Nha. Hãy tiểu gia hỏa tiếp tục đi tới. Ngay khi bọn họ muốn ra khỏi dãy mộ địa, Nhị Nha đột nhiên ngừng lại, nàng ta nhìn về phía bên phải, nơi đó, có một mộ bia rất lớn, so với mộ của nhân đề thì còn lớn hơn Tiểu Bạch và Nhị Nha đi tới. Rất nhanh, Nhị Nha ngừng lại, nàng ta nhìn về phía khối trước mặt, trên mộ bia cũng có một hàng chữ. Tiểu Bạch nhìn về phía Nhị Nha nhẹ giọng thì thầm. Người vô danh, một đời thân phàm, nghịch thiên mà đi, tay cầm chiến qua. Chiến cửu thiên thập tộc mà bất bại. Năm Thủy Nguyên, tháng 4, chiến 304. Hiệp với thiên đạo, chết, nói xong, Nhị Nha nhìn về phía trước mộ bia đó, trước mộ bia đặt một thanh trường thương đã có đầy vết rạn, thương màu đỏ rực, đó là vô số máu tươi ngưng tụ, mưa lũi thương có một giọt máu lưu động. Lúc này, một bóng người xuất hiện. An Nam Tĩnh. Chính là An Nam Tĩnh đã bế quan rất lâu. An Nam Tĩnh đi tới trước trường thương, nàng ta trực tiếp cầm lấy thanh trường thương tên là chiến qua này, vừa cầm trường thương lên, trường thương đột nhiên run run, An Nam Tĩnh nhíu mày, sau đó nói. Trừ TK ra, ngươi không tìm thấy chủ nhân thích hợp với ngươi hơn đâu. Dần dần, trường thương bình tĩnh lại. An Nam Tĩnh cầm chiến qua trực tiếp về Hồng Mông Tháp. Ở bên cạnh, Tiểu Bạch chỉ vào vị trí đã trống rỗng, nàng ta nhìn Nhị Nha, vẻ mặt kinh ngạc, như vậy cũng được à? Ngươi có ý kiến gì sao? Nhị Nha hỏi. Tiểu Bạch vội vàng lắc đầu. Đắc tội với nữ tử váy đen đó, bị đánh có thể là Dương Diệp, nhưng đắc tội với An Nam Tĩnh thì bị đánh tuyệt đối là nàng ta và Nhị Nha. An Tỷ, là tồn tại mà Nhị Nha và Tiểu Bạch vừa kính lại vừa sợ. Nhị Nha và Tiểu Bạch không bất kỳ ý kiến gì đối với hành động của An Nam Tĩnh, chỉ cảm thấy An Tỷ lưu manh quá. Cứ như vậy cầm thương của người ta đi. Nhị Nha ít nhất còn dùng chữ, mượn, nhưng An Nam Tĩnh thì nhìn chúng là trực tiếp cầm đi. Nhị Nha và Tiểu Bạch tiếp tục đi tới, lúc này, Tiểu Bạch giống như là nghĩ tới gì đó, nàng ta xoay người nhìn về phía con dê và con bò, cảm thấy có chút băn khoăn, bởi vì này người hầu này hình như chưa được chút ích lợi gì. Nghĩ nghĩ, Tiểu Bạch biến ra hai quả. Hỗn nguyên quả. Tiểu Bạch đưa cho chúng, lúc này hai mắt chúng trợn tròn. Khi ăn trái cây. Dê và bò kích động tới rơi nước mắt. Trời ạ, những quả mà chúng ăn trước kia không thể nào so sánh được với quả này.
lúc này dê và bò đã quyết định thay chủ nhân, đi theo tiểu gia hỏa trước mắt này mới có thể ăn ngon uống ngon. Cứ như vậy, tiểu bạch và nhị nha tiếp tục đi tới, rất nhanh, bọn họ sắp rời khỏi khu mộ địa. Mà ở trước một khối cuối cùng, nhị nha ngừng lại. Mộ bia đó có chút đặc thù. Mộ bia không lớn, nhưng trước mộ bia có ba luồng kiếm quang giống như thực chất, giống như ba nén hương. Nhị nha đi tới trước mộ bia cũng có một hàng chữ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiểu Bạch không hiểu, nàng ta nhìn về phía nhị nha nhìn kỹ, sau đó nói khẽ. Thiên đạo có điểm cuối, bất tử sẽ thành tiên. Dương bất tử, thiên chi kiều nữ một đời, tự nghĩ ra chiến thiên lục thức. Năm Thủy Nguyên, tháng 12, đánh một trận với thiên đạo, lục thức dở ra hết, chiến 7 ngày 6 đêm, không địch lại. Đọc xong, nhị nha và Tiểu Bạch nhìn về phía trước mộ bia, ở đó đặt một quyển trục đen xì. Nhị nha và Tiểu Bạch nhìn nhau một cái, cuối cùng, hai tiểu gia hỏa nhẹ nhàng gật đầu, nhị nha lén nhìn xung quanh, sau đó cầm lấy quyển trục ném vào Hồng Mông Tháp. Sau đó thì thản nhiên như không kéo Tiểu Bạch đi tiếp. Tiểu Bạch giống như là nghĩ tới gì đó, quay đầu nhìn về phía dê và bò, nàng ta làm động tác đừng nói gì nhé. Dê và bò cái hiểu cái không gật đầu. Nhị nha và Tiểu Bạch ra khỏi mộ địa, sau khu mộ địa là một con sông, dưới sự dẫn dắt của Tiểu Bạch, bọn họ thuận theo con sông đi lên. Rất nhanh, bọn họ đi tới điểm cuối, ở đó là một đầm nước, phía trên đầm nước có thác nước vạn trượng. Tiểu Bạch nhìn về phía đầm nước, ở bên cạnh, nhị nha hỏi. Bảo bối ở bên dưới à? Tiểu Bạch gật đầu. Có nguy hiểm không? Nhị nha hỏi. Tiểu Bạch suy nghĩ một hồi lâu, lúc này, nhị nha có chút nghẹn lời. Thế mà phải nghĩ à? Tiểu Bạch suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng, nàng ta lắc đầu. Nhị nha thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thật Tiểu Bạch sau khi tính toán thực lực của mọi người, sau đó dùng cái này để suy đoán ra là có nguy hiểm hay không. Lúc này nàng ta tính cả nữ tử váy đen vào. Hai tay nhị nha tách ra, rất nhanh, đầm nước chậm rãi tách ra hai bên. Mà đúng lúc này, trong nhà gỗ, nữ tử váy đen đột nhiên mở mắt, cả giận nói. Hai đứa ngu này, có thể cẩn thận chút không? Bùm! Ở ngoài nhà gỗ, Dương Diệp trực tiếp bay ra ngoài. Dương Diệp! Mau chút đi! Một! Trước đàm nước, khi nhị nha tách nước ra, đột nhiên, một bàn tay từ dưới nước vươn ra. Nhìn thấy một màn này, nhị nha khẽ biến sắc, khép mặt nước lại, mà lúc này, bàn tay kia đột nhiên nắm chặt lại. Âm! Toàn bộ đầm nước trực tiếp vỡ tan. Nhị nha vội vàng kéo Tiểu Bạch lui về phía sau mấy trăm trượng, Tiểu Bạch vội vàng. Chỉ vào con dê và con bò, nhị nha lại vội vàng kéo chúng ra sau. Xa xã! Đầm nước đột nhiên hình thành một vòng xoáy, lúc này, một đạo kiếm quang từ bên. Nhà gỗ bắn ra. Phù! Đầm nước đột nhiên bị xé mở, ngay sau đó một bóng đen từ trong đầm nước phóng lên cao, sau đó biến mất ở cuối chân trời mờ mịt. Sau một hơi thở, toàn bộ mệnh giới rung chuyển kỳ trồ liệt, giống như có thứ gì đó bị phá ra. Lúc này, nữ tử váy đen xuất hiện trước mặt nhị nha và Tiểu Bạch. Nhị nha và Tiểu Bạch có chút chột dạ, bởi vì bọn họ hình như gây ra chuyện cồi. Nữ tử váy đen ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, nàng ta cau mày. Lúc này, Dương Diệp cũng chạy tới, nhìn thấy nhị nha và Tiểu Bạch, Dương Diệp cũng vô cùng tức giận, không cần phải nói, hai tiểu bất điểm này khẳng định lại gây ra rắc rối. Nữ tử váy đen nhìn về phía nhị nha và Tiểu Bạch chột dạ cúi đầu, mà nhị nha thì không chịu thua, mặt không biểu tình nhìn nữ tử váy đen. Nàng ta đã chuẩn bị đánh nhau rồi. Ở bên cạnh, Dương Diệp vội vàng nói. Vừa rồi là cái gì thế? Nữ tử váy đen lạnh lùng nói. Một tồn tại từng bị ta giam giữ. Dương Diệp lại hỏi. Lợi hại lắm không? Nữ tử váy đen nhìn Dương Diệp. Ngươi nói thử xem. Dương Diệp. Nữ tử váy đen nhìn về phía nhị nha và Tiểu Bạch. Nàng ta nhìn hai tiểu gia hỏa này hồi lâu, sau đó xoay người rời đi. Dương Diệp hung hăng lườm hai tiểu gia hỏa một cái, sau đó vội vàng đi theo nữ tử váy đen. Ở đằng sau, Tiểu Bạch và nhị nha nhìn nhau. Cuối cùng Tiểu Bạch chỉ vào phía dưới đầm nước, ý tứ là bảo bối vẫn ở đó. Nhị nha nhìn Tiểu Bạch. Ngươi không phải nói là không có nguy hiểm à? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó xòe tay. Không nguy hiểm mà.
Nhị Nha thở dài, nàng ta nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Bạch. Gan của ngươi cũng lớn thật đấy. Nói xong nàng ta xoay người bước về phía đầm nước, đã gây ra họa ra, nếu không lấy chút bảo bối thì rất không đáng. Nữ tử váy đen đi tới đỉnh thác nước, nàng ta nhìn về phía trước, không biết đang nghĩ gì. Dương Diệp trầm giọng nói. Tồn tại kia nguy hiểm lắm à? Nữ tử váy đen lạnh lùng nói. Hắn tên là Mặc Du, một người mà ta khác từng chọn, đáng tiếc dã tâm của hắn quá lớn, so với dã tâm của hoàng đế còn lớn hơn. Đương nhiên có dã tâm cũng không phải là xấu, nhưng nếu dã tâm này thành lập trên cơ sở hủy diệt một thứ gì đó thì dã tâm đó phải bị bóp nát ngay. Dương Diệp hỏi. Hắn muốn làm gì? Nữ tử váy đen nói khẽ. Hắn muốn trở thành chúa tể của vũ trụ không gian 3 chiều, còn muốn đi vào vũ trụ 4 chiều để xem xét tương lai. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Thực lực của hắn mạnh rồi, có những suy nghĩ này cũng là chuyện rất bình thường. Nữ tử váy đen lạnh lùng nói. Đúng vậy, chuyện rất bình thường. Đáng tiếc hắn không hiểu, hắn càng muốn những cái này thì hắn sẽ chết càng nhanh. Dương Diệp muốn nói lại thôi. Nữ tử váy đen cười lạnh. Nói đi. Ta sẽ không đánh ngươi. Dương Diệp nhìn nữ tử váy đen, sau đó nói. Đầu tiên, ta không biết các ngươi vì sao muốn chu sát những cường giả mệnh cảnh này. Nhưng ngươi có từng nghĩ, các ngươi làm như vậy. Rất ích kỷ, rất tàn nhẫn. Nữ tử váy đen hỏi. Dương Diệp hơi gật đầu. Các ngươi tiến vào vũ trụ 4 chiều không gian, nhưng các ngươi không cho phép người sau tiến vào. Hơn nữa, phàm là người đạt tới mệnh cảnh các ngươi đều sẽ giết, nói thật, cái này. Nữ tử váy đen trầm mặc. Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó nói. Có thể được nghe lý do của các ngươi không? Nữ tử váy đen lạnh lùng nhìn Dương Diệp nói. Nàng ta cho ta thanh kiếm này, ta nghĩ, ta hẳn là có tư cách để biết một số chuyện, đúng không? Nữ tử váy đen trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Vũ trụ 3 chiều, không phải tuyệt đối an toàn. Dương Diệp trầm giọng nói. Ngươi là nói. Nữ tử váy đen gật đầu. Năm đó, ta chạm sát thiên đạo, cho rằng tất cả đã kết thúc. Nhưng mà, khi ta tiến vào vũ trụ 4 chiều, ta biết có thể không phải là kết thúc, mà là một khởi đầu. Cá lớn nuốt cá bé, hiểu không? Dương Diệp trầm mặc. Nữ tử váy đen tiếp tục nói. Vũ trụ 4 chiều, cơ hồ không còn sinh linh sống, đó là một không gian vũ trụ trống rỗng. Nói đến đây, nàng ta đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, cười lạnh. Trong mắt lại tràn ngập sát ý. Dương Diệp có chút nghẹn lời, nữ nhân này làm sao vậy, nói cái là thay đổi sắc mặt ngay. Nữ tử váy đen ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xa. Giết bọn họ, là vì muốn tốt cho bọn họ. Dương Diệp thật sự không biết phải nói gì, người giết người ta là vì muốn tốt cho người ta. Người sao lưu manh thế? Nữ tử váy đen lại nói. Giống như hoàng đế đó, hắn đi vào thì sao? Chỉ có kết quả bị xóa bỏ thôi. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Bọn họ muốn chết, đó là chuyện của bọn họ. Nhưng, các ngươi giết bọn họ. Nữ tử váy đen nói. Bọn họ tới đó chết, kết quả là họ sẽ bị cắn nuốt, khiến một số tồn tại càng lúc càng. Cường đại, bọn họ đều là cường giả đỉnh phong của vũ trụ này, đối phương cắn nuốt mỗi một cường giả này thực lực sẽ mạnh tới một phần. Nói đến đây, nàng ta quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Nhếch miệng cười. Ngươi hiện tại đừng có bộ dạng trách trời thiên dân như thế. Hãy chờ xem, không bao lâu nữa khi một số trách nhiệm ở trên người ngươi, đến lúc đó ngươi muốn khóc cũng khóc không được đâu. Dương Diệp lạnh lùng nói. Ta có thể không gánh vác mà. Vậy thì chết đi. Nữ tử váy đen lạnh lùng nói. Ngươi có dũng khí thì hiện tại từ bỏ hai thanh kiếm đó, sau đó dẫn những người trong tháp của ngươi quy ẩn núi rừng. Dương Diệp trầm mặc. Nữ tử váy đen lại nói. Đừng hòng có được lợi ích mà lại không làm gì. Còn nữa, có hai tiểu bất điểm bên cạnh ngươi cả đời sẽ không được thái bình, ngươi hoặc là chết, hoặc là mạnh tới mức không ai dám làm gì ngươi. Nói xong, nữ tử váy đen trực tiếp xoay người biến mất. Trên đỉnh núi, Dương Diệp trầm mặc không nói gì. Quy ẩn núi rừng. Dương Diệp cười tự giễu, làm sao mà quy ẩn được đây? Hắn hiện tại muốn quy ẩn núi rừng. Nhất định phải từ bỏ Tiểu Bạch, từ bỏ Nhị Nha. Nhưng sao có thể như cơ vậy được? Dương Diệp xoay người rời đi. Đúng như lời nói của nữ tử váy đen, hắn đã không có đường lui, hắn chỉ có thể tiến về phía trước,
đi tới đỉnh phong nhất của nhân gian. Dương Diệp tới trước đầm nước, lúc này Nhị Nha vừa vặn từ dưới nước đi lên, trong lòng nàng ta đang cầm một bộ giáp đen nhánh. Nhìn thấy Dương Diệp, Nhị Nha và Tiểu Bạch nhìn nhau, cuối cùng Nhị Nha đưa giáp tới trước mặt Dương Diệp, Nhị Nha nhếch miệng cười. Dương ca, đây là Tiểu Bạch và ta hiếu kính ngươi. Ở bên cạnh, Tiểu Bạch vội vàng gật đầu. Tốn tài miễn tai. Dương Diệp đặt giáp đó xuống bên cạnh, hắn ngồi xuống, nhìn hai tiểu bất điểm trước mặt, Tiểu Bất Điểm nói khẽ. Vừa rồi rất nguy hiểm, biết không? Nhị Nha nhìn về phía Tiểu Bạch, Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó nhìn về phía Dương Diệp nhếch miệng cười. Dương Diệp khẽ lắc đầu, hắn nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, người hiện tại phải có khái niệm chính xác về thực lực của ta và Nhị Nha, chuyện gì, có thể làm, không thể làm, người phải nắm rõ, hiểu chưa? Tiểu Bạch gật đầu, hiện tại nàng ta không dám phản bác, sợ bị đánh. Dương Diệp dẫn theo Nhị Nha và Tiểu Bạch đi tới trước nhà sàn, Dương Diệp quyết định ly khai. Hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm, cứ ở đây cũng không ổn. Dương Diệp ôm quyền về phía nhà sàn, không tiến vào. Chúng ta đi đây, có cơ hội sẽ gặp lại. Trong nhà, không ai đáp lại. Dương Diệp khẽ lắc đầu, dẫn Nhị Nha và Tiểu Bạch định đi, lúc này trước mặt bọn họ đột nhiên xuất hiện một người. Chính là nữ tử váy đen. Nữ tử váy đen nhìn Nhị Nha. Thương và quyển trục màu đen đó các ngươi cầm rồi đúng không? Nhị Nha có chút đề phòng nhìn nữ tử váy đen. Nữ tử váy đen cau mày. Ngươi lấy đồ của người khác một cách đương nhiên vậy à? Nhị Nha lạnh lùng nói. Thiên địa linh vật, người có đức thì sở hữu, ngươi chưa nghe bao giờ à? Nữ tử váy đen lạnh lùng nhìn Nhị Nha. Ngươi thật sự rất đáng đánh. Nhị Nha vẫn muốn nói tiếp. Dương Diệp liền ngăn nàng ta lại, sau đó nhìn về phía nữ tử váy đen. Bọn họ không có ác ý, ta bọn họ trả lại đồ cho ngươi. Không cần. Nữ tử váy đen đột nhiên nói. Ta cũng tiếc mấy thứ đó. Nói xong, nhìn Dương Diệp. Mặc dù vừa rồi thực lực không kém, một ta khác từng không đành lòng giết hắn, cho nên bảo ta đi bắt hắn về, nhốt hắn lại. Hắn hiện tại chắc là có rất nhiều oán khí, mà ngươi lại là người mà một ta khác chọn. Trên người còn có hai thanh kiếm, với tâm tính của hắn, sẽ tìm đến ngươi. Dương Diệp gật đầu. Ta hiểu. Nữ tử váy đen nhướng mày. Ngươi không sợ à? Sợ. Dương Diệp hơi ngẩn ra, lập tức lắc đầu cười. Cuộc đời này, Dương Diệp ta từng sợ ai bao giờ chưa? Nói đi, nếu ta giết hắn, một người khác liệu có đánh ta không? Nữ tử váy đen nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Yên tâm. Nếu nàng ta đánh ngươi, ta sẽ giúp ngươi, ta nhìn người đó cũng rất ngứa mắt. Dương Diệp. Ê! Lúc này, Nhị Nha đột nhiên hô. Những người ta thấy ở mộ địa, chính là nhân đế đó, còn cả người vô danh và Dương Bất Tử nữa, ngươi với bọn họ ai lợi hại hơn? Nữ tử váy đen lạnh lùng nhìn Nhị Nha. Bọn họ trên cơ bản đều chết trong tay thiên đạo, mà hiện tại thiên đạo đã chết, ta thì còn sống. Cho nên... Ngươi cảm thấy thế nào? Nhị Nha rất khó chịu với ngữ khí của nữ tử váy đen này, lập tức nắm chặt quyền đầu. Sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ một quyền đánh cho ngươi phải khóc. Nữ tử váy đen lạnh lùng nói. Lúc nào cũng chờ. Nhị Nha vẫn muốn nói tiếp, Dương Diệp khẽ lắc đầu, ngăn Nhị Nha lại, sau đó hắn nhìn về phía nữ tử váy đen. Chuyện cuối cùng, Tiểu Kỳ và A Tú bọn họ. Lúc này... Đó nữ tử váy đen đột nhiên cả giận nói. Chuyện của người lớn, người quan tâm làm gì? Mau cút đi cho ta. Dương Diệp. Tiểu Bạch. Nhị Nha. Nghịch Thiên Minh, 1. Dương Diệp dẫn theo Nhị Nha và Tiểu Bạch rời khỏi mệnh giới. Nhưng đáng tiếc là hắn vẫn không biết Kỳ Bi Thiên và A Tú đang ở đâu, có điều cũng may, với thực lực của họ, muốn gặp phải nguy hiểm chắc là rất khó. Đúng như lời nói của nữ tử váy đen. Hắn nên nghĩ tới bản thân mình thì hơn. Ngoài mệnh giới, Dương Diệp cầm thiên trụ đi tới trước đề thỉ, hắn quan sát đề thỉ, sau đó nói. Ta gần đây có khá nhiều phiền phức, cần đá thủ, người có bằng lòng làm đá thủ của ta không? Đề thỉ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng, nó hơi gật đầu. Dương Diệp gật đầu, giơ tay lên chém xuống một kiếm này trực tiếp chém lên kiếm quang dưới chân đế thi. Bù! Thiên Chu kiếm cường đại trực tiếp chém nát kiếm quang này. Rất dễ dàng,
Bởi vì kiếm quang này bản thân chính là kiếm quang của Thiên Chu. Cứ như vậy, trong Hồng Mông Tháp của Dương Diệp có thêm một siêu cấp đả thủ, xê đả thủ này không bình thường, cấp bậc mệnh cảnh đỉnh phong, hơn nữa không hề có hơi nước. Trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp cẩn thận quan sát giáp mà Tiểu Bạch và Nhị Nha đưa cho hắn. Giáp hoàn toàn màu đen, giống như là từ vảy gì đó đúc thành, quanh giáp tỏa ra hắc quang nồng đậm, tạo cho người ta một loại cảm giác áp bách trầm trọng. Bên cạnh Dương Diệp, Nhị Nha nói khẽ. Thứ này rất kiên cố. Dương Diệp nhìn về phía Nhị Nha một quyền đánh lên giáp đó đột nhiên rung lên, xuất hiện một khe lõm. Dương Diệp, Nhị Nha chỉ vào giáp, sau đó nói. Thấy chưa, một quyền của ta cũng không phá được. Dương Diệp nghẹn lời. Lúc này Tiểu Bạch cũng đánh một quyền lên giáp, nhưng mà giáp đó một chút động tĩnh cũng không có. Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Sau đó thu hồi quyền đầu. Dương Diệp xoa đầu Tiểu Bạch, sau đó nhìn về phía giáp đó, khe lõm trên giáp lúc trước đã không còn, giáp này lại khôi phục về nguyên trạng. Không tồi. Dương Diệp tất nhiên không cự tuyệt giáp này, hắn mặc vào giáp vào, rất nhanh giáp hòa cùng cơ thể hắn. Cùng lúc đó hắn và giáp này có liên hệ thần bí nào đó. Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể tùy thời triệu hồi ra. Về phần giáp tên là gì, lai lịch thế nào? Hắn không có hứng thú tìm hiểu. Dù sao giáp này hiện tại cũng là của hắn rồi. Dương Diệp ra khỏi Hồng Mông Tháp, sau đó ngự kiếm biến mất trong tinh không mờ mịt. Trong Hồng Mông Tháp, Nhị Nha đi tới phòng tu luyện, trong phòng tu luyện đã có một người, chính là An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh ngồi xếp bằng dưới đất, bên cạnh nàng ta bồng bềnh một thanh trường thương, chính là chiến qua. Nhị Nha không quấy rầy An Nam Tĩnh, nàng ta ngồi xuống một bên. Sau đó lấy ra một quyển trục. Chiến Thiên Lục Thức. Đây là thứ nàng ta lấy từ mộ bia của Dương Bất Tử, sở dĩ lấy là vì cảm thấy thứ này rất thích hợp với nàng ta. Nhị Nha đó Chiến Thiên Lục Thức ra, đều dùng quyền đầu. Nhị Nha gật đầu hài lòng, có thể học thử. Cứ như vậy, Nhị Nha bắt đầu tu luyện vũ kỹ. Tiểu Bạch ham chơi, nhưng nàng ta hiện tại cũng tự giác tu luyện, chỉ có điều không chịu khó như lúc ở cùng nữ tử váy đen. Nàng ta hiện tại là tu luyện một ngày chơi một ngày. Hoặc là, chơi hai ngày tu luyện một ngày. Dù sao nàng ta cũng tu luyện. Nàng ta cho rằng như vậy. Ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh, sau khoảng hai canh giờ, Dương Diệp lại về tới Vĩnh Hằng Chi Giới. Hắn đi tới Vĩnh Hằng Chi Hà trước kia, lấy Thiên Chu ra. Nhưng mà nữ tử váy trắng không xuất hiện, Dương Diệp không muốn bỏ cuộc, lại đợi thêm hơn một ngày. Nữ tử váy trắng vẫn không xuất hiện. Dương Diệp có chút thất vọng rời khỏi Vĩnh Hằng Chi Hà, mà ngay khi hắn muốn đi vào Vĩnh Hằng Quốc Độ, đột nhiên hắn quay đầu nhìn về phía bên kia. Hoang tộc. Hắn nhìn thấy hoang tộc. Dương Diệp trầm mặc một thoáng, sau đó hắn biến mất tại chỗ. Doanh địa của đại quân hoang tộc. Dương Diệp gặp được Hoang Doanh. Hai người gặp lại, nhưng có chút xa lạ. Tình cảm năm đó dường như đã phai nhạt đi nhiều. Hoang Doanh cười nói. Lâu rồi không gặp. Dương Diệp hơi gật đầu. Các ngươi vẫn muốn tấn công Vĩnh Hằng Quốc Độ à? Hoang Doanh gật đầu. Vì sao? Dương Diệp có chút khó hiểu. Hoang tộc từng có ưu thế rất lớn, đó là bởi vì có sự tồn tại của Hoang Đế, nhưng hiện tại Hoang Đế đã không còn, hoang tộc so sánh với Vĩnh Hằng Quốc Độ thì dã không còn ưu thế gì. Lúc này vẫn tấn công Vĩnh Hằng Quốc Độ, rõ ràng có chút không sáng suốt. Hoang Doanh cười khổ. Tổ tiên từng vì tấn công Vĩnh Hằng Quốc Độ mà tiêu hao rất nhiều căn nguyên của hoang giới. Có thể nói thế này, hoang giới không chống đỡ được bao lâu nữa. Nếu chúng ta không tấn công Vĩnh Hằng Quốc Độ, hoang tộc sẽ dần dần suy vong, chẳng khác nào là mạn tính mạn tính. Lần này chúng ta đã không có lựa chọn nào khác. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi thì sao, nếu ta nhớ không lầm, Vĩnh Hằng Quốc Độ cũng không thân thiết với ngươi cho lắm. Thế nào? Hiện giờ chính là một cơ hội tốt đó. Dương Diệp nhìn Hoang Doanh. Chuyện giữa ta và họ, ta sẽ tự xử lý, về phần ngươi, bảo trọng nhé. Hoang Doanh hơi gật đầu, cũng không khuyên gì. Dương Diệp rời đi, hắn về Vĩnh Hằng Quốc Độ. Một số việc năm đó cũng đã đến lúc kết thúc rồi. Dương Diệp lấy ra một viên truyền âm thạch, rất nhanh, bên kia truyền đến một đạo thanh âm. Dương Huynh ử nỉ ống, chúc mừng. Nói vậy là sao? Dương Diệp hỏi. Thanh âm đó nói. Lúc trước ta đã nhận được tin tức,
Mạt Pháp chỉ địa dồn hết cường giả ra để tìm. Dương huynh. Dương Diệp cười nói. Ngươi cảm thấy ta không về được à? Thanh âm đó nói. Quả thật là vậy. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Nói chính sự đi, nói cho ta biết hồn giáo ở đâu, có một số món nợ nên tính toán rồi. Bên kia trầm mặc, ước chừng sau 15 phút, Dương Diệp rời khỏi chỗ. Chỉ lát sau, Dương Diệp đi tới một dãy núi, từ trên cao nhìn xuống, cảnh sắc xa xa nhìn không sót gì. Yên lặng một thoáng, Dương Diệp đột nhiên giơ kiếm lên chém. Bù! Một chém này, toàn bộ chân trời giống như rung chuyển, xa xa, không trung trống rỗng đột nhiên rung lên. Ngay sau đó không gian được xé ra, một tòa đại điện đen xì xuất hiện trong tầm mắt của Dương Diệp. Hồn điện! Dương Diệp hắn không quên lúc trước bị hồn điện này bắt nạt thế nào, hết lần này tới lần khác vây giết, hắn lúc trước thiếu chút nữa thì thành thức ăn rồi. Dương Diệp xách kiếm đi về phía hồn điện, rất nhanh hắn đi tới cửa lớn của hồn điện, hắn vừa đi vào, trong toàn bộ hồn điện trống rỗng, không có gì. Thấy thế, Dương Diệp cau mày. Chạy trốn rồi à? Lúc này trong truyền âm thạch vang lên thanh âm của người thần bí đó. Chậm rồi. Dương Diệp trầm giọng nói. Thế là sao? Thanh âm đó nói. Trước đó nhận được tin tức, điện chủ của hồn điện đã gia nhập Mạt Pháp chi địa, về phần những người còn lại của hồn điện thì trốn ở các nơi rồi. Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp trở nên âm trầm. Lúc này, thanh âm đó lại nói. Còn có tin tức, Mạt Pháp chi địa hợp thành một liên minh, tên là Nghịch Thiên Minh. Bọn họ lợi dụng các loại thủ đoạn thông chi cho vạn giới, gọi các cường giả tới Mạt Pháp chi địa, chỉ cần là cường giả mệnh cảnh, sau khi tiến vào Mạt Pháp chi địa đều có thể tu tập vũ khí cường đại thời đại của bọn Kỳ Bỉ Thiên, còn có thể hưởng thụ rất nhiều tâm đắc tu luyện của các cường giả siêu cấp. Nghịch Thiên Minh, Dương Diệp chau mày, bọn họ muốn làm gì? Đối kháng với thiên mệnh à? Thanh âm đó nói, mục đích chủ yếu chắc là để dắt tay nhau đối kháng thiên mệnh. Nhưng ta cảm thấy mục đích thứ yếu có thể là vì đối phó ngươi. Dương Diệp. Thanh âm đó lại nói. Hiện tại, bọn họ đã bắt đầu tụ tập. Hơn nữa với sức ảnh hưởng của bọn họ khẳng định có thể tụ tập nhiều cường giả hơn. Phải biết rằng Mạt Pháp chi địa không phải là địa phương mà người bình thường có thể đi vào. Nhưng hiện tại bọn họ lại mở rộng cửa, để nhiều người hơn đi vào. Đừng những người này từng đều là thiên chi kiêu tử. Không có ai là loại đơn giản đâu. Dương Diệp đương nhiên sẽ không xem thường người nơi đó, lúc trước nếu không phải có nữ tử váy đen dọa những người đó, hắn chắc đã tiêu đời rồi. Chỉ là hiện tại phiền phức có thể lại tới rồi. Đám gia hỏa này không ngờ tập trung lại với nhau. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Cường giả mệnh cảnh không phải phần lớn đều ở Mạt Pháp chi địa sao? Bọn họ còn có thể triệu tập bao nhiêu người nữa? Thanh âm thần bí nói. Vũ trụ ba chiều lớn cỡ nào chứ, cường giả ẩn tàng trong đó lại càng nhiều không kể xiết, đặc biệt còn có rất nhiều lão quái vật đã sống từ rất lâu. Ví dụ như sư tổ kiếm vô địch của ngươi, nếu hắn lúc trước không xuất hiện, thế gian này e là không có mấy người biết hắn còn sống. Dương Diệp gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Đi đâu thế? Thanh âm đó hỏi. Dương Diệp không quay đầu lại. Tới Mạt Pháp chi địa. Người thần bí đó. Dương Diệp không phải đang nói đùa, sau một tiếng đồng hồ, hắn trực tiếp đi tới Mạt Pháp giới. Dương Diệp tới truyền tống trận của Mạt Pháp chi địa, hắn mặt không biểu tình, cầm kiếm cắm xuống đất, sau đó an vị ở bên cạnh. Hắn thủ ở đây. Dương Diệp lần này sẽ tính sổ tới cùng với Mạt Pháp chi địa. Mạt Pháp chi địa. Dương Diệp vừa tới, bọn họ tất nhiên biết. Trong một đại điện trên không trung, thần sắc thần cư rất khó coi. Dương Diệp này đúng là âm hồn bất tán. Lúc này, trong đại điện một đạo thanh âm vang lên. Mặc hắn. Thần cư gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể tạm thời như vậy thôi. Ngoài truyền tống trận, Dương Diệp ngồi ở đó. Hắn cũng không vào, bởi vì vào rồi cũng đánh không lại. Mà Mạt Pháp chi địa, những người đó hiển nhiên rất kiêng kỵ Dương Diệp, sợ bên cạnh Dương Diệp lại có một thiên mệnh, bởi vậy cũng không dám ra. Kỳ thật lúc này, Mạt Pháp chi địa sợ hơn. Đương nhiên, bọn họ không phải sợ Dương Diệp mà là nữ tử váy đen đó. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, đột nhiên, đối diện Dương Diệp, một bóng người đang đi tới. Dương Diệp mở mắt, giơ ngang kiếm. Người tới là ai? Bóng người ngừng lại. Tại hạ tới gia nhập Mạt Pháp chi địa, cùng chư vị nghịch thiên.
Dương Diệp nhíu mày, kiếm khẽ rung lên, sau đó nói. Mau cút đi, mạt pháp chi địa chúng ta không thu nhận loại rác rưởi. Người đó. Nổ trời, một. Không thể không nói, thân xác người đó cực kỳ khó coi. Hắn từ nơi rất xa tới đây, vậy mà lại nhận được đáp án này sao? Người đó có chút không cam lòng, hắn quan sát Dương Diệp, sau đó nói. Các hạ đúng là người của mạt pháp chỉ địa. Dương Diệp lạnh lùng nói. Nói thừa. Nói xong hắn nhìn người đó, sau đó nói. Loại mặt hàng giống như ngươi, hoàn toàn không có không gia nhập mạt pháp chỉ địa chúng ta, mau cút đi, bằng không đầu của ngươi sẽ không được bảo toàn đâu. Người đó chau mày, cảm thấy có chút không ổn. Đúng lúc này, một đạo thanh âm vang lên trong đầu người đó. Vạn Thiên Huynh, người này là kẻ địch của mạt pháp chi địa LTA, tên là Dương Diệp, xin tạm lui một lát, chờ ta giải quyết người này xong rồi Vạn Huynh hãy đến. Nghe vậy, thần sắc của nam tử tên là Vạn Thiên kia mới trở nên bình thường. Vạn Thiên nhìn Dương Diệp. Ngươi chính là Dương Diệp. Dương Diệp nhún vai, xem ra, người của mạt pháp chi địa đã mật báo rồi. Dương Diệp đi thẳng cơ vào vấn đề, hắn vung kiếm. Nhân lúc ta vẫn chưa thay đổi chủ ý, mau đi đi. Khóe miệng Vạn Thiên cong lên. Từ lâu đã nghe nói Vĩnh Hằng Quốc Độ Dương Diệp chính là đệ nhất thiên tài của đương kim thiên hạ, ta muốn lĩnh giáo. Nói xong, hắn nhìn về phía cửa truyền tống của mạt pháp chi địa. Thần cư huynh, đầu của người này coi như là lễ gặp mặt ta tặng cho ngươi. Đúng lúc này, tiếng kiếm minh đột nhiên vang lên. Dương Diệp cầm kiếm đâm tới, một luồng kiếm quang lóe lên. Con người của Vạn Thiên đột nhiên co rút lại, hắn phản ứng cực nhanh, ở trước mặt hắn xuất hiện một vòng bảo hộ màu vàng cực dày. Sau nửa hơi thở, Dương Diệp đã ở phía sau Vạn Thiên, mà vòng bảo hộ màu vàng trước mặt Vạn Thiên đã tách ra ở giữa. Rất nhanh giữa trán Vạn Thiên xuất hiện một giọt máu tươi. Phía sau Vạn Thiên, Dương Diệp thu hồi kiếm. Bù! Toàn bộ thân thể Vạn Thiên trực tiếp tách ra từ giữa. Dương Diệp quay đầu nhìn về phái truyền thống tống trận, khóe miệng nhếch lên. Lợi hại không? Trong truyền tống trận, một đạo thanh âm truyền. Cũng được. Dương Diệp cười cười. Xin chỉ giáo. Lúc này từ bên trong truyền tống trận một nam tử đi ra. Chính là Tá Mạc cầm đao. Tay trái Tá Mạc nắm chuôi đao. Chậm rãi bước về phía Dương Diệp, khi đi đến cách trước mặt Dương Diệp hơn 10 trượng, đột nhiên, tay phải hắn rút đao. Một tấc, bù, một luồng đao khí lóe lên, nhỏ như sợi lông, nhanh như thiểm điện. Mà đúng lúc này, Dương Diệp nhảy lên, trên không trung Dương Diệp hai tay cầm kiếm rồi đột nhiên chém xuống. Bù, tiếng xé rách vang lên, đao khí trực tiếp bị một kiếm này của Dương Diệp chém đứt. Mà lúc này, đao của Tá Mạc ở xa xa lại ra thêm một tấc. Trong sân, một tiếng rít bén nhọn chói tai vang lên, lại một luồng đao khí lóe lên, lần này, đao khí so với lúc trước thì nhanh hơn, lực lượng cũng cường đại hơn. Không trung, khóe miệng Dương Diệp lộ ra vẻ dữ tợn, hắn đã cắm kiếm vào vỏ kiếm, trong nháy mắt, hắn rút kiếm ra chém một nhát. Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật. Vẫn là Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật trước kia, nhưng người đã không phải là người trước kia. Không chỉ như vậy, kiếm và vỏ kiếm cũng đã khác. Một kiếm chém xuống. Ầm. Dương Diệp đột nhiên bị đẩy lui ước chừng hơn trăm trượng. Mà xa xa, Tá Mạc đó không chỉ không lui nửa bước, ngược lại còn tiếp tục đi tới. Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng, sau đó cười nói. Không hổ là đao đạo đệ nhất nhân, lợi hại. Tá Mạc đột nhiên dừng chân, khẽ lắc đầu. Ở thời đại của Kỳ Bỉ Thiên, đao của ta quả thật là đệ nhất đao đạo, nhưng trước đó thì không phải. Dương Diệp nhíu mày. Thời đại trước đó, Tá Mạc chậm rãi bước về phía Dương Diệp. Thời đại thiên mệnh, một thời đại có thiên đạo. Dứt lời, đao của Tá Mạc lại rời vỏ mấy tấc. Bù! Trong thiên địa có cái gì đó bị xé ra. Con người Dương Diệp đột nhiên co rút lại, ở trước mặt hắn, không gian hoàn toàn tách ra, một đạo đao khí này so với lúc trước thì mạnh hơn mấy lần. Bên trong đạo đao khí này, hắn nhìn thấy lực lượng thuần túy, lực lượng vô cùng bá đạo, giống như có thể nghiền nát tất cả. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, hắn không lựa chọn trốn tránh, cũng không thể trốn tránh, bởi vì một đao này đã trực tiếp tỏa định hắn. Kiếm của Dương Diệp ra khỏi vỏ. Dùng kiếm làm vực. Kiếm hiện tại của hắn kỳ thật có chút đơn điệu, nói không dễ nghe là đơn điệu,
nhưng kỳ thật là ngắn gọn. Khi đối mặt với một số cường giả, kiếm kỹ hoa lệ gì căn bản không cũng vô dụng, đơn giản nhất, trực tiếp nhất mới là hữu hiệu nhất. Một kiếm này đâm ra, một tiếng kiếm minh vang lên trong thiên địa. Ầm. Không gian xung quanh Dương Diệp đột nhiên rung lên, mà bản nhân của Dương Diệp thì liên tục bạo lui, rít lên trên kiếm của hắn là một đạo đao khí. Lúc này, đạo đao khí đó đang chậm rãi tiêu tán, nhưng mà cho dù là vậy, lực lượng ẩn chứa trong nó vẫn chấn cho Dương Diệp liên tục lui ra sau. Sau khi lui ra chừng trăm trượng, Dương Diệp ngừng lại, lúc này đao khí trên mũi kiếm của Dương Diệp cũng đã biến mất. Xa xa, Tá Mạc tiếp tục từ từ bước về phía Dương Diệp. Không hổ là Thiên Chu, đao khí của ta cũng không thể lay động nó nửa phần. Dương Diệp nhìn nhìn kiếm trong tay, quả thật nếu không phải là kiếm này, hắn vừa rồi đã không thể không cản được đạo đao khí đó. Ỷ lại ngoại vật. Không. Dương Diệp cảm thấy, lúc này nếu không ỷ lại ngoại vật, vậy chính là ngu. Những người trước mắt này đều là tồn tại từ thời đại nào? Người ta tu luyện bao nhiêu năm, mà hắn thì sao? Cho dù hắn chính là thời gian tu luyện trong tháp cũng vẫn chẳng bằng số lẻ của người tai. Vào lúc này, có ngoại vật mà không dùng mới chính là ngu. Đúng lúc này, Tả Mạc đó đột nhiên biến mất tại chỗ. Vù! Trong không gian vị trí Tá Mạ đứng và trước mặt Dương Diệp một cái khe đen xì. Lặng lẽ xuất hiện. Lúc này, Dương Diệp cảm nhận được nguy cơ chưa từng có. Bởi vì hắn nhìn thấy Tá Mạc đã rút đao ra. Lúc này Tá Mạc đã hoàn toàn rút đao, Dương Diệp không dám có chút lơ là, hắn rút Thiên Chu ra, không chỉ như vậy, hắn còn lấy ra cả Vãng Sinh kiếm. Lần này trên mặt Dương Diệp đầy lệ khí, hắn đột nhiên chập hai thanh kiếm lại với nhau. Sau khi ra khỏi mệnh giới, nữ tử váy đen đã nói với hắn phương pháp hợp kiếm. Có điều cũng cảnh cáo chắn, bảo hắn đừng dùng lung tung, với thực lực của hiện tại của hắn vẫn khó có thể nắm giữ được lực lượng của song kiếm. Nhưng lúc này, hắn không thể không dùng. Kiếm hợp. Ong. Một đạo kiếm minh vang vọng khắp chân trời. Một đạo kiếm quang rực rỡ lóe lên. Ầm. Rắc. Không gian xung quanh mạt pháp giới bắt đầu vỡ nứt từng tấc, cùng lúc đó, hai bóng người bay ra, chính là Dương Diệp và Tá Mạc. Tá Mạc lui về trước truyền tống trận, xa xa Dương Diệp đã lui tới cuối chân trời. Tá Mạc không xuất thủ nữa, bởi vì Dương Diệp đã biến mất. Trước truyền tống trận, Tá Mạc nhìn nhìn tay phải của mình. Lúc này tay phải hắn đã triệt để nứt toác, một kiếm vừa rồi thiếu chút nữa đã hủy diệt toàn bộ cánh tay của hắn. Trầm mặc một thoáng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, Dương Diệp đã biến mất rồi. Đuổi theo chứ? Lúc này, một đạo thanh âm vang lên. Tá Mạc lắc đầu. Không giết được hắn. Nói xong, hắn nhìn chân trời xa xa, không gian nơi đó khẽ run lên. Một tiếng cười lạnh vang lên. Tá Mạc trầm mặc một lát, sau đó xoay người tiến vào mạt pháp chi địa. Trong một hư không vô tận, Dương Diệp tiến vào Hồng Mông tháp. Chữa thương. Lần giao phong vừa rồi, tuy hắn đỡ được, nhưng cái giá phải trả vẫn khá lớn. Lực lượng song kiếm hợp bích, hắn vẫn có chút khó có thể điều khiển, mà một đao cuối cùng của Tá Mạc lực lượng mạnh tới mức nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn hiện tại vẫn không phải đối thủ của Tá Mạc. Dương Diệp biết rất rõ điểm này. Nếu không phải có giáp đó, hắn vừa rồi đã chết rồi. Giáp. Vừa rồi, giáp của hắn đã thừa nhận một bộ phận lực lượng lớn trong kiếm, đồng thời còn thừa nhận bộ phận lực lượng lớn của Tá Mạc. Có điều, cũng có thu hoạch. Trận chiến vừa rồi với Tá Mạc, hắn cũng thu hoạch không nhỏ, đánh một trận với loại cường giả này, hắn có thể thấy được chỗ thiếu sót của bản thân, chỉ cần có thể tìm được chỗ thiếu sót của mình, vậy thì có thể cải tiến. Đương nhiên, hiện tại mục đích hàng đầu của hắn là liệu thương cho tốt. Sau một tiếng đồng hồ, Dương Diệp đã liệu thương xong. Mà lúc này, Tiểu Bạch xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Tiểu Bạch nhìn Dương Diệp, vẻ mặt tươi cười, hai tay giấu sau lưng. Dương Diệp nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bạch, cười nói. Nói đi, có phải có chuyện tốt gì không? Tiểu Bạch liên tục gật đầu, rất nhanh, nàng ta xòe tay. Một hồ lô xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Bầu kiếm. Dương Diệp nhìn bầu kiếm kia, sau đó ngây người. Bầu kiếm vẫn là bầu kiếm trước kia, nhưng lúc này bầu kiếm đã không phải là thần khí, mà là siêu thần khí. Hắn ở bên trong bầu kiếm này cảm nhận được một tia lực lượng bất khả tư nghị. Tiểu Bạch nhếch miệng cười,
sau đó đưa bầu kiếm tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch. Ngươi làm à? Tiểu Bạch gật đầu. Lúc này, kiếm kinh xuất hiện ở Dương Diệp. Dương Diệp, nàng ta nhìn Tiểu Bạch, sau đó cười nói. Nàng ta gần đây vẫn luôn nỗ lực đề thăng linh của bầu kiếm này, linh của bầu kiếm này đã được nàng ta đề thăng tới cực hạn. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch, nhìn Tiểu Bạch mặt mày tươi cười, trong lòng Dương Diệp rất ấm áp, hắn nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Bạch, sau đó nói. Cảm ơn Tiểu Gia Hỏa. Thần khí đối với hắn đã không có tác dụng quá lớn, có thể nói, hiện tại siêu thần khí mới có thể miễn cưỡng đủ để hắn sử dụng. Bầu kiếm này tấn thăng thành siêu thần khí. Vậy có nghĩa là hắn lại có thể sử dụng phi kiếm thuật. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên dắt tay Dương Diệp chạy đi. Kiếm kinh nhíu mày, không biết đang nghĩ gì. Bước chân Dương Diệp càng lúc càng nhanh, kẻ địch càng lúc càng mạnh, những thần khí từng đi theo hắn, còn có cả các siêu thần khí, rất nhiều kỳ thật đều đã không theo kịp bước chân của hắn. Bao gồm cả nàng ta. Tuy nàng ta hiện tại vẫn chưa tụt lại phía sau, nhưng nàng ta biết không bao lâu nữa sẽ như vậy. Bên kia, Tiểu Bạch dẫn Dương Diệp tới một dãy sơn mạch, bên trong một núi rừng, những tiếng hét phẫn nộ không ngừng vang lên. Đó là thanh âm của Nhị Nha. Mà theo mỗi một tiếng hét phẫn nộ vang lên, toàn bộ sơn mạch đều sẽ rung chuyển kịch liệt. Rất nhanh, Dương Diệp nhìn thấy Nhị Nha, xa xa, Nhị Nha ngồi đó, hữu chảo của nàng ta kề sát vào mặt đất, chảo còn lại thì hướng lên trời. Yên lặng một thoáng, Nhị Nha đột nhiên cả giận nói. Chiến thiên lục thức thức thứ nhất, nổ trời. Dứt lời, hữu chảo của Nhị Nha đột nhiên tóm một cái. Ầm. Trong nháy mắt, cả tòa sơn mạch không ngờ trở nên rung động. Ngay sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp và Tiểu Bạch, cả tòa sơn mạch không ngờ bị Nhị Nha nhấc lên. Là cả tòa sơn mạch. Dương Diệp đã cảm nhận được rõ ràng sơn mạch đang bay lên. Con mẹ nó. Dương Diệp nhìn Nhị Nha ở xa xa với vẻ khó tin. Hai mắt Tiểu Bạch cũng trợn lên, nhưng trong mắt nàng ta là vẻ hưng phấn và kích động. Khiếp sợ. Thời khắc này Dương Diệp thật sự bị Nhị Nha làm khiếp sợ. Hắn biết lực lượng của Nhị Nha rất mạnh, vô cùng mạnh, là tồn tại mạnh nhất hắn bái kiến. Nhưng nhắc cả tòa sơn mạch, này quá không bình thường a. Phải biết mặc dù sơn mạch này không phải quá lớn, nhưng phương viên cũng hơn 10 vạn trượng, trong đó đại sơn cao vút trong mây dã có vài chục tòa. Vậy mà có thể nhắc lên. Đúng lúc này, Nhị Nha đột nhiên thoáng một phát ném xuống. Âm, cả sơn mạch rơi xuống, thiên địa rung động, cùng lúc đó, vô số khói bụi phóng lên trời, bao trùm bầu trời. Xa xa, Nhị Nha nằm dạp trên mặt đất thở kịch liệt. Dương Đai Lệp và Tiểu Bạch vội vàng đi tới, Dương Diệp đỡ Nhị Nha dậy, giờ phút này khuôn mặt Nhị Nha đỏ bừng, đó là tình trạng lực lượng hư thoát. Tiểu Bạch vội vàng truyền linh khí si câu Nhị Nha. Cứ như vậy, ước chừng sau nửa canh giờ, Nhị Nha rốt cuộc khôi phục bình thường. Sau khi khôi phục bình thường, Nhị Nha thấp giọng thở dài, có chút ủ rũ. Ca! Vẫn chưa được. Dương Diệp hỏi. Nhị Nha, người đang tu luyện thứ mà các ngươi từ mệnh giới lấy ra kia sao? Nhị Nha nhẹ gật đầu, sau đó đưa quyển trục cho Dương Diệp. Dương ca ca ngươi cũng muốn tu luyện sao? Dương Diệp liếc mắt một cái, chỉ nhìn trang thứ nhất, Dương Diệp cười khổ. Hắn không tu luyện được. Yêu cầu lực lượng quá to lớn rồi. Ví dụ như thức thứ nhất Tạc Thiên, danh tự cực kỳ ngưu bức, nhất định phải có lực lượng lay động đất trời. Cái lực lượng lay động đất trời này, nói rõ ràng một điểm là, có thể di chuyển ít nhất hơn 10 ngọn núi lớn phạm vi mấy trăm ngàn trượng. Một ngọn núi hắn cũng mang không nổi. Hắn có thể một kiếm bổ ra một ngọn núi lớn. Nhưng hắn thật mang không nổi một ngọn núi lớn. Đương nhiên, Nhị Nha làm được. Dương Diệp biết, chiến thiên sáu thức này, chỉ Nhị Nha mới có khả năng học được. Tiểu Long cũng không được. Yêu cầu lực lượng thật sự quá to lớn rồi. Nhìn Nhị Nha có chút ủ rũ cúi đầu, Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Nhị Nha, người không thể thoáng cái đến được, người phải đi từ từ, ví dụ như, người trước dọn ngọn núi kia thử xem. Nghe vậy. Ánh mắt Nhị Nha lập tức sáng lên, đúng vậy, trước dọn một ngọn núi thử xem. Nhị Nha thoáng một phát nhảy dựng lên, sau đó đi tới trước một ngọn núi lớn. Ngọn núi này cao ngàn trượng, rộng cũng hơn 1.000 trượng. Nhị Nha đứng ở trước ngọn núi lớn này, thật rất nhỏ bé giống như một con kiến đứng ở trước một nhân loại. Mà giờ khắc này,
con kiến kia còn muốn dung chuyển nhân loại, này hiển nhiên là có chút buồn cười. Nhưng nhị nha không phải con kiến. Nhị nha nhìn núi lớn, yên lặng một cái chớp mắt, hữu chảo của nàng đột nhiên dính vào trên vách núi kia. Ầm ầm, cả ngọn núi bắt đầu rung động. Sau một khắc, ầm, chân núi dạn nứt ra. Nhìn thấy một màn này, nhị nha ngừng lại, nàng chau mày, bởi vì nàng lại dùng sức mà nói, ngọn núi kia sẽ triệt để đập nát. Lúc này bên cạnh truyền đến một giọng nói. Không nên cậy mạnh. Thanh âm quen thuộc. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, đúng là An Nam Tĩnh đã bế quan thật lâu. Dương Diệp mỉm cười. Tỉnh rồi. An Nam Tĩnh nhẹ gật đầu, sau đó đi tới bên cạnh nhị nha, nói khẽ. Lực lượng của ngươi rất lớn, nhưng quá mức phiến diện, ngươi có thể thử phân tán lực lượng một chút, phân tán đến mỗi một góc nhỏ của ngọn núi này. Nhị nha suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ gật đầu, lần nữa đi tới trước ngọn núi kia. Hai tay đặt ở trên vách núi đá. Cứ như vậy, nhị nha bắt đầu chậm rãi dùng sức. Bên cạnh Dương Diệp, An Nam Tĩnh nói khẽ. Lực lượng của nàng hoàn toàn có thể thúc giục ngọn núi lớn kia, nhưng nàng sử dụng lực lượng của mình có chút lạ lắm, tựa như nắm một quả trứng gà. Lực lượng của chúng ta có thể đơn giản cầm chặt một cái trứng gà, nhưng có ít người không khống chế được lực lượng của mình. Hơi dùng sức, trứng gà sẽ vỡ, cầm và phá là hai loại thể hiện của sức mạnh. Dương Diệp nhẹ gật đầu, hắn nhìn về phía nhị nha, giờ phút này, cả ngọn núi đang chậm rãi di động, từng chút di động, tuy phía trên xuất hiện rất nhiều vết rạn, nhưng ngọn núi này không có triệt để nghiền nát. Hiển nhiên, nhị nha đang từ từ nắm giữ lực lượng của mình. Một bên, Tiểu Bạch thì không ngừng cổ vũ nhị nha, kỳ thật nàng cũng muốn đẩy núi lớn, nhưng đáng tiếc, nàng ngay cả tảng đá cũng không đẩy được. An Nam Tĩnh nhìn về phía Dương Diệp. Tâm sự một chút được không? Dương Diệp gật đầu. Hai người sóng vai đi tới trên đỉnh núi của Kiếm Tông, sau lưng An Nam Tĩnh đi theo một cây trường thương. Nó cứ như vậy tự động đi theo An Nam Tĩnh, thậm chí cây trường thương này còn gây hấn với hắn, không đúng, chuẩn xác mà nói là khiêu khích Thiên Chu của hắn. Thiên Chu tự nhiên là có đáp lại, bất quá bị Dương Diệp ngăn trở. Mà chiến thương bị An Nam Tĩnh vỗ một trường cũng rất biết điều. An Nam Tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía xa, nói khẽ. Sau khi ta được cây thương này, đã nhận được truyền thừa trong đó, cũng biết một ít chuyện. Sự tình gì? Dương Diệp hỏi. An Nam Tĩnh nói khẽ. Một ít chuyện tình thời đại thiên mệnh kia. Dương Diệp nói. Nói nghe xem. An Nam Tĩnh trầm mặc. Dương Diệp quay người nhìn về phía An Nam Tĩnh, nói khẽ. Sao vậy? An Nam Tĩnh ngẩng đầu nhìn Dương Diệp. Ta muốn đi một chỗ. Đi đâu? Gạch dưới Dương Diệp nhíu mày. An Nam Tĩnh nói. Chỗ ở của chủ nhân nó. Dương Diệp nói. Ta đi với ngươi. An Nam Tĩnh khẽ lắc đầu. Tự ta đi. Vì sao? Dương Diệp có chút khó hiểu. An Nam Tĩnh nhìn về phía Dương Diệp, nói khẽ. Có chút đường, ta phải tự mình đi, bằng không thì, ta vĩnh viễn không cách nào cường đại hơn. Dương Diệp nhìn An Nam Tĩnh hồi lâu, cuối cùng hắn nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, An Nam Tĩnh rời đi. Mang theo chiến thương rời đi. Dương Diệp có chút phiền muộn, hắn tự nhiên là muốn An Nam Tĩnh lưu lại, nhưng như An Nam Tĩnh nói, đường, nhất định phải tự nàng đi, mà nàng, chỉ có đi con đường của mình, mới có thể để cho nàng càng cường đại hơn. Nàng muốn trở nên mạnh mẽ. Nàng không muốn bị Dương Diệp bỏ lại đằng sau. Lúc này huyết nữ và đám người minh nữ cũng xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dưới sự trợ giúp của Tiểu Bạch, các nàng đã chữa trị thân thể, kỳ thật khác biệt không phải quá lớn, đương nhiên, này chủ yếu là công lao của Tiểu Bạch. Trong Hồng Mông Tháp, nói thật, Tiểu Bạch là nhân vật nghịch thiên nhất. Chẳng qua tiểu tử này bình thường quá cả lơ phất phơ, không có cảm giác tồn tại gì đặc biệt lớn, lại càng không như một siêu cấp đại năng, cho nên làm cho người ta có chút xem nhẹ nàng. Kỳ thật nàng rất nghịch thiên, hơn nữa nàng còn biết làm rất nhiều việc. Chỉ là có chút ham chơi. Chúng ta cũng muốn rời đi. Huyết nữ nói. Dương Diệp cười khổ. Nhị tỷ. Huyết nữ nói khẽ. Thế giới rất lớn, tỷ muội chúng ta muốn đi dạo một chút. Dương Diệp khổ sở nói. Chỗ của ta rất tốt nha. Huyết nữ lắc đầu. Chúng ta không muốn ở trong thế giới nhỏ này, ở chỗ này, chúng ta không có tận hết khả năng. Đơn giản mà nói, như An Nam Tĩnh kia, chúng ta muốn đi con đường của chúng ta.
Dương Diệp lắc đầu cười khổ. Huyết nữ vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của Dương Diệp. Cuối cùng sẽ gặp nhau. Nói xong, nàng quay người mang theo đám người minh nữ biến mất ở cuối chân trời. Đã đi rồi. Đám người huyết nữ đi không có do dự chút nào, cũng không phải nói các nàng không lưu luyến nơi này, mà là các nàng rất rõ ràng, nếu như các nàng tiếp tục lưu lại, các nàng sẽ không có con đường của mình. Nhân sinh, võ đạo, là đi ra, không phải nói ra. Trong lúc nhất thời, cả Hồng Mông Tháp trở nên vắng lạnh. Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua phương hướng kiếm tông, chỗ đó là chỗ ở của Tô Thanh Thi còn có đám người Tuyết Nhi, kỳ thật Tuyết Nhi đã rất lớn. Mà hắn, kỳ thật cũng không còn nhỏ nữa. Từ huyền giả đại lục đến bây giờ, một đường đi tới, hắn quá bận rộn. Hắn có rất ít thời gian yên tĩnh đúng nghĩa. Ầm ầm. Ngay lúc này, một tiếng nổ lớn kéo suy nghĩ của Dương Diệp lại. Dương Diệp quay đầu, cách đó không xa, một ngọn núi lớn chậm rãi nhấc lên khỏi mặt đất. Nhị Nha giơ ngọn núi kia lên. Nhìn có chút khoa trương, có chút không chân thực, nhưng nàng thật sự giơ lên. Dương Diệp quả thực bị chấn động, trong thân thể nhỏ nhắn kia, ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào a? Ngay lúc này, ngọn núi kia đột nhiên nổ bể ra, vô số đá vụn bắn về phía bầu trời. Dương Diệp vội vàng bấm tay điểm một cái, trong chốc lát, vô số kiếm khí lướt qua chân trời, trong nháy mắt, những đá vụn kia bị đánh nát bấy. Thân hình Dương Diệp lóe lên, đi tới bên cạnh Nhị Nha, giờ phút này sắc mặt Nhị Nha đỏ bừng, đang thở dốc. Hiển nhiên, vừa rồi nàng cũng không phải quá nhẹ nhõm. Cảm giác thế nào? Dương Diệp vội hỏi. Nhị Nha nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nhếch miệng cười cười. Không có việc gì, ta còn có thể tiếp tục. Dương Diệp nhíu mày. Nhị Nha, tu luyện có thể, nhưng không thể quá mức, biết không? Nhị Nha nhẹ gật đầu. Dương ca ca yên tâm, ta không sằng bậy đâu. Nói xong nàng nhìn về phía Tiểu Bạch. Có Tiểu Bạch ở đây, ta sẽ không có chuyện gì. Một bên, Tiểu Bạch vội vàng gật đầu. Dương Diệp lắc đầu cười cười. Được rồi, người tiếp tục tu luyện, nhớ rõ, từ từ sẽ đến, đừng chơi đả thương mình, còn nữa, người tốt nhất chuyển sang nơi khác, chỗ này cách kiếm tông quá gần, dễ dàng gặp chuyện không may. Được. Nhị Nha nhẹ gật đầu, sau đó có chút không kịp đợi mang theo Tiểu Bạch biến mất ở cuối chân trời. Chỉ chốc lát, xa xa truyền đến từng tiếng ầm ầm. Dương Diệp lắc đầu cười cười, sau đó rời Hồng Mông Tháp. Vừa rời Hồng Mông Tháp, ở trước mặt hắn không xa xuất hiện một nam tử. Một nam tử toàn thân lộ ra tà khí. Ánh mắt của nam tử rơi vào kiếm bên hông Dương Diệp, gằn giọng nói. Thiên Chu, nữ nhân kia rõ ràng cho ngươi Thiên Chu. Dương Diệp nhìn thoáng qua nam tử. Ngươi chính là Mặc Du. Nam tử nhìn về phía Dương Diệp, nhe răng cười. Là ta, như thế nào, muốn xin tha, nếu như ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta có thể tha cho ngươi một lần. Dương Diệp lắc đầu, sau đó lấy ra vãng sinh kiếm. Nhìn, ta không chỉ có Thiên Chu, còn có vãng sinh, ta có hai thanh, ngươi có tức hay không? Kiếm phản chủ, một. Xa xa, thân sắc của Mặc Du cực kỳ dữ tợn. Bên kia, Dương Diệp cười nói. Thế nào, sao sắc mặt khó nhìn như vậy? Mặc Du đột nhiên lắc đầu cười cười. Ngươi là muốn chọc giận ta, rất tốt, ta rất nghiêm túc nói cho ngươi biết, ngươi xác. Thực chọc giận ta rồi. Lúc này Dương Diệp đột nhiên nói. Giữa chúng ta, tựa hồ không có ân oán gì. Nha. Mặc Du cười nói, ta nhìn ngươi rất khó chịu, cái này được chưa? Dương Diệp lắc đầu cười cười. Là ngươi thấy các nàng tuyển ta, mà ngươi, năm đó bị buông bỏ, cho nên ngươi mới cảm giác nhìn ta khó chịu. Nói đến đây, hắn lắc đầu. Nói thật, nếu như ngươi là một nam nhân, thì không nên tới tìm ta, mà là đi tìm các nàng. Thần sắc Mặc Du dữ tợn. Ngươi yên tâm, ta sớm muộn gì cũng sẽ để cho các nàng hoàn lại gấp trăm lần. Dương Diệp nhìn thoáng qua Mặc Du, trong mắt có chút thương cảm, người trước mắt này, chính là Bạch Nhãn Lang điển hình, cảm thấy người khác đều thiếu nợ hắn. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới một câu. Đấu gạo ân, thăng gạo thù. Nếu như thiên mệnh muốn lấy lại kiếm trong tay hắn, hắn không có chút do dự nào, bởi vì kiếm này vốn không thuộc về hắn. Mặc dù nhiều khi Dương Diệp hắn thù dai, nhưng nếu như không phải đồ đạc của hắn, hắn sẽ không nhớ thương chút nào. Nhưng nếu như là đồ đạc của hắn, ai cũng không cướp nổi.
giờ phút này, Mặc Du là đến đoạt kiếm. Lúc này Mặc Du đi về phía Dương Diệp. Ngươi cũng dùng kiếm, rất tốt, đến, để cho ta nhìn xem kiếm pháp của ngươi như thế nào, hy vọng không nên để cho ta quá thất vọng. Nói xong, quanh người Mặc Du tản mát ra một cỗ kiếm ý cực kỳ mạnh mẽ. Kiếm ý bén nhọn lạnh lẽo thấu xương, nhiệt độ giữa thiên địa ở thời khắc này băng lạnh xuống. Dương Diệp mặt không biểu tình, thời điểm những kiếm ý kia đi vào trước mặt, hắn đột nhiên thi triển ra kiếm vực. Ầm. Không gian bỗng nhiên run lên, kiếm ý ác liệt lạnh như băng bị kiếm vực của Dương Diệp trấn áp xuống. Kiếm vực. Xa xa, khóe miệng Mặc Du nổi lên nụ cười. Thật sự có tài nha, ngươi. Đúng lúc này, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt hắn, sau một khắc, một thanh kiếm từ đỉnh đầu Mặc Du chém xuống. Chém. Dương Diệp rất ưa thích dùng chiêu này, bởi vì chiêu này khí phách. Trước mặt Dương Diệp, sắc mặt Mặc Du không thay đổi, hai tay của hắn kéo một phát, trong chốc lát, trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm, kiếm của Dương Diệp vừa vặn chém ở trên thanh kiếm này. Thiên lôi chạm địa hỏa. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, kiếm trong tay Dương Diệp run lên, ngay sau đó, cả người hắn bị chấn bay ra ngoài. Ngoài trăm trượng, Dương Diệp nhìn tay của mình, hơi tê tê. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía xa, trong tay Mặc Du nắm một thanh kiếm màu đỏ thẫm. Mặc Du nhếch miệng cười cười, dáng tươi cười có chút tà khí, có chút dữ tợn. Biết rõ kiếm này tên gì không? Dương Diệp lắc đầu. Mặc Du cười nói. Kiếm này gọi Xích Tiêu, năm đó nàng tự tay cho ta. Kiếm này không sợ thiên chu của ngươi, bởi vì trong kiếm này, có kiếm đạo ý chí của nàng, kiếm của ngươi, sẽ không đả thương được thanh kiếm này, như thế nào, ghen ghét không? Khổ sở không? Dương Diệp nhìn thoáng qua Mặc Du, sau đó lắc đầu. Ngươi có phải ăn phân quá nhiều hay không? Xa xa, trong mắt Mặc Du tràn đầy điên cuồng bệnh trạng. Thế nào, các nàng chọn người cũng chỉ biết miệng lưỡi lợi hại. Nói xong, mũi chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái, cả người bay về phía trước, cùng lúc đó, một ánh kiếm màu đỏ thắm lóe lên. Trên đỉnh đầu Dương Diệp, một thanh kiếm đỏ thẫm thẳng tắp hạ xuống. Nhìn một kiếm chạm đến, Dương Diệp mặt không biểu tình, thời điểm kiếm đi vào đỉnh đầu hắn vài tấc, đột nhiên hắn giơ kiếm đâm tới trước. Lấy mạng đổi mạng. Loại đấu pháp lấy mạng đổi mạng này, kỳ thật càng nhiều lúc đánh chính là một loại tâm lý, cũng là một loại khí thế. Nhìn thấy Dương Diệp lấy mạng đổi mạng, thần sắc Mặc Du khẽ biến, lập tức chuyển hướng kiếm, từ công về thủ. Giờ khắc này, phong mang của Mặc Du lập tức biến mất. Ầm, một kiếm này của Dương Diệp trực tiếp đẩy lui Mặc Du, nhưng đây chỉ là bắt đầu, Dương Diệp lần nữa xuất hiện ở trước mặt đối phương, giờ phút này, hai tay của hắn đều nắm một thanh kiếm. Không phải Thiên Chu và Vãng Sinh, mà là Kiếm Tổ và Kiếm Thủ. Hai thanh kiếm này mới thật sự là cùng hắn tâm ý tương thông. Phong ma kiếm pháp. Dương Diệp tay cầm song kiếm điên cuồng huy động, mỗi một kiếm chạm xuống, Mặc Du đều liên tiếp lui về phía sau, cứ như vậy, không đến một hơi, Mặc Du đã bị Dương Diệp ép lui về phía sau ngàn trượng. Mà Dương Diệp, càng chém càng điên, càng chém càng ma. Phong ma kiếm pháp. Kiếm pháp này tương đương với hắn tự nghĩ ra, chỉ có hai điểm, nhanh, ác. Toàn bộ bầu trời, thanh âm thanh thúy không ngừng vang vọng, mà Mặc Du thì bị đè đánh, ngay cả cơ hội thở một ngụm cũng không có. Cứ như vậy, rằng có không biết bao lâu, Mặc Du đã lui mấy vạn trượng, giờ phút này, khuôn mặt hắn dữ tợn, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Sau khi bị Dương Diệp áp chế, hắn phát hiện, vô luận như thế nào cũng không phản kích được. Kiếm ý của hắn mới vừa xuất hiện, đã bị kiếm vực cùng kiếm ý của Dương Diệp áp chế. Hắn muốn cùng Dương Diệp kéo ra khoảng cách, nhưng hắn phát hiện, tốc độ của Dương Diệp tuyệt đối không chậm hơn hắn. Hắn đã mất đi tiên cơ. Rất nhanh, quanh người Mặc Du xuất hiện rất nhiều vết kiếm. Về phần Dương Diệp, trên người Dương Diệp cũng có một ít vết kiếm, nhưng rất ít. Đáng giá nhắc tới là, hắn không có sử dụng bảo giáp gì. Hắn ưa thích thoải mái đảm đìa chiến đầu, còn Thiên Chu, Vang Sinh cùng với bảo giáp kia, hắn có thể không dùng sẽ không cần. Gạch nối. Sự tình thực chứng minh, thực lực của hắn không yếu. Ngay lúc này, ở trong hư không, một tiếng hét phẫn nộ vang vọng lên, ngay sau đó, một đạo kiếm khí hỏa diễm tựa như một ngọn núi lửa bộc phát phóng lên trời. Âm. Một nhân ảnh bị đánh bay, đạo nhân ảnh này đúng là Dương Diệp. Xa xa ngoài mấy trăm trượng,
khóe miệng Dương Diệp hơi cuộn lên, song kiếm dựng thẳng ở sau lưng, ở quanh người hắn, cũng có chút vết kiếm màu lửa đỏ, bất quá chút thương thế này với hắn mà nói, giống như gãi ngứa. Xa xa, quần áo quanh người mặc dù đã thành mảnh vỡ, trên dưới toàn thân trải rộng vết kiếm. Trừ lần đó ra, ở quanh người hắn còn tản ra một cỗ kiếm ý cường đại. Kiếm ý tràn ngập lệ khí. Đáng tiếc là, lệ khí này với Dương Diệp mà nói, giống như không có, phải biết hắn điên lên, còn khủng bố hơn đối phương nhiều. Nếu so lệ khí, nhị nha tính là lợi hại nhất. Một khi nữ hài bạo lực kia điên lên, Dương Diệp cũng có chút sợ. Lúc này mặc dù cầm chuôi kiếm đỏ rực đi về phía Dương Diệp, trong mắt của hắn tràn đầy lệ khí và điên cuồng. Tạp chủng, người thành công chọc giận ta. Nói xong, hai tay hắn cầm kiếm tung người nhảy vọt, sau một khắc, một đạo kiếm khí đỏ hồng bắn xuống. Tựa như một ngôi sao băng rơi đập. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, thời điểm kiếm sắp rơi xuống, Dương Diệp né người như chớp, sau đó hai tay nắm kiếm chặt nghiêng. Lấy kiếm thành vực. Hắn cũng bắt đầu động thật. Mũi kiếm của Mặc Du đột nhiên xoay chuyển, bổ về phía kiếm của Dương Diệp. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, Mặc Du bị đánh bay, Dương Diệp cũng liên tục lùi lại. Nhưng lúc này, xa xa một đạo kiếm khí đỏ rực giống như tia chớp tấn công tới. Dương Diệp đưa tay, một đạo kiếm khí chém bay ra ngoài. Ầm. Hai đạo kiếm khí trực tiếp nổ bể ra, nhưng lúc này, đột nhiên Dương Diệp biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt của Mặc Du. Một kiếm chạm xuống. Lấy kiếm thành vực. Hơn nữa là song vực. Mặc Du cũng không lùi bước, mà đồng dạng chém lên một kiếm. Giờ phút này hắn đã lâm vào điên cuồng. Kiếm rơi xuống. Ầm. Một nhân ảnh bị chấn bay ra ngoài, nhân ảnh này đúng là Mặc Du. Lần này Dương Diệp không có lùi lại. Mặc Du này là mệnh cảnh đỉnh phong, nhưng hắn kém xa Tá Mạc. Xa xa, Mặc Du nhìn thân thể nứt nẻ của mình, khuôn mặt điên cuồng. Không có khả năng, ta không có khả năng thua ngươi. Tuyệt đối không có khả năng. Đúng lúc này, Dương Diệp tung người nhảy vọt, hai tay nắm kiếm chạm xuống. Mặc Du ngẩng đầu, sau một khắc, hắn cầm kiếm phấn khởi vọt tới. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, Mặc Du lần nữa bay ra ngoài. Trên không trung, Mặc Du không ngừng phun máu tươi. Một hơi sau, Mặc Du ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, rất nhanh, thân hình hắn run lên, hóa thành vô số kiếm khí đỏ hồng kích bắn về phía Dương Diệp. Tựa như mưa sao băng. Dương Diệp nhíu mày, tiến lên một bước, sau một khắc, một tòa kiếm điện xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Thoáng qua, vô số kiếm khí ùn ùn kéo đến, xuất hiện ở trong hư không này. So đấu kiếm khí. Mà kiếm khí của Dương Diệp là có thêm kiếm ý và sát ý gia trì, không chỉ như thế, còn có song vực. Tuy kiếm ý và kiếm khí của Mặc Du có chút quỷ dị, nhưng kiếm khí của hắn không địch lại Dương Diệp. Rất nhanh, kiếm khí đỏ hồng đầy trời biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này, thân hình Dương Diệp run lên, biến mất ngay tại chỗ. Xuy. Trong tràng, theo một đạo kiếm quang lóe lên, Mặc Du bị đánh bay ra ngoài. Phốc. Mặc Du vừa dừng lại, khóe miệng phun ra một ngụm tinh huyết, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, cười gằn nói. Nếu như không phải ta mới ra, chỉ có không đến năm thành thực lực của thời kỳ đỉnh phong, người sao có thể là đối thủ của ta? Dương Diệp dừng bước lại, sau đó nói. Mới không đến năm thành thực lực, nếu không ta để cho ngươi chữa thương xong lại đánh. Mặc Du vừa muốn nói chuyện, nhưng lúc này, Dương Diệp đột nhiên lại nói. Đừng suy nghĩ nhiều, ta nói giỡn mà thôi. Nói xong, hắn tung người nhảy vọt, bay thẳng đến Mặc Du. Chữa khỏi tổn thương. Đừng nói giỡn, đây không phải ngu ngốc sao. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, đây mới là phong cách của Dương Diệp. Nhưng ngay lúc này, trong tràng bất ngờ xảy ra chuyện. Dương Diệp ngừng lại, trong Hồng Mông Tháp. Thiên Chu đột nhiên run lên, sau đó xông ra Hồng Mông Tháp, cuối cùng Thiên Chu nhắm ngay mi tâm Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Trong nháy mắt, không gian yên tĩnh trở lại. Dương Diệp đứng ở nơi đó, Thiên Chu cứ như vậy chỉ vào Dương Diệp. Lúc này Tiểu Bạch xuất hiện ở trên vai Dương Diệp né ụ bạch nhìn thanh kiếm kia, chau mày, muốn nắm nó, nhưng bị Dương Diệp ngăn cản. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn thoáng qua hư không, hắn cái gì cũng không cảm nhận được. Nhưng mà hắn biết, vị kia xuất thủ. Chủ nhân của Thiên Chu. Cũng chính là thiên mệnh đã từng chém giết thiên đạo,
chỉ có vị chủ nhân kia mới có thể để cho Thiên Chu đi ra nhằm vào hắn, ha ha. Xa xa, Mặc Du điên cuồng cười phá lên. Nhìn thấy không, ngươi nhìn thấy không, ha ha, kiếm của ngươi căn bản không phải của ngươi, kiếm này căn bản không phải của ngươi. Dương Diệp không để ý tới Mặc Du đã lâm vào điên cuồng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ta cảm thấy có chút không công bằng. Bầu trời không có bất kỳ đáp lại, nhưng Thiên Chu cứ như vậy nhằm vào hắn. Hiển nhiên là không cho phép hắn giết người. Dương Diệp nhìn thanh kiếm kia hồi lơ cu, đột nhiên trong tay hắn nhiều hơn một thanh kiếm. Vãng sinh kiếm. Hai tay Dương Diệp cầm kiếm mãnh liệt chém một cái. Một kiếm này, trực tiếp chém vào Thiên Chu kiếm, nhưng Thiên Chu kiếm không chút sức mẻ, trái lại cả người Dương Diệp bị đẩy lui ngàn trượng. Không chỉ như thế, ở cổ họng của hắn, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một vết kiếm. Chẳng qua là rách ra. Cảnh cáo. Cái rách ra này, không thể nghi ngờ là cảnh cáo Dương Diệp. Ha ha. Xa xa, Mặc Du điên cuồng cười lớn, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Ta sẽ lại tới tìm ngươi, chờ đấy. Nói xong, hắn quay người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Theo Mặc Du rời đi, trước mặt Dương Diệp, Thiên Chu khẽ run lên, sau đó dựng đứng. Dương Diệp nhìn thoáng qua bầu trời. Ta thù rất dai. Bầu trời không có bất kỳ đáp lại. Dương Diệp cũng không nói gì, quay người rời đi. Thiên Chu đột nhiên trôi dạt đến trước mặt Dương Diệp, Dương Diệp cầm kiếm, sau đó mãnh liệt ném về phía bầu trời. Cút ngay cho lão tử, kiếm này, lão tử không muốn. Nói xong, thân hình Dương Diệp run lên, biến mất ở xa xa. Trong hư không vô tận, Thiên Chu lẳng lặng trôi lơ lửng ở nơi đó. Một lát sau, nàng đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang biến mất. Dương Diệp ngự kiếm trong tinh không mịt mờ, sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm. Khuất nhục. Lúc này đây với hắn mà nói, chính là khuất nhục. Yếu. Vì thực lực của mình yếu mới có khuất nhục như vậy. Tăng thực lực lên. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp đi tới Vĩnh Hằng Chi Hà. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó tiến vào Hồng Mông Tháp. Giờ phút này. Trong Hồng Mông Tháp chỉ còn lại có đám người Tô Thanh Thi và Cổ Kiếm Tông, hiện tại đám người Cổ Kiếm Tông đã biết Hồng Mông Tháp tồn tại, nơi đây có thể nói là tiểu thế giới của Dương Diệp. Cổ Nghiệt mang theo đệ tử Cổ Kiếm Tông đi tới trước mặt hắn. Các ngươi muốn ly khai. Dương Diệp có chút khó hiểu. Cổ Nghiệt gật đầu. Vì sao? Dương Diệp vẫn không hiểu. Cổ Nghiệt nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Nơi đây linh khí đầy đủ, nhưng ở chỗ này... Tương đương với không có quá nhiều khả năng, kiếm tu chúng ta không phải ngồi chơi tu luyện, chúng ta muốn đi ra ngoài sông sáo. Mạt pháp chi địa. Dương Diệp trầm giọng nói. Các ngươi ra ngoài, sẽ cực kỳ nguy hiểm. Cổ Nghiệt cười khổ. Này mới là mục đích chúng ta muốn đi ra ngoài, nếu như chúng ta một mực trốn ở chỗ này, về mặt tâm cảnh, chúng ta vĩnh viễn không cách nào được tăng lên. Đương nhiên, sau khi chúng ta rời khỏi đây, sẽ ẩn tàng tính danh. Hơn nữa chúng ta sẽ phân tán lưu lạc. Dương Diệp trầm mặc. Cổ Nghiệt lại nói. Cổ Kiếm Tông vẫn còn, chờ thời cơ tới, chúng ta sẽ tụ chung một chỗ, mà ngươi, một mực là tông chủ của chúng ta, trong lòng chúng ta, cũng chỉ có một tông chủ là ngươi. Dương Diệp nhìn đám người Cổ Nghiệt, ở trong đó, hắn nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, ví dụ như đám người Lục Vân Tiên, người Cổ Kiếm Tông còn sống sót không nhiều lắm. Nhưng những người sống sót này, đều là tinh anh trong tinh anh. Trầm mặc một lát, Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch gật đầu, Tiểu Chảo vung lên, rất nhanh, vô số thần tinh xuất hiện ở trước mặt đám người Cổ Nghiệt. Dương Diệp nói khẽ, sau khi rời khỏi đây, bảo trọng. Cổ Nghiệt nhẹ gật đầu nói, tông chủ, ngươi cũng thế, còn nữa, ngày sau mặc kệ ngươi ở đâu, chỉ cần ngươi có nhu cầu, chúng ta đều sẽ chạy đến. Dương Diệp mỉm cười. Sau khi ra ngoài, trước tiên giữ mạng cái đã, còn nữa, Cổ Kiếm Tông không thể mất, từ giờ trở đi, mỗi một người các ngươi đều là tông chủ của Cổ Kiếm Tông, các ngươi có thể đi khai tông lập phái, cũng có thể đi làm gì đó, nhưng mặc kệ các ngươi làm cái gì, ta hy vọng ngày sau các ngươi không nên xuất hiện sự tình tự giết lẫn nhau, bằng không thì, ta sẽ rất thất vọng. Được không? Cổ Nghiệt nghiêm mặt nói. Tông chủ yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không xuất hiện loại tình huống đó. Dương Diệp nhẹ gật đầu, hắn liếc nhìn mọi người. Bảo trọng. Mọi người ôm quyền. Tông chủ bảo trọng.
sắt nhanh, đám người cỏ nghiệt cầm lấy thần tỉnh đi ra Hồng Mông Tháp. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, trong Hồng Mông Tháp có chút trồng vắng a. Như cảm nhận được tâm tình của Dương Diệp, Tiểu Bạch bay đền trên vai hắn, nhẹ nhàng cả hai má của Dương Diệp. Dương Diệp vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch, cười nói. Ta không sao. Nói xong, Dương Diệp mang theo Tiểu Bạch đi tới chỗ của Nhị Nha. Giờ phút này Nhị Nha ở một chỗ sâu trong núi, mà trong núi sâu kia, thỉnh thoảng có tiếng nổ lớn truyền đến. Nhị Nha đã tu luyện mê muội. Hiện tại nàng cơ bản không có chơi, mỗi ngày đại bộ phận thời gian đều đang tu luyện, chỉ khi rất mệt mới sẽ ra ngoài dạo chơi với Tiểu Bạch. Dương Diệp không có đi quấy rầy Nhị Nha, hắn biết, kỳ thật Nhị Nha cũng muốn trở nên mạnh mẽ, bởi vì bây giờ bọn họ đối mặt địch nhân đều rất mạnh. Sau khi Dương Diệp và Tiểu Bạch chơi một chút thì đi ra Hồng Mông Tháp. Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn, Dương Diệp gặp được một nhân ảnh quen thuộc. Đúng là nữ tử váy trắng. Dương Diệp đi tới, nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Dương Diệp, mỉm cười nói. Cảm thấy ủy khuất. Hiển nhiên, nàng đã biết sự tình Thiên Chu Kiếm và Mặc Du rồi. Dương Diệp lắc đầu. Chẳng qua là cảm thấy có chút bất bình. Nữ tử váy trắng cười nói. Trả kiếm lại cho nàng, xem ra oán khí của ngươi không nhỏ. Dương Diệp trầm giọng nói. Kiếm kia, nếu như có thể lấy mũi kiếm nhắm vào ta muốn có lợi ích gì? Nữ tử váy trắng cười cười, sau đó theo dòng sông đi xuống dưới. Ngươi biết vì sao ta thích ở chỗ này không? Dương Diệp lắc đầu. Nữ tử váy trắng nói khẽ. Ta ở chỗ này đã có một đoạn tuế nguyệt rất đẹp, một đoạn tuế nguyệt không có tranh đấu. Lúc trước nơi đây rất hòa bình, nhưng đáng tiếc, theo càng ngày càng nhiều người tìm tới nơi này, nơi đây dần dần không hòa bình nữa. Nói xong nàng nhìn về phía Dương Diệp, cười nói. Mới đầu, ta thử dùng đạo lý, nhân nghĩa đến cảm hóa, nhưng đáng tiếc, ta thất bại. Người có khi chính là như vậy, người càng giảng đạo lý với hắn, bọn hắn càng không nghe, cuối cùng ta phát hiện, giảng đạo lý đơn thuần là không được, nhiều khi phải giết vài người mới có thể. Nói xong hai tay nàng đột nhiên vẫy lên. Trong chốc lát, cả Vĩnh Hằng Chi Hà tách ra hai bên. Ở đáy sông, Dương Diệp gặp được rậm rạp chẳng chịt thi thể. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng nhẹ gật đầu. Là ta giết, còn có bao nhiêu, ta cũng không nhớ rõ. Ta chỉ biết là, lúc trước ta dùng sức quá lớn, sau đó toàn bộ bọn hắn chết ở nơi này. Dương Diệp, gạch nối chấm. Nữ tử váy trắng ngồi ở trên một tảng đá, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời phía xa. Không biết bọn hắn một chút cũng không biết, lúc trước chúng ta vì để cho sinh linh của vũ trụ này có thể đạt được tự do đúng nghĩa bỏ ra bao nhiêu, chúng ta bỏ ra rất nhiều người vì vậy mà chết. Nhưng lúc trước chúng ta dùng tính mạng đổi lấy vũ trụ này, người đến sau lại điên cuồng phá hoại. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Phá hư. Cường giả, một cường giả thực lực cường đại, ở trong mắt hắn, không có thương cảm với thế giới này, không có quý trọng thế giới này, trong mắt của hắn, chỉ có trở nên mạnh mẽ, chỉ có điên cuồng trở nên mạnh mẽ, vì thế, bọn hắn không tiếc hy sinh hết thảy, thậm chí sinh linh của một thế giới. Dương Diệp trầm mặc, nữ tử váy trắng quay đầu nhìn về phía hư không xa xa. Cố gắng, phá hư. Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Nếu như có một ngày, thực lực của ngươi rất mạnh mẽ, ngươi nguyện ý đối xử tử tế với vạn linh không? Dương Diệp cười khổ. Ta rất muốn nói nguyện ý, bởi vì như vậy có thể lấy niềm vui của ngươi, nhưng ngươi thấy được, thế giới này nhiều khi cũng không phải thân mật như vậy. Nữ tử váy trắng cười nói. Ta biết, thế giới này, chân thiện là không quản lý được, quá ác khẳng định cũng không được. Đương nhiên, ta chỉ hỏi ngươi một chút, nếu quả thật có một ngày như vậy. Ngươi sẽ đối xử tử tế với thế giới này sao? Dương Diệp sờ lên lỗ mũi mình, đây là muốn làm thủ hộ giả sao? Nữ tử váy trắng cười nói. Kỳ thật, ta đã biết đáp án của ngươi rồi. Nói xong tay phải nàng khẽ vẫy, vãng sinh kiếm xuất hiện ở trong tay nàng. Nữ tử váy trắng nhìn kiếm trong tay, sau đó nói. Cái ta khác, cũng chính là chủ nhân của Thiên Chu, nàng nha, mặc dù là nàng tự tay nuôi lớn. Nàng có kỳ vọng rất lớn với hắn, nhưng đáng tiếc, nàng thất vọng rồi. Tuy như thế, nhưng còn chưa nhẫn tâm giết hắn, chỉ giam hắn lại để hắn tĩnh tâm. Mà lúc trước, khi ngươi muốn giết hắn, là chủ nhân của Thiên Chu xuất thủ. Dương Diệp trầm mặc,
Nữ tử váy trắng nhìn về phía Dương Diệp. Đương nhiên, ta đứng bên ngươi, bởi vì ngươi là ta chọn. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng, sau đó nói. Cảm ơn, ta có thể cam đoan với ngươi, thế giới này, vạn linh của vũ trụ này không phụ ta, không hại ta, ta tuyệt sẽ không phụ bọn hắn, hại bọn hắn. Bởi vì Tiểu Bạch, hắn đối với thiên địa linh vật kỳ thật cũng có chút hảo cảm. Nữ tử váy trắng nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nàng chậm rãi phiêu khởi, rất nhanh, nàng đi tới trước mặt Dương Diệp, mắt nhìn Dương Diệp, nàng bưng lấy mặt của Dương Diệp, cái trán sát ở trên trán hắn, nói khẽ. Kiếm tên vãng sinh kiếm đến từ vãng sinh giới, người muốn chân chính khống chế kiếm này, nhất định phải khống chế vãng sinh chi lực, đến, cảm thụ một chút. Nói xong, thân thể Dương Diệp lập tức cương cứng, rất nhanh, hai mắt hắn trợn lên, một cỗ lực lượng thần bí điên cuồng thôn phệ hắn. Đã từng là Tiểu Bạch, một, vãng sinh chỉ lực. Đây là một loại lực lượng khó có thể miêu tả, đây cũng là lực lượng Dương Diệp chưa bao giờ cảm nhận được qua. Vãng sinh, có thể siêu độ, cũng có thể nói là hủy diệt, loại lực lượng này rất huyền diệu, nó là một loại lực lượng khác ngoài huyền khí, hắn gặp qua rất nhiều loại lực lượng, ví dụ như tín niệm chỉ lực. Cứ như vậy, giảng co không biết bao lâu, Dương Diệp rốt cuộc ngắt đi. Nữ tử váy trắng buông Dương Diệp, tay phải nàng hơi nhắc lên một chút, một khối. Cự thạch trồng rỗng xuất hiện ở dưới người Dương Diệp. Lúc này một lão giả xuất hiện ở trước mặt nữ tử váy trắng. Đúng là lão giả đeo giỏ trúc, giờ phút này, sắc mặt lão giả đeo giỏ trúc tái nhợt, trên người có một cỗ lực lượng thần bí quấn quanh. Lực lượng thần bí này không ngừng cắn nuốt lão giả đeo giỏ trúc. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua lão giả đeo giỏ trúc, tay phải nàng khẽ vẫy. Vãng sinh kiếm đột nhiên chém ra ngoài. Lão giả đeo giỏ trúc lại lắc đầu. Vãng sinh kiếm cứng rắn đứng ở trước mặt của lão giả đeo giỏ trúc. Lão giả đeo giỏ trúc nói khẽ. Nếu như ngươi phá nó, vị kia có thể cảm nhận được ngươi. Nữ tử váy trắng lắc đầu. Không sao cả. Nói xong. Vãng sinh kiếm chém xuống. Xuy. Cỗ lực lượng thần bí quanh người lão giả đeo giỏ trúc lập tức bị chém vỡ. Nhưng lúc này, bầu trời đột nhiên rung động. Nếu như ngươi phá nó, vị kia có thể cảm nhận được ngươi. Nữ tử váy trắng lắc đầu. Không sao cả. Nói xong. Vãng sinh kiếm chém xuống. Xuy. Cỗ lực lượng thần bí quanh người lão giả đeo giỏ trúc lập tức bị chém vỡ. Nhưng lúc này, bầu trời đột nhiên rung động. Lão giả đeo giỏ trúc thấp giọng thở dài. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua hư không, sau đó cười nói. Còn có chút thời gian, ta bàn giao một ít chuyện. Nói xong nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp cách đó không xa, lúc này Nhị Nha và Tiểu Bạch xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp, khuôn mặt Nhị Nha đề phòng, nữ tử váy trắng này và nữ tử váy đen kia lớn lên y chang không khác, bởi vậy nàng không quá thân mật. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Nhị Nha và Tiểu Bạch, cười nói. Hai người các ngươi rõ ràng ở cùng một chỗ, hơn nữa quan hệ còn tốt như vậy. Nói xong nàng nhìn về phía Dương Diệp. Gia hỏa này xác thực có chút ý tứ. Nhị Nha quan sát nữ tử váy trắng một chút, sau đó nói. Có phải ngươi và hắc muội kia một phe hay không? Nữ tử váy trắng cười nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Nhị Nha lắc đầu. Ta xem các ngươi không giống một phe, ngươi nhìn thuận mắt hơn, hắc muội kia rất thích ăn đòn. Nữ tử váy trắng lắc đầu cười cười. Ngươi a, nóng nảy táo bạo giống như năm đó. Nói xong nàng nhìn về phía lão giả đeo giỏ trúc, lão giả đeo giỏ trúc khẽ gật đầu, vỗ nhẹ nhẹ giỏ trúc sau lưng, rất nhanh, một mảnh vỡ long lanh trong suốt trôi giạt đến trước mặt Nhị Nha. Mảnh vỡ nội đan. Chứng kiến mảnh vỡ này, Nhị Nha vội vàng bắt tới. Phản ứng tự nhiên. Trực giác nói cho nàng biết, nàng rất cần mảnh vỡ nội đan này. Nhìn mảnh vỡ nội đan hồi lâu, Nhị Nha ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng. Đây là cho ta. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu. Năm đó ta và ngươi giao chiến, đánh nát nội đan của ngươi, ta giữ lại một mảnh, xem như tôn trọng ngươi, hôm nay ngươi đã ở cùng với hắn, hơn nữa tính cách cũng có thay đổi, không hề dã man không hiểu chuyện như năm đó, cho nên mảnh vỡ này về trả cho ngươi. Nhị Nha có chút đắng chát. Trước kia ta đánh không lại ngươi sao? Một bên, lão giả đeo giỏ trúc lắc đầu cười cười. Nữ tử váy trắng cũng khẽ nở nụ cười. Ngươi a, kỳ thật năm đó đã vô cùng lợi hại. Chỉ có điều,
người đụng phải ta rất biết đánh nhau. Ta nha, năm đó là cực kỳ lợi hại đấy, năm đó ngươi có thể uy hiếp ta, này cũng đã rất lợi hại. Nhị nha lắc đầu. Ta vẫn rất yếu. Các hạ lời ấy sai rồi. Lúc này lão giả đeo giỏ trúc kia đột nhiên nói. Năm đó thực lực của các hạ, thật sự là rất khủng bố. Nói xong hắn nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng, sau đó nói. Một chọi một, ngài và nàng chia 5 năm. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu, không có phản bác. Nhị nha năm đó, xác thực rất mạnh. Lúc kia, cho dù là kỳ bỉ thiên thời kỳ đỉnh phong, cũng phải nhượng nhị nha 3 phần. Đương nhiên, thời đại kia, cường giả chân chính thực rất nhiều, trừ thiên mệnh, rất nhiều người kỳ thật đều không phân cao thấp. Nhị nha do dự một chút, sau đó nói. Nếu như ta cố gắng tu luyện, đánh thắng được hắc muội kia không? Nữ tử váy trắng cười nói. Rất có thể. Nhị nha nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Lúc này tiểu trảo của tiểu bạch chỉ mình, đương nhiên nàng vẫn không quên liếc lão giả đeo giỏ trúc một cái. Nữ tử váy trắng đi tới trước mặt tiểu bạch, nàng nhẹ nhàng vuốt vuốt cái đầu nhỏ của tiểu bạch. Đối với ngươi, ta chỉ có xin lỗi. Lúc trước ngươi vì bảo hộ thiên địa vạn linh, thậm chí muốn hủy đi tất cả nhân tộc, yêu tộc, cùng các tộc khác. Nói đến đây, nàng lắc đầu cười cười. Ngươi nha, so với nhị nha lúc trước còn muốn bá đạo, tàn nhẫn. Linh tổ, thiện lương. Kỳ thật, thế gian này ngoài nàng ra, có rất ít người biết lúc trước linh tổ kinh khủng đến cỡ nào. Lúc kia, tiểu bạch không gọi linh tổ, mà là thiện linh, thiên địa chí thiện. Nhưng cái thiện này không phải đối với nhân tộc yêu tộc và các tộc khác, nàng thiện, chỉ đối với thiên địa vạn linh. Nhân loại cùng với một ít tộc khác vì mục đích của mình, cướp đoạt thiên địa linh vật, hơn nữa hủy hoại thiên địa vũ trụ, mà cách làm của tiểu bạch chính là lệnh vạn linh bắt đầu tàn sát nhân loại cùng với các tộc. Nàng là làm thật. Nhớ ngày đó, nữ tử váy trắng lắc đầu cười cười, lần kia, nếu như không phải nàng ra mặt, nhân tộc và các tộc khác, sợ là đã bị diệt tuyệt. Khi đó chính sách của tiểu bạch là, trong thiên địa chỉ còn có linh. Còn lại gì gì đó, hết thảy đều nên biển mắt. Mà bây giờ, nữ tử váy trắng lắc đầu cười nhẹ nói. Thể sự vô thường. Nói xong nàng vuốt vuốt cái đều nhỏ của tiểu bạch, rất nhanh một cỗ lực lượng thần bí tiền vào trong cơ thể tiểu bạch. Toàn thân tiểu bạch run một cái, nàng có chút mờ mịt nhìn nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng nói khẽ. Nó có thể để cho ngươi biến thành lợi hại hơn, kỹ càng cảm thụ sợi huyền khí trong cơ thể kia, sau đó để cho nó biến thành càng ngày càng nhiều, hiểu chưa? Tiểu bạch gật đầu, tiểu trảo nàng chỉ giỏ trúc của lão giả đeo giỏ trúc, ý là nàng muốn. Khuôn mặt lão giả đeo giỏ trúc đen lại, vì cái gì tiểu bất điểm này luôn nhớ thương giỏ trúc của ca hắn chứ? Nữ tử váy trắng nhẹ véo khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu bạch, sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời. Sau khi hắn tỉnh lại, đưa hắn đi vãng sinh giới. Lão giả đê cô giỏ trúc nhíu mày. Chỗ kia, nữ tử váy trắng cười nói. Nếu như hắn đã lấy được vãng sinh kiếm của ta, vậy có tư cách đi. Nói xong nàng bấm tay điểm một cái, một điểm này, trực tiếp điểm vào mi tâm Dương Diệp. Trong nháy mắt, thân thể Dương Diệp run lên, giờ khắc này, toàn bộ tu vi của Dương Diệp bị phong cấm. Xa xa, lão giả đeo giỏ trúc cười khổ. Thực lực của hắn cũng không phải đặc biệt mạnh, ngài còn phong ấn tu vi của hắn, đây không phải muốn hắn chết sao? Nữ tử váy trắng lắc đầu cười nói. Kiếm gì lợi hại nhất? Lão giả đeo giỏ trúc trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Phàm kiếm. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu. Kiếm vốn bình thường, bởi vì người mà bất phàm, ta phong ấn tu vi của hắn, là hy vọng hắn có thể lĩnh ngộ cái gì mới là kiếm. Nói xong nàng nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi không phát hiện sao? Kiếm đạo cùng kiếm tâm của hắn đã đến cuối cùng. Hiện tại ta làm, là hủy diệt toàn bộ, để cho hắn lần nữa lĩnh ngộ cái mới. Vãng sinh chi lực chỉ có thể coi là lễ gặp mặt, còn dư lại, hắn có thể lấy được bao nhiêu, xem tạo hóa của bản thân hắn nữa. Nói xong, trong hư không đã xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Nữ tử váy trắng mỉm cười. Nói cho hắn biết. Kỳ bỉ thiên và thiên tú ở tứ duy vũ trụ, chỗ đó rất nguy hiểm, mà các nàng cần người trợ giúp, nếu như hắn không thể trong vòng thời gian ngắn tăng lên mình, các nàng có 8 phần tỷ lệ sẽ chết. Nói xong nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp, cười nói. Cổ vũ là phải, nhưng áp lực cũng cần. Ta tuyển ngươi, có thể vì ngươi làm cũng đã làm,
còn dư lại, là long hay trùng, quyết định ở chính ngươi. Nói xong, nàng hóa thành một đạo bạch quang phóng lên trời. Rất nhanh, luồng sáng trắng kia tiến vào trong lốc xoáy, chỉ chốc lát, toàn bộ bầu trời dần dần bình tĩnh lại. Nữ tử váy trắng mới vừa đi, tiểu bạch đột nhiên xuất hiện ở trước mặt lão giả đeo giỏ trúc, nàng nhếch miệng cười cười, tiểu chảo chỉ giỏ trúc. Ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Lão giả đeo giỏ trúc cười khổ. Cái này không thể cho ngươi. Tiểu bạch trừng mắt nhìn, trong móng vuốt xuất hiện một thanh kiếm. Đúng là vãng sinh kiếm. Tiểu bạch cầm vãng sinh kiếm nhẹ nhàng quơ quơ, ánh mắt híp lại, nhìn chằm chằm vào giỏ trúc, ý tứ đã quá rõ ràng. Nhìn thấy một màn này, lão giả đeo giỏ trúc cười khổ. Tiểu gia hỏa, trong này cất rất nhiều đồ, nhưng những vật kia, có chút không phải là của ta, chỉ là ta bảo quản thay người khác, cho nên cái này thật không thể cho ngươi. Tiểu bạch trừng mắt, móng vuốt nhỏ chỉ mình, ý là, ta có thể giúp ngươi đảm bảo nha, ngươi lo lắng cái gì, chẳng lẽ không tin nhân phẩm của ta. Lão giả đeo giỏ trúc có chút cổ quái nhìn thoáng qua tiểu bạch, cho ngươi đảm bảo. Quỷ cũng không tin ngươi lời của tiểu gia hỏa này, tiến vào túi áo của ngươi, còn có thể trở về sao? Đối với phong cách của tiểu gia hỏa này, hắn đã rất rõ ràng. Ngay lúc này, cách đó không xa nhị nha đi tới, nàng nhìn thoáng qua tiểu bạch, nhíu mày. Tiểu bạch, tại sao ngươi có thể như vậy chứ? Vật của người ta, chúng ta không thể đoạt, hiểu không? Nghe được lời của nhị nha, trong lòng lão giả đeo giỏ trúc cảm động muốn rơi lệ, vẫn là nhị nha hiểu lý lẽ. Nhị nha nhìn về phía lão giả đeo giỏ trúc nói. Lão nhân gia, ngươi chớ để ý, tiểu bạch không hiểu chuyện, ngươi chớ chấp nhặt nàng. Lão giả đeo giỏ trúc vội vàng lắc đầu. Đâu có, không ngại. Nhị nha nhẹ gật đầu, sau đó nàng nhìn về phía giỏ trúc. Cái giỏ trúc này thật lạ, có thể cho ta mượn xem một chút không? Ta chỉ mượn xem mà thôi. Lão giả đeo giỏ trúc do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu, bởi vì nhị nha này rất hiểu lý lẽ, hơn nữa mới vừa rồi giúp hắn giải vây, cho mượn nàng nhìn một chút không có gì. Lão giả đưa giỏ trúc cho nhị nha, cười nói. Không nên mở ra là tốt rồi. Nhị nha nhẹ gật đầu, sau đó tiếp nhận giỏ trúc, nàng ở trong mắt của lão giả đeo giỏ trúc, đưa giỏ trúc cho tiểu bạch tỉnh dụi đưa giỏ trúc vào trong hồng mông tháp. Lão giả đeo giỏ trúc ngây cả người, sau đó nhìn về phía nhị nha. Cái này, ngươi không phải nói mượn xem sao? Nhị nha nhẹ gật đầu nói. Ta trở về từ từ xem. Lão giả đeo giỏ trúc ít hầu lăn lăn, sau đó nói. Cái kia, ngươi trả lại ta đi. Nhị nha nhìn về phía lão giả đeo giỏ trúc, khó hiểu. Tại sao phải trả? Ngươi mượn của ta, đương nhiên phải trả nha. Lão giả đeo giỏ trúc kinh ngạc nói. Nhị nha trừng mắt. Nhưng ta không nói khi nào trả a. Nói đến đây, nàng dựng lên một ngón tay. 100 năm sau ta trả lại cho ngươi, nhị nha ta nói lời giữ lời, tuyệt không lừa ngươi. Lão giả đeo giỏ trúc. Vãng sinh giới, 1. Thổ phi chân chính a. Lão giả đeo giỏ trúc thật là khóc không ra nước mắt. Nhưng đúng lúc này, tiểu bạch lấy giỏ trúc, sau đó nàng đưa giỏ trúc tới trước mặt. Của lão giả. Lão giả đeo giỏ trúc ngây ngắn cả người tiểu bạch nhìn lão giả đeo giỏ trúc nhếch. Miệng cười cười, tiêu chào nàng chỉ giỏ trúc, sau đó chỉ mình và nhị nha, ý là có gì phù hợp nàng và nhị nha hay không, cho một cái là tốt rồi. Nếu như không có cũng không sao. Các nàng không đoạt giỏ trúc, lúc này đây, lão giả đeo giỏ trúc thật sự bối rối. Tiểu gia hỏa này sẽ không hố mình chứ. Kỳ thật nhị nha và tiểu bạch cũng không phải không nói lý, càng nhiều lúc, các nàng chỉ là vui đùa, đương nhiên các nàng cũng thật muốn đoạt giỏ trúc kia. Bởi vì bên trong bảo bối thiệt nhiều. Nhưng các nàng nhớ rõ, lão nhân này đã giúp Dương Diệp, đã giúp các nàng. Bọn hắn không thể làm như vậy. Cho nên các nàng đổi tác phong lưu manh một chút. Lão giả đeo giỏ trúc nhìn thoáng qua tiểu bạch và nhị nha, cuối cùng hắn cười cười, mở giỏ trúc ra. Nhị nha và tiểu bạch vội vàng nhìn về phía giỏ trúc, tràn đầy chờ mong. Ở trong ánh mắt chờ mong của các nàng, lão giả đeo giỏ trúc móc ra một cây gậy, trắng phau, giống như bạch ngọc. Thủ trượng dài chừng 3 thước, rộng không đến 1 chỉ, đỉnh đầu có một hạt châu màu xanh sẫm. Trên hạt châu có khắc 2 chữ, linh trượng. Quanh người linh trượng có một chút vết dạn.
lão giả đeo giỏ trúc đưa linh trượng tới trước mặt Tiểu Bạch. Đây là linh trượng, một trong những vũ khí ngài đã từng sử dụng qua, vật ấy là thiên địa chí thiện ngưng tụ, có rất nhiều năng lực kinh khủng, nhưng đáng tiếc lúc trước qua trận đại chiến kia, vật ấy bị thương nặng, đương nhiên ta tin tưởng ngươi có thể hồi phục nó. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó hai móng tiếp qua linh trượng. Mới vừa vào chảo, linh trượng bỗng nhiên run lên, trong nháy mắt, một cỗ linh khí kết giới vô hình xuất hiện. Lão giả đeo giỏ trúc mỉm cười. Ngươi dùng cái này thi triển linh vực, làm chơi ăn thật. Biên độ tăng trưởng. Hắn biết một tác dụng của linh trượng này, chính là biên độ tăng trưởng rất lớn. Tiểu Bạch bắt được linh trượng, yêu thích không buông tay, mỗi một lần nàng huy động linh trượng, linh khí trong thiên địa đều sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Lúc này Nhị Nha nhìn về phía lão giả đeo giỏ trúc, ý là của ta đâu? Lão giả đeo giỏ trúc suy nghĩ một chút, cuối cùng hắn thấp giọng thở dài, sau đó lại từ trong giỏ trúc lấy ra một vật. Là một cái rìu. Cán rìu đen nhánh, phía trên che kín phù văn, mà đầu rìu cũng là một khối hắc thiết không biết tên, trên lưỡi rìu còn có một chút lỗ hồng. Từ hình dạng đến xem, không quá đẹp mắt a. Nhị Nha có chút thất vọng. Lão giả đeo giỏ trúc cười nói. Trước đừng thất vọng, ngươi thử nhìn một chút. Nhị Nha bắt được cái rìu kia, nhưng nàng thiếu chút nữa không cầm lên được. Thật nặng. Đây là cảm giác của Nhị Nha. Nhị Nha trừng mắt nhìn, nàng có chút hứng thú, nàng bắt đầu dùng sức, rất nhanh, cái rìu bị nàng chậm rãi nhấc lên, vẫn còn có chút nặng. Dùng hai tay. Lúc này lão giả đeo giỏ trúc nói. Nhị Nha lắc đầu. Ta một tay liền có thể, để cho ta thích ứng một chút. Lão giả đeo giỏ trúc cười khổ, nếu nguyên chủ nhân của lưỡi rìu này nghe được lời của Nhị Nha, phỏng chừng sẽ xấu hổ chết. Nhị Nha một tay mang theo cái rìu quơ quơ, sau đó nhìn về phía lão giả đeo giỏ trúc. Lão gia gia, lưỡi rìu này đánh nhau lợi hại không? Lão gia gia, lão giả đeo giỏ trúc cười khổ, xưng hô thế này, nói thật, hắn có chút đảm đương không nổi. Nhị Nha lúc trước, cường thế vô song, còn cực kỳ bá đạo, ở trong mắt nàng, trong thiên địa căn bản không có người nào có thể được nàng nhìn lên. Cho dù là thiên mệnh, cũng cực kỳ tôn trọng Nhị Nha. Mà bây giờ, Nhị Nha gọi hắn lão gia gia. Thiên địa chí ác lúc trước, bây giờ có chút bất đồng a. Lão giả đeo giỏ trúc thu hồi suy nghĩ, sau đó trả lời Nhị Nha. Lưỡi rìu này, gọi Hoang Phủ, đến từ Hoang tộc, ân. Là của hoang tộc hoang chủ đời trước, năm đó ở trong vũ trụ, có mười mấy gia tộc vô cùng cường đại, hoang tộc này chính là thứ nhất, đương nhiên, hiện tại thập tộc, ngoại trừ hoang tộc và một tộc khác, còn lại toàn bộ đều không tồn tại. Nói đến đây, hắn khe khẽ thở dài. Đều không còn. Nhị Nha tò mò. Vì cái gì? Lão giả đeo giỏ trúc nói khẽ. Đồ tộc, đều bị diệt rồi. Bị ai diệt? Nhị Nha tò mò hỏi. Lão giả đeo giỏ trúc cười cười. Sau này ngươi sẽ biết, đến, ta nói cho ngươi nghe sự tích của Hoang Phủ. Hoang Phủ này là vũ khí tượng trưng của hoang tộc tộc trưởng, lúc trước tính là một kiện binh khí rất khá, nó là do nội hạch của vô số hắc động tạo thành, cực kỳ trầm trọng, người bình thường căn bản cầm không được nó, cho dù là hoang tộc tộc trưởng năm đó, cũng cần hai tay mới có thể sử dụng được Hoang Phủ, này còn là dưới tình huống hắn và Hoang Phủ tâm thần tương liên. Nói đến đây, hắn giống như nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Nhị Nha, cười nói. Ngoại trừ ngươi, ngươi một tay có thể. Nhị Nha quơ quơ rìu, sau đó nàng nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, ngươi cho ta cái kia nhìn một chút. Tiểu Bạch đưa linh trượng cho Nhị Nha thì đưa cây rìu cho Tiểu Bạch, một cái móng vuốt của Tiểu Bạch bắt được cái rìu kia, không có bất kỳ độ khó. Nhị Nha, một bên, biểu lộ của lão giả đeo giỏ trúc cũng cứng lại. Tiểu Bạch nắm cán rìu nhẹ nhàng quơ quơ, sau đó lại gõ gõ, có chút hiếu kỳ. Nhị Nha nhìn về phía lão giả đeo giỏ trúc cười khổ. Nàng là háo thân của thiên địa chí thiện, trên lý luận mà nói, bất kỳ thần khí gì nàng cũng có thể dùng. Trừ khi là những chí tà chi vật, chủng loại tương khắc nàng kia mới không được. Nói đến đây, hắn cổ quái nhìn thoáng qua Nhị Nha. Chí tà lớn nhất ngay ở chỗ này a. Mà gia hỏa này, vốn là tương khắc với Tiểu Bạch, nhưng bây giờ, hai tiểu gia hỏa quan hệ còn thân thiết hơn tỉ muội ruột, đơn giản mà nói, hai tiểu gia hỏa này ở cùng một chỗ, các nàng đã không còn thiên địch rồi. Lúc này lão giả đeo giỏ trúc nhìn về phía Dương Diệp,
mà Tiểu Bạch và Nhị Nha cũng dừng lại, đi tới bên cạnh Dương Diệp. Bởi vì Dương Diệp tỉnh, chứng kiến bộ dáng quan tâm của Nhị Nha và Tiểu Bạch, lão giả đeo giỏ trúc thấp giọng thở dài, gia hỏa này, kiếp trước đến cùng làm chuyện tốt gì, vậy mà để cho hai tiểu gia hỏa kia coi hắn như thân nhân đối đãi. Dương Diệp cảm giác mình rất suy yếu, vô cùng suy yếu, ngay cả năng lực đứng lên cũng không có. Dương Diệp nhìn về phía lão giả đeo giỏ trúc, lão giả đeo giỏ trúc trầm giọng nói. Ta muốn đưa ngươi đi một chỗ, cái kia là khảo thí cuối cùng của nàng, thành công, ngươi sẽ có thật nhiều thu hoạch không tưởng được, thất bại, ngươi sẽ chết. Đương nhiên, ngươi có thể không đi, nếu như ngươi buông tha, tu vi của ngươi sẽ lập tức khôi phục, bất quá vãng sinh kiếm, vãng sinh chi lực, bọn ta sẽ thu hồi. Nàng nói, hết thảy quyền lựa chọn đều ở trong tay ngươi, nàng sẽ không bắt buộc ngươi đi làm cái gì. Dương Diệp nhìn thân thể mình, trầm mặc một cái chớp mắt, hắn nhìn về phía lão giả đeo giỏ trúc. Ta nguyện ý đi. Cơ hội. Hắn biết rõ, này chính là một cơ hội, hắn cần phải nắm chắc. Lão giả đeo giỏ trúc khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía Nhị Nha và Tiểu Bạch. Hiện tại, các ngươi quay về trong tháp đi, hơn nữa không thể đi ra chợ giúp hắn. Nhị Nha nhíu mày. Vì sao? Lão giả đeo giỏ trúc không có giải thích. Hắn nhìn về phía Dương Diệp, hắn biết, cái này nhất định phải Dương Diệp tự mình giải thích. Dương Diệp nhìn về phía Nhị Nha và Tiểu Bạch, cười nói. Ta muốn trở nên mạnh mẽ, cho nên ta cần tự mình tới, các ngươi quay về trong tháp chơi đi, được không? Nhị Nha và Tiểu Bạch nhìn nhau, sau đó hai tiểu gia hỏa nhẹ gật đầu, về tới Hồng Mông Tháp. Đối với Dương Diệp, các nàng cực kỳ tin tưởng. Đây chính là Dương ca ca của các nàng. Dương Diệp nhìn về phía lão giả đeo giỏ trúc, lão giả đeo giỏ trúc khẽ gật đầu, sau đó tay phải vung lên, cùng Dương Diệp biến mất ngay tại chỗ. Ở trong tinh không mịt mờ, lão giả đeo giỏ trúc mang theo Dương Diệp lăng không đi nhanh. Dương Diệp rất suy yếu, hắn ngay cả năng lực phi hành cũng không có. Không chỉ như thế, hắn ngay cả năng lực điều động huyền khí cũng không có. Thẳng thắn mà nói, hiện tại hắn giống như một người bình thường. Rốt cuộc. Lão giả đeo giỏ trúc mang theo Dương Diệp đi tới trước một truyền tống trận. Tinh không truyền tống trận. Lão giả đeo giỏ trúc buông Dương Diệp ráp, nói khẽ. Thời đại của nàng, ngoại trừ có thật nhiều thiên chi kiêu tử ra, còn có cửu thiên và thập tộc, trong đó thập tộc, đã bị diệt tám tộc, nhưng tổ địa của bọn hắn vẫn còn, đương nhiên, phần lớn đều là một vùng phế tích. Sau truyền tống trận này, là vãng sinh giới, cũng là địa bàn của vãng sinh tộc. Mục tiêu của ngươi lần này chính là từ bên trong còn sống đi ra. Dương Diệp nhìn thoáng qua truyền tống trận kia, sau đó nói. Vãng sinh giới, cùng nàng quan hệ thế nào? Lão giả đeo giỏ trúc trầm mặc. Dương Diệp cũng không hỏi nữa, hắn quay đầu nhìn thoáng qua truyền tống trận. Ta thật không thể dùng tu vi. Lão giả đeo giỏ trúc gật đầu. Nàng phong ấn, người bình thường căn bản giải không được, trừ khi ngươi tự động buông tha. Nếu như người buông tha, lập tức có thể khôi phục tu vi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ta hiểu được. Lão giả đeo giỏ trúc nói khẽ. Ngươi cần hiểu rõ một điều, thời gian của nàng không nhiều lắm, thời gian của ngươi càng không nhiều. Thực không nhiều lắm rồi. Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, sau đó nói. Biết rõ vì sao thiên mệnh váy đen kia không đi giết cường giả mệnh cảnh không? Dương Diệp lắc đầu. Lão giả đeo giỏ trúc nói khẽ. Hai điểm, thứ nhất, nàng cũng muốn đi trấn áp một ít tồn tại, thứ hai, nàng cảm thấy mạng của những người này, hẳn là ngươi tới giết, bởi vì từ trước mắt đến xem, nàng hiển nhiên cũng đã tiếp nhận ngươi rồi. Dương Diệp cười khổ. Tay phải của lão giả đeo giỏ trúc đặt ở phía sau lưng Dương Diệp, rất nhanh, Dương Diệp chậm rãi bay về phía truyền tống trận. Bây giờ kiếm đạo của ngươi đã không thể đột phá, có thể tăng lên hay không? Hoàn toàn xem chính ngươi rồi. Nói xong, Dương Diệp tiến vào trong truyền tống trận. Rất nhanh, truyền tống trận kia rung động, Dương Diệp triệt để biến mất. Tại chỗ, lão giả đeo giỏ trúc trầm mặc hồi lâu, sau đó quay người rời đi. Sau khi lão giả đeo giỏ trúc rời đi, truyền tống trận kia cũng biến mất không thấy gì nữa. Không biết trải qua bao lâu, Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra. Bị phỏng. Đây là cảm giác thứ nhất của Dương Diệp, hắn vội vàng nhảy dựng lên, cúi đầu nhìn. Giờ phút này hắn đang ở trong một vùng sa mạc.
đỉnh đầu là một mặt trời to lớn. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía một mảnh thê lương. Đây là một thế giới hầu như đã chôn vùi. Dương Diệp đi tới, trong tay hắn là vãng sinh kiếm. Hắn đi rất chậm, bởi vì cho dù là hiện tại, hắn vẫn cực kỳ suy yếu, tuy thân thể hắn rất mạnh, nhưng lúc trước bị vãng sinh chỉ. Lực ảnh hưởng, hiện tại trạng thái cả người hắn rất không ổn. Về phần vãng sinh chi lực gì kia, hiện tại hắn một chút đầu mối cũng không có. Mà huyền khí, giờ phút này hắn không vận dụng được huyền khí. Toàn bộ bị phong cấm. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía xa, hắn từng bước một đi tới, bởi vì ở bên kia, hắn nhìn thấy kiến trúc, chỉ là có chút xa. Rời đi không bao lâu, đột nhiên Dương Diệp ngừng lại, hắn cúi đầu nhìn, ở dưới chân hắn là một cỗ thi thể. Một thi thể giống như nhân loại. Tay phải Dương Diệp nhẹ nhàng đè xuống. Ầm. Những hạt cát trên thi thể kia bị đánh tan, Dương Diệp thấy được hình dạng nguyên vẹn của thi thể kia. Giống như nhân loại, nhưng cao hơn nhân loại rất nhiều. Thân thể vẫn còn, nhưng đã không có khí tức. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó tay phải nhẹ nhàng chấn động, trong chốc lát, những hạt cát chung quanh hắn tản ra, chỉ chốc lát, xung quanh Dương Diệp xuất hiện rất nhiều thi thể. Không sai biệt lắm chừng trăm bộ. Chết rất bình tĩnh. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó tiếp tục đi tới, rốt cuộc, hắn đi ra sa mạc, tới trước một đống hoang tàn đổ nát. Trước phế tích có một pho tượng. Trước pho tượng là một tấm bia đá, trên tấm bia đá có một hàng chữ. Người đến, mời quỳ xuống. Quỳ xuống. Dương Diệp nhìn thoáng qua pho tượng kia, sau đó vượt qua pho tượng kia, nhưng đúng lúc này, trong tràng bất ngờ xảy ra chuyện. Pho tượng kia đột nhiên triển khai. Một quả đấm to lớn đánh tới Dương Diệp. Sắc mặt Dương Diệp đại biến, mũi chân điểm một cái, muốn kéo ra khoảng cách, nhưng lúc này đây mặt đất bị đạp rạn nứt, nhưng người lại không có bay ra ngoài. Lúc này nắm đấm đã oanh tới. Dương Diệp giơ kiếm đâm một cái. Ầm, cả người Dương Diệp bay ra ngoài, trực tiếp bay đến trong sa mạc, hắn lại trở về vị trí mới tới. Hơn nữa bị hạt cát vùi lấp. Qua không biết bao lâu, Dương Diệp mới từ trong cát bò ra. Sau khi ra ngoài, sắc mặt Dương Diệp tái nhợt, cả bàn tay phải không ngừng rung rung, ngay cả kiếm cũng không cầm được. Sau khi không có tu vi, hắn phát hiện phương thức chiến đấu lúc trước không dùng được rồi. Phải nói không quá thích hợp mình rồi. Mà sau khi không thể dùng huyền khí, lực lượng của vãng sinh kiếm trong tay hắn cũng giảm xuống rất nhiều, ngoại trừ không thể phá vỡ, thì không có tác dụng khác. Bởi vì không có huyền khí, kiếm này căn bản không có vãng sinh chi lực, một chút cũng không có. Hiện tại nó chỉ có thể coi là một thanh kiếm bền chắc không thể gãy. Dương Diệp vốn định nghỉ ngơi một chút, nhưng lúc này, xa xa pho tượng kia đột nhiên đi tới. Cái pho tượng kia mỗi rơi xuống một cước, cả vùng sẽ rung động một cái. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, hắn biết, hiện tại hắn phải cải biến phương thức chiến đấu của mình. Kiếm tu. Hắn là kiếm tu. Lúc này pho tượng kia đánh về phía Dương Diệp một quyền này, thiên địa run lên kịch liệt, trong thiên địa vang lên vô số âm thanh khí bạo. Cường giả mệnh cảnh đỉnh phong. Lúc này Dương Diệp mở mắt, sau một khắc, hắn nắm kiếm xoay người chạy. Chạy. Nhưng cỗ lực lượng kia là bao trùm, cho dù hắn không có chính diện đối kháng một quyền kia, vẫn bị lực lượng của một quyền kia ảnh hưởng đến. Vì vậy Dương Diệp lại chật vật bay ra ngoài lần nữa. Lúc này đây, chính hắn cũng không biết mình bay tới đâu, hắn chỉ biết mình lại bị hạt cát chôn vùi. Mà hắn còn có thể cảm nhận được không gian chung quanh rung rung. Pho tượng kia càng ngày càng gần. Dương Diệp lần nữa bò lên, nhưng lúc này, pho tượng kia đã tới trước mặt hắn, sau một khắc, pho tượng lại đánh về phía hắn một quyền. Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng, sau đó lóe qua bên cạnh, tránh thoát một quyền kia, nhưng một quyền kia tản mát ra lực lượng thì không có tránh thoát. Ầm, Dương Diệp lại bay ra ngoài. Tuyệt vọng, bất đắc dĩ. Giờ khắc này, Dương Diệp cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng, cái gì gọi là bất đắc dĩ. Nếu như hắn khôi phục tu vi, dùng kiếm vực, dùng phi kiếm, hoàn toàn có thể đánh đối phương, nhưng bây giờ, hắn ngoại trừ thân thể, ý thức chiến đấu cường hãn một chút ra, thứ khác hoàn toàn không khác người bình thường. Đánh như thế nào? Không có cách nào đánh a. Dương Diệp chỉ có thể chật vật không ngừng trốn tránh, nhưng hắn biết rõ, như vậy căn bản tiếp tục không được bao lâu, bởi vì bây giờ hắn không có huyền khí,
không thể giống như lúc trước đánh không chết rồi. Ầm, Dương Diệp bay ra ngoài lần nữa. Trên không trung, trong miệng Dương Diệp không ngừng phun máu tươi. Dương Diệp rơi xuống đất, hắn vội vàng bò lên, sau đó xoay người chạy. Con mẹ nó, hiện ngay lúc này, còn để ý phong độ gì chứ, cái gì phàm kiếm, cái gì vãng sinh chi lực, những thứ này đều là phù vân, trước tiên giữ được mạng mới là trọng yếu nhất. Lúc này đây, Dương Diệp chạy rất mau, ở thời điểm pho tượng còn chưa kịp ra tay cũng đã chạy mất dạng. Bức tượng kia lặng một lát, sau đó về tới vị trí của mình, nó nhìn chăm chú phía trước, như đang bảo vệ cái gì. Cách đó không xa, dưới hạt cát, Dương Diệp nằm trên mặt đất không nhúc nhích, quanh người hắn toàn bộ là vết rạn. Không biết trải qua bao lâu, Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra. Bị phỏng. Đây là cảm giác thứ nhất của Dương Diệp, hắn vội vàng nhảy dựng lên, cúi đầu nhìn, giờ phút này hắn đang ở trong một vùng xa. Mắc. Đỉnh đầu là một mặt trời to lớn. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía một mảnh thê lương. Đây là một thế giới hầu như đã chôn vùi. Dương Diệp đi tới, trong tay hắn là vãng sinh kiếm. Hắn đi rất chậm, bởi vì cho dù là hiện tại, hắn vẫn cực kỳ suy yếu, tuy thân thể hắn rất mạnh, nhưng lúc trước bị vãng sinh chi lực ảnh hưởng, hiện tại trạng thái cả người bắn rất không ổn kiếm. Dương Diệp làm sao lại không biết, kiếm có mạnh hay không, nhiều khi quyết định ở người dùng nó. Không hề nghi ngờ, hiện tại hắn cực kỳ cải bắp, rất yếu. Cho nên ngay cả vãng sinh kiếm cũng yếu đi. Có vinh cùng vinh a. Dương Diệp cầm lấy vãng sinh kiếm, nhìn vãng sinh kiếm trong tay, hắn rơi vào trầm mặc. Trầm mặc. Vì sao mình không có huyền khí, sẽ yếu đi như vậy? Không nên. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, cuối cùng, hắn cầm theo vãng sinh kiếm về đi về phía pho tượng kia. Bất quá sau khi đi mấy bước, Dương Diệp ngừng lại, sau đó đi trở về. Lòng không sợ hãi. Nhưng cái này không có nghĩa là phải đi tìm chết, hắn biết rõ, hiện tại loại trạng thái này đi tìm pho tượng kia đánh nhau, tuyệt đối là 10 phần chết chắc. Nhưng nếu như không đi một bước này, vậy hắn làm sao ly khai vãng sinh giới? Còn nữa, nữ tử váy trắng đã từng nói qua, bây giờ Tiểu Kỳ và A Tú đang ở bên ngoài tứ duy vũ trụ, tình cảnh của các nàng bây giờ không tốt. Còn có đám người mạt pháp chi địa kia, đám người kia sẽ không bỏ qua cho hắn và Tiểu Bạch, đương nhiên, hắn cũng sẽ không bỏ qua đám người kia. Phải đi về phía trước. Nhưng đi lên phía trước khả năng sẽ chết. Dương Diệp cúi đầu nhìn kiếm trong tay, rơi vào trầm mặc. Mà vãng sinh kiếm cũng trầm mặc, nó chỉ là một thanh kiếm mà thôi. Tình cảnh lưỡng nan. Dương Diệp cứ trầm mặc như vậy, trầm mặc trọn vẹn một ngày một đêm. Lúc này đây, hắn suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Sau đó hắn phát hiện, nghĩ càng nhiều, băn khoăn sẽ càng nhiều, chân lại càng bước không ra. Lần này, đột nhiên Dương Diệp phát hiện, mỗi một lần sau khi kiếm đạo và kiếm tâm của hắn tăng lên, hắn sẽ cảm giác kiếm tâm của mình không có vấn đề gì. Kiếm tâm đã rất thuần túy rồi. Nhưng mỗi lần gặp được một ít lựa chọn, một ít thời điểm khó có thể lựa chọn, hắn phát hiện, kỳ thật kiếm tâm của mình còn không phải thuần túy như vậy, vẫn có rất nhiều vết rạn. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới Tiêu Giao Tử. Tiêu Giao Tử không có gánh nặng trên người, Tiêu Giao Tử tuyệt đối sẽ không rơi vào loại tình cảnh hiện tại như hắn, bởi vì Tiêu Giao Tử không có lo lắng, không có ràng buộc. Nhưng hắn có rất nhiều băn khoăn, ví dụ như Tiểu Bạch, ví dụ như Tiểu Kỳ, ví dụ như đám người Thanh Thi. Rất nhiều lo lắng, rất nhiều ràng buộc. Nhiều khi, hắn không thể chỉ nghĩ cho mình, còn cần nghĩ cho người bên cạnh. Cho nên, kiếm của hắn so với Tiêu Giao Tử, kém rất nhiều, cái này có quan hệ tới tuổi tác tu luyện, nhưng không phải tuyệt đối. Ngày thứ hai, gần lúc hoàng hôn, Dương Diệp bước ra. Hắn chậm rãi đi về phía pho tượng kia. Hắn nghĩ thông suốt một vấn đề. Tiểu Bạch, Nhị Nha, đám người Thanh Thi không phải là ràng buộc của hắn, cũng không phải gánh nặng của hắn. Là động lực của hắn. Dương Diệp hắn, muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, muốn từ nơi này còn sống ra ngoài. Hắn không thể lùi bước, hắn càng không thể chết ở chỗ này. Nhưng thực tế thì tàn khốc. Một hơi sau, ầm, xa xa vang lên một tiếng nổ vang, ngay sau đó, một nhân ảnh từ không trung bay ra ngoài, ném cực xa, không sai biệt lắm chừng vạn trượng. Ầm, nhân ảnh kia rơi vào trong cát bụi, nhấc lên sóng cát nho nhỏ. Pho tượng kia bắt đầu phóng đi.
Vì vậy ở dưới hoàng hôn, một nhân ảnh liều mạng chạy xa, hắn chạy chạy, rốt cuộc sau khi pho tượng kia dừng lại, hắn mới dừng lại, sau đó nằm trên mặt đất thở hổn hển. Trong Hồng Mông Tháp, Nhị Nha và Tiểu Bạch ngồi trên phi thăng đài, hai tiểu gia hỏa nhìn Dương Diệp, ở trong tay Nhị Nha nắm một sâu mứt quả. Nhị Nha liếm liếm, sau đó nói. Dương ca ca thật thê thảm. Tiểu Bạch đồng ý gật đầu, sau đó nàng ngoẹo đầu, Nhị Nha hiểu ý, cầm lấy mứt quả cho Tiểu Bạch liếm liếm. Tiểu Bạch liếm lấy, sau đó lại bắt đầu chú ý Dương Diệp, bất quá nàng sẽ thỉnh thoảng sờ sờ sừng của Nhị Nha, mà Nhị Nha sẽ thỉnh thoảng sờ sờ mặt của nàng. Một lát sau, Nhị Nha giống như nghĩ đến cái gì, nàng cua lấy Hoang Phủ, sau đó nói. Tiểu Bạch, có thể biến cái đồ chơi này lợi hại hơn chút hay không? Còn nữa phía trên này có vết kiếm, giúp ta làm đẹp lại đi. Tiểu Bạch nhìn thoáng qua Hoang Phủ, gật cái đầu nhỏ, tỏ vẻ không có vấn đề. Nhị Nha cũng không có ăn mảnh vỡ nội đan, bởi vì hiện tại nàng không thể tu luyện, nàng cần phải thời khắc thanh tỉnh. Nàng lo lắng Dương Diệp. Bên ngoài, Dương Diệp cầm kiếm lần nữa đi về phía pho tượng kia, nhưng mà rất nhanh, hắn lại bị đánh bay. Bất quá sau khi đào tẩu, cũng không lâu lắm, hắn lại đi về. Một lần lại một lần. Hắn không có phản kích, mỗi lần đều không có phản kích, mỗi lần chỉ gắt gao nhìn chằm chằm pho tượng kia, hắn đang nhìn, nhìn pho tượng ra tay. Cuối cùng hắn phát hiện, kỳ thật pho tượng này tương đương với một sinh linh, cũng không phải điêu khắc gì. Thời gian từng chút trôi qua. Nửa tháng sau, lúc này đây, Dương Diệp lần nữa đi tới trước pho tượng, như thường ngày, pho tượng kia đột nhiên nâng tay phải lên, sau đó một quyền đánh về phía Dương Diệp. Mà thời điểm pho tượng kia oanh quyền, lúc này đây, Dương Diệp không có trốn tránh, mà đột nhiên tung người nhảy vọt tới trước mặt pho tượng, nhe răng cười. Đến nếm thử băm điều kiếm pháp lão tử tự nghĩ ra. Nói xong, hắn đâm một kiếm vào dưới háng pho tượng kia. Giờ khắc này, nắm đấm của pho tượng kia cách đầu Dương Diệp không sai biệt lắm còn có một tấc thì ngừng lại, dù như vậy, cả người Dương Diệp cũng bị chấn bay ra ngoài. Pho tượng kia thì đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết, sau đó hai tay ôm háng nhảy dựng lên. Những ngươi năm phần, một, dưới háng pho tượng kia, vô số chất lỏng không rõ không ngừng tuôn ra. Mà giờ khắc này, Dương Diệp đã bị oanh bay đến bên ngoài mấy ngàn trượng. Không biết trải qua bao lâu, Dương Diệp chậm rãi từ dưới đất bò dậy, trước ngực hắn đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Nhưng khóe miệng hắn lại mang theo vui. Ve, cười điên cuồng. Thời gian dần trôi qua, nụ cười của Dương Diệp càng ngày càng lớn, cho đến hắn điên cuồng cười ra tiếng. Ha ha, tiếng cười như sấm, chấn động thiên địa, kiếm. Dáng tươi cười của Dương Diệp có chút đắng chát. Học kiếm nhiều năm như vậy, vậy mà hắn không để ý đến một điểm. Nhất kiếm phá vạn pháp. Một chiêu này, đã vô cùng thành thục rồi, cực kỳ lâu trước hắn cũng đã học được. Nhưng trong lúc bất chi bất giác, một chiêu này đã bị hắn quên mất sạch sẽ. Bởi vì nhiều khi, hắn không muốn đi tìm sơ hở gì, không cần đi lấy kỹ xảo gì. Học một điểm, quên một điểm. Đây chính là hắn. Kiếm và kiếm tâm của hắn đúng là thuần túy, cũng cường đại hơn trước. Bởi vậy giao thủ với người, hắn cơ bản đều là một kiếm chém không chết lại bồi một kiếm. Nói trắng ra là, kiếm của hắn chỉ có cậy mạnh. Mà kiếm, không thể như vậy. Giống như lúc này, thời điểm hắn không thể cậy mạnh, hắn phát hiện một phương hướng mới, cánh cửa kiếm đạo mới nhất. Kỳ thật cánh cửa này đã từng mở ra với hắn, chỉ bất quá về sau hắn quên mất, mà bây giờ, cánh cửa này để cho hắn rất khắc sâu. Hắn sẽ không quên được nữa. Nhất kiếm phá vạn pháp, có hai loại phá, loại thứ một là lực phá, lực lượng vượt qua đối phương, một kiếm phá nát, mà một loại phá khác, chính là phá vỡ, loại phá này, chính là phá sơ hở của đối phương, tìm điểm yếu nhất của đối phương. Tựa như vừa rồi, nếu như một kiếm kia của hắn chém vào trên tay pho tượng, hoặc trước ngực, nhất định là không cách nào một kiếm trọng thương đối phương. Sự tình thực chứng minh, kiếm đâm ở địa phương nào, rất trọng yếu. Dương Diệp nằm trên mặt đất, hắn nhìn về hư không, giờ phút này đã là ban đêm, không có tinh không, chỉ có bầu trời mịt mờ. Hắn hồi tưởng quá khứ đến bây giờ, phát hiện quá khứ có rất nhiều đồ vật bị hắn quên đi, nguyên lai lại có ích như vậy. Dương Diệp cười khổ, người không ngừng học tập đồ vật mới, mà hắn hiện tại, lại muốn không ngừng đi học đồ vật đã từng có, này bình thường sao?
Hắn không biết. Hắn chỉ biết, hắn muốn thử xem. Kỳ thật, Dương Diệp cũng không biết, cái này là mục đích nữ tử váy trắng đưa hắn tới. Thời điểm ngươi từ dưới chân núi một đường gian khổ đi tới đỉnh núi, ngươi sẽ có rất nhiều cảm ngộ, có rất nhiều ý nghĩ, cũng sẽ có rất nhiều thu hoạch, nhưng đồng dạng, nếu như ngươi từ đỉnh núi đi trở về, vẫn sẽ có ý tưởng và thu hoạch mới. Nếu như Dương Diệp nghĩ lại sẽ phát hiện, đã từng có người nhắc nhở hắn. Giờ khắc này, Dương Diệp cũng coi như chân chính cảm nhận được kiếm đạo phức tạp. Kiếm, không phải đơn giản như vậy. Một lúc lâu sau, Dương Diệp đứng lên, sau đó hắn đi xa, mà khi đi tới vị trí pho tượng lúc trước, pho tượng kia đã không thấy. Không thấy. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó đi đến mảnh phế tích. Từ quy mô phế tích đến xem, mảnh phế tích này đã từng là một thành trì, bên trong còn có một chút kiến trúc còn sót lại. Dương Diệp không dám khinh thường, phòng bị đi về phía trước. Mà ở Vĩnh Hằng Vũ Trụ, hoàng tộc đã thổi kèn chiến tranh. Hoàng tộc lần nữa ngóc đầu trở lại. Đại quân hoàng tộc bắt đầu đánh vào Vĩnh Hằng quốc độ, tuy hoàng tộc không có hoàng đế, nhưng thực lực chỉnh thể của hoàng tộc vẫn còn, hơn nữa hoàng tộc hiển nhiên không phải đơn giản như vậy. Vĩnh Hằng Chi Hà, nơi đây, lần nữa trở thành chiến trường. Mà ở Mạt Pháp Chi Địa, một lão giả cùng một trung niên đồng thời đi tới Mạt Pháp Chi Địa. Hai người này, phân biệt là Hoang Bất Nhị của hoang tộc, còn có Vĩnh Hằng Chi Chủ. Hai người đều muốn tìm kiếm trợ giúp của Mạt Pháp Chi Địa. Bởi vì hiện tại, ai đạt được trợ giúp của Mạt Pháp Chi Địa, bên đó tuyệt đối sẽ thắng lợi. Hoang tộc lúc trước có lẽ không cần nhìn mặt mũi của Mạt Pháp Chi Địa như vậy, bởi vì bọn họ có hoang đế. Nói trắng ra là, nếu như không phải Bạch Y Thiên Mệnh ra tay, trong mệnh cảnh, rất khó có người giết chết được hoang đế. Mà bây giờ, hoàng đế đã vẫn lạc, bởi vậy hoàng tộc không thể không cúi đầu với Mạt Pháp Chi Địa. Mạt Pháp Chi Địa, ở trong đại điện, Hoàng Bất Nhị và Vĩnh Hằng Chi Chủ ngồi tương đối. Hai người đều không nói gì. Qua hồi lâu, một giọng nói vang lên. Hai vị trở về đi, Mạt Pháp Chi Địa không nhúng tay vào. Vĩnh Hằng Chi Chủ nhíu mày. Vì sao? Thanh âm kia vang lên lần nữa. Chúng ta có thứ chúng ta phải đối phó. Không muốn nhúng tay tranh đấu phía ngoài. Đương nhiên, có một điểm hai vị cần phải nhớ kỹ, Dương Diệp kia là người Mạt Pháp Chi Địa ta ắt phải giết, bất kể là hoang tộc, hay Vĩnh Hằng Vũ Trụ, chúng ta không muốn các ngươi cùng hắn có bất kỳ liên quan gì. Nói đến thế thôi, hai vị về đi. Hoàng Bất Nhị đứng dậy quay người rời đi. Vĩnh Hằng Chi Chủ nhìn thoáng qua cung điện, sau đó nói. Hoang tộc còn có lá bài tẩy, đúng không? Kỳ thật. Nguyên bản Mạt Pháp Chi Địa là khuynh hướng Vĩnh Hằng quốc độ, nhưng bây giờ Mạt Pháp Chi Địa thay đổi thái độ. Duy nhất có thể làm cho Mạt Pháp Chi Địa thay đổi thái độ, chỉ có một, chính là thực lực của hoang tộc để cho Mạt Pháp Chi Địa không muốn đi đối phó, được trả bằng mất. Trong đại điện không có trả lời. Vĩnh Hằng Chi Chủ quay người rời đi. Sau khi Vĩnh Hằng Chi Chủ rời đi, một nam tử xuất hiện ở trong đại điện. Người này đúng là Mạc Du. Mạc Du ngồi trên ghế gần đó. Sắc mặt bình tĩnh. Lúc này một trung niên hư ảo xuất hiện ở trong đại điện. Mặc dù nhìn thoáng qua trung niên hư ảo. Hoành vạn cổ, dùng thực lực của ngươi, hẳn không cần trốn ở địa phương này. Hơn nữa, chân thân còn che giấu, không dám bại lộ toàn bộ thực lực. Để cho ta đoán xem, ngươi hẳn là bị thiên mệnh để ý. Ngươi không giống với một số người, ngươi ra ngoài, thiên mệnh sẽ ghim ngươi, đúng không? Cái kia hoành vạn cổ nhẹ gật đầu. Phải. Mặc dù cười nói, người có thể làm cho thiên mệnh nhìn chằm chằm, đều có thực lực rất cường đại. Hoành vạn cổ ngồi xuống, sau đó nói. Người muốn gia nhập nghịch thiên. Minh, mặc dù lắc đầu. Ta không gia nhập, bất quá, ta và các ngươi có một mục đích giống nhau. Dương Diệp, hoành vạn cổ hỏi. Mặc dù gật đầu. Người này phải chết. Nói đến đây, hắn nhìn về phía hoành vạn cô, thứ cho ta nói thẳng. Các ngươi tốt nhất nhanh giết hắn, bằng không thì, qua không được bao lâu, các ngươi sẽ xong đời, hơn nữa thực lực của hắn có thể sẽ có bay vọt về chất. Hoành vạn cổ trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Hắn là người được thiên mệnh tân tuyển, mà ngươi, đã từng là người được thiên mệnh chọn. Bất quá, ngươi hẳn là bị buông tha. Nghe vậy, thần sắc của Mặc Du lập tức băng lạnh xuống, nhưng rất nhanh, hắn khôi phục bình thường. Hoành vạn cổ trầm mặc hồi lâu. Sau đó đứng lên. Ngươi tới giết hắn, được không?
Mặc Du lạnh nhạt nói. Đương nhiên có thể, bất quá. Hoành Vạn Cổ nhẹ gật đầu. Ta minh bạch, chúng ta sẽ giúp ngươi chữa thương, để cho ngươi khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Mặc Du cười nói. Đây tự nhiên là tốt nhất, bất quá, sau khi chuyện thành công, ta cần một ít gì đó trên người hắn. Hoành Vạn Cổ nói. Trừ linh tổ, còn lại ngươi có thể cầm đi. Mặc Du cười nói. Thành giao. Hoành Vạn Cổ khẽ gật đầu. Nếu bắt buộc, chúng ta có thể ra tay giúp đỡ. Mặc Du lắc đầu. Không cần, ta sẽ đích thân giết hắn. Đi dò tra tung tích của hắn đi. Hoành Vạn Cổ nhẹ gật đầu. Hợp tác vui vẻ. Vãng sinh giới. Dương Diệp còn ở trong phế tích, hắn chậm rãi tiến lên, trên đường ngược lại không có gặp được nguy hiểm gì. Không biết trải qua bao lâu, đột nhiên hắn ngừng lại, ở trước mặt hắn không xa, có một cái giếng cạn. Trong giếng có thanh âm kỳ quái phát ra. Dương Diệp lắc đầu, trực tiếp vượt qua cái giếng cạn kia, mặc dù hắn có chút hiếu kỳ, nhưng không muốn đi tìm chết. Nhiều khi, hiếu kỳ sẽ hại người chết. Nhưng ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên từ trong giếng truyền ra. Giết giết ta! Dương Diệp ngừng lại, hắn xoay người đến trước giếng cạn, cúi đầu nhìn, trong giếng cạn đen kịt, cái gì cũng không nhìn thấy. Xuống, xuống! Lúc này thanh âm kia vang lên lần nữa. Dương Diệp lắc đầu. Ngươi suy nghĩ nhiều. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nếu như là thời kỳ đỉnh phong, hắn không có gì phải sợ, nhưng bây giờ, vẫn hèn mọn bị ổi một chút mới tốt. Lúc này trong giếng vang lên một thanh âm điên cuồng. Đáng chết, nhân loại đáng chết, ta sẽ giết ngươi. Dương Diệp lạnh lùng nhìn thoáng qua giếng cạn, sau đó tiếp tục đi tới. Hắn biết, đồ chơi phía dưới kia khẳng định không phải loại lương thiện gì. Một lúc lâu sau, Dương Diệp ngừng lại, ở trước mặt hắn có một gian đại điện cũ nát. Điện. Chỉ có một chữ, chữ trước mặt đã không thấy. Dương Diệp đi vào, trong điện có ba mộc đầu nhân tay cầm trường kiếm. Mà ở trước ba mộc đầu nhân, còn có một pho tượng, lúc này đây, pho tượng này là tử vật, không có bất kỳ khí tức của sự sống nào. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là pho tượng này Dương Diệp nhận thức. Nữ tử váy trắng. Pho tượng này dĩ nhiên là nữ tử váy trắng. Vì cái gì nơi đây sẽ có tượng của nữ tử váy trắng? Nàng và vãng sinh tộc có quan hệ như thế nào? Mà nếu như nữ tử váy trắng và vãng sinh tộc thật có quan hệ, vãng sinh tộc làm sao có thể biến mất? Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó hắn đi tới trước ba mộc đầu nhân, hắn quan sát ba mộc đầu nhân một chút, đột nhiên hắn phát hiện, ở phía sau ba mộc đầu nhân bày đặt một cái hộp. Trên đó có hai chữ. Cho ngươi. Cho ta. Dương Diệp ngây cả người, đây là nữ tử váy trắng lưu lại sao? Không có suy nghĩ nhiều, Dương Diệp đi tới, vừa định cầm cái hộp lên, nhưng lúc này, bất ngờ xảy ra. Ba mộc đầu nhân đột nhiên triển khai. Suy suy suy. Ba đạo kiếm quang lấp lóe. Nhanh đến cực hạn. Hơn nữa góc độ cực kỳ xảo trá, giờ khắc này, sắc mặt Dương Diệp đại biến. Hắn giơ kiếm đón đỡ, nhưng lúc này, một thanh kiếm trong đó đột nhiên quẹo thật nhanh, trực tiếp đánh vào chuôi kiếm trong tay hắn. Ầm. Vãng sinh kiếm run lên kịch liệt, sau đó bay ra ngoài. Lúc này, suy suy suy, trước ngực Dương Diệp, hai thanh kiếm xuyên qua, cùng lúc đó, một cánh tay của Dương Diệp bay ra ngoài. Xa xa, ba mộc đầu nhân thu kiếm, lui về một bước. Trong đó mộc đầu nhân cầm đầu khẽ cúi đầu. Chủ nhân có lệnh, hiệp một, nhường ngươi năm phần. Xa xa, Dương Diệp có chút đờ đẫn đứng ở nơi đó. Một cánh tay của hắn đã không còn. Vừa rồi trong nháy mắt đó, ba kiếm, hắn một kiếm cũng không thể trốn tránh. Cũng không phải ba kiếm này thật nhanh, mà là ba kiếm này dường như đã hiểu rõ động tác kế tiếp của hắn, bởi vậy kiếm của hắn ở lúc phòng thủ, bị đối phương thác khai hoàn mỹ. Ba kiếm kia, mỗi một kiếm đều hoàn mỹ như vậy. Một chút sơ hở cũng không có. Đối với hắn mà nói, là như vậy. Quan trọng nhất là, vừa rồi ba kiếm kia, cũng không có huyền khí chấn động, cũng không có kiếm khí và kiếm ý, chỉ là ba chiêu kiếm pháp cực kỳ thông thường. Đương nhiên, Dương Diệp rất rõ ràng, có thể bình thường đến loại trình độ này, cũng đồng nghĩa với kiếm pháp của đối phương căn bản không bình thường. Kiếm. Dương Diệp có chút đờ đẫn nhìn vãng sinh kiếm trong tay phải mình. Trước kia mình tu luyện kiếm đạo, đều học uổng công sao.
giờ khắc này, Dương Diệp quả thật có chút mê mang. Ba mộc nhân trước mắt, cho hắn đả kích nghiêm trọng. Bất quá rất nhanh, mê mang trong Makate Dương Diệp biến thành dữ tợn. Khảo nghiệm. Không. Hiện tại hắn phải nhận rõ ràng một việc, nữ tử váy trắng đúng là đang khảo nghiệm hắn, nhưng đây là một khảo nghiệm sinh tử. Nếu như hắn không tuyển chọn buông tha, không hề nghi ngờ, hắn có thể sẽ chết. Vừa rồi mộc nhân nói đã là một gợi ý tốt nhất. Nữ tử váy trắng thả nước cho hắn một lần, nhưng đây tuyệt đối là lần cuối cùng. Nếu như hiện tại hắn đi khiêu chiến ba mộc nhân, thất bại, hắn hẳn phải chết. Đối với điểm này, hắn không thể nghi ngờ. Dương Diệp ngồi ở chỗ kia, hắn cứ như vậy nhìn ba mộc nhân. Ba mộc nhân cũng không có ra tay, hiển nhiên là chờ tự hắn qua, ba mộc nhân mới sẽ ra tay. Mà hắn, nhất định phải chiến thắng ba mộc đầu nhân, mới có thể có được cái hộp phía sau ba mộc đầu nhân. Đồ vật nữ tử váy trắng để cho hắn. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, cuối cùng, hắn nằm trên mặt đất, kiếm thương vẫn còn, chỉ có điều máu không chảy nữa. Hắn đã không cách nào điều động hồng mông tử khí. Hắn hiện tại, mỗi một lần tổn thương, chỉ có thể chờ thương thế tự nhiên khôi phục, từ lúc trước đến bây giờ, kỳ thật, nói hắn mình đầy thương tích cũng không đủ. Đây tựa hồ là một khảo nghiệm căn bản không có khả năng hoàn thành. Trong hồng mông tháp, Tiểu Bạch và Nhị Nha lại tới trên phi thăng đài, khuôn mặt hai tiểu gia hỏa rất lo lắng. Bởi vì một tay của Dương Diệp đã không còn, hai tiểu gia hỏa đều rất đau lòng. Bất quá bởi vì Dương Diệp phân phó, không cho các nàng hỗ trợ, bởi vậy các nàng chỉ có thể nhìn. Thời điểm Dương Diệp nghiêm túc, các nàng vẫn rất sợ. Bên ngoài hồng mông tháp, trải qua một ngày, Dương Diệp đứng lên, hắn cầm vãng sinh kiếm đi về phía ba mộc đầu nhân. Khẩn trương. Lúc này đây, hắn có chút khẩn trương, bởi vì hắn hoàn toàn không có chút tự tin nào. Nhưng hắn không có lựa chọn. Hắn không muốn buông tha. Nữ tử váy trắng cho hắn kỳ ngộ, cơ hội này, hắn không muốn bỏ qua như vậy. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới trước ba mộc đầu nhân, hắn nhìn ba mộc đầu nhân, sau đó nói. Có thể từng bước đến hay không? Mộc đầu nhân cầm đầu kia khẽ lắc đầu. Dương Diệp, gạch nối chấm. Lúc này mộc đầu nhân cầm đầu đột nhiên bước ra một bước, một kiếm này, trực chỉ ngực Dương Diệp. Mà sau nó, hai mộc đầu nhân khác cũng đồng thời xuất kiếm. Tam kiếm giáp công. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Hắn không dùng mắt nhìn, hắn chỉ có thể dùng tâm cảm thụ ba kiếm kia. Hắn cảm nhận được ba kiếm kia từ ba phương hướng đâm về phía hắn, một kiếm đâm trước ngực, một kiếm chạm cánh tay phải, một kiếm chém hông trái. Ba kiếm tới rất nhanh, rất chính xác, rất ác. Trừ lần đó ra, không có chỗ đặc thù gì. Dương Diệp lui về phía sau một bước, nhưng một bước này không có kéo ra khoảng cách giữa hắn với ba thanh kiếm, trái lại, ba thanh kiếm kia cách hắn càng gần. Dương Diệp xuất kiếm, một kiếm chạm ra, nhất kiếm phá vạn pháp. Bởi vì hắn ngoại trừ chiêu này, hắn không có lựa chọn khác tốt hơn rồi. Một kiếm này chạm ra. Xuy xuy. Dương Diệp lui về phía sau nửa trượng, bên hông hắn, máu tươi bắn tung tóe. Không chỉ như thế, ở mi tâm của hắn, một vết kiếm thẳng tắp chém xuống, cho đến vị trí cằm, có chút sâu, một kiếm này trực tiếp hủy dung. Nhưng tay phải của hắn thì được bảo vệ. Mới vừa rồi ở thời khắc mấu chốt, hắn buông tha cho ngăn cản một kiếm ở eo trái. Lui về phía sau, dùng chỉ trong gang tấc tránh né một kiếm đâm về mi tâm, mà hắn thì toàn lực ngăn trở một kiếm chém về phía cánh tay phải. Hắn thành công, chẳng qua cái giá có chút lớn. Dương Diệp lui qua một bên, ba mộc đầu nhân cũng không tiếp tục truy kích, mà về tới tại chỗ. Không phải bọn hắn không muốn ra tay, mà là Dương Diệp chạy quá nhanh, hắn đã lùi ra ngoài đại điện. Mà bọn hắn, hiển nhiên không có khả năng rời cung điện. Trước thềm đá, Dương Diệp nằm ở nơi đó, trên mặt hắn đang chảy máu, bên hông cũng đang chảy máu. Một chữ thảm có thể hình dung được sao? Lúc này một viên thần tinh đột nhiên rơi vào trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp nhìn viên thần tinh kia, hắn ngây cả người, sau đó lắc đầu cười cười, hiển nhiên đây là Tiểu Bạch ném ra. Trong nội tâm rất ấm. Dương Diệp vừa định lắc đầu, nhưng lúc này Tiểu Bạch và Nhị Nha xuất hiện ở trước mặt hắn, Tiểu Bạch nhìn Dương Diệp, tiểu chảo quơ quơ. Nàng quơ múa rất nhanh, cũng rất kích động. Lúc này đây, ngay cả Nhị Nha cũng không biết Tiểu Bạch biểu đạt cái gì.
nhưng Dương Diệp hiểu. Hắn lắc đầu. Tiểu Bạch thoáng cái khóc lên. Một bên, Nhị Nha nhìn, sau đó nói. Dương ca ca, người biết Tiểu Bạch đang nói cái gì? Dương Diệp cho Nhị Nha một cái liếc mắt, hắn tự nhiên hiểu, nói đùa, thú ngữ của hắn là mắc cấp đấy. Nhị Nha cho Dương Diệp một ngón tay cái, sau đó nói. Dương ca ca, không phải muội muội ta lắm miệng, nữ nhân kia ném ngươi vào nơi này, mặc dù là vì khảo nghiệm ngươi, hơn nữa phong ấn tu vi của ngươi, nhưng nàng có nói không cho ngươi vận dụng huyền khí chữa thương sao? Dương Diệp. Nhị Nha lại nói. Còn có, Dương ca ca, ngươi không thấy được sao? Kiếm cùng ý nghĩ của ngươi đang cải biến, cũng chính là biến báo, kiếm và ý tưởng của ngươi đã không phải như lúc trước đã hình thành thì không thay đổi. Biến báo. Nói đến đây, thanh âm của Nhị Nha gia tăng một ít. Nếu như nữ nhân kia không có nói không cho ngươi vận dụng huyền khí chữa thương, vậy vì sao ngươi không sử dụng? Nói xong nàng đá vãng sinh kiếm trong tay Dương Diệp. Kiếm là chết, người là sống, hiểu không? Dương Diệp nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì. Trong tay Dương Diệp, vãng sinh kiếm hiển nhiên có chút bất mãn Nhị Nha, đá nó làm cái gì? Lại không phải lỗi của nó. Lập tức phát ra một tiếng kiếm reo, như đang kháng nghị. Nhưng lúc này, Nhị Nha hiển nhiên có chút nóng nảy đột nhiên nhìn vãng sinh kiếm gầm thét. Gọi cái quỷ, lại gọi ta sẽ bẻ ngươi. Vãng sinh kiếm. Lúc này Tiểu Bạch cũng dùng tiểu chảo vỗ vỗ vãng sinh kiếm, ý bảo nó an tĩnh chút, đừng quấy rầy các nàng. Vãng sinh kiếm triệt để an tĩnh. Nó ở trong Hồng Mông Tháp một thời gian. Rất rõ ràng hai ma đầu này là nhân vật gì. Nó là siêu thần khí, thế gian cơ bản không có gì có thể thương tổn được nó, nhưng hai tiểu gia hỏa trước mắt vừa lúc là ngoại lệ. Không thể trêu vào. Lúc này Tiểu Bạch lại huy động tiểu chảo. Qua hồi lâu, Dương Diệp lắc đầu cười cười. Hai tiểu gia hỏa, nhanh đi vào, yên tâm, ta đã nghĩ thông suốt một ít chuyện, nói xong hắn bỏ thần tinh vào tiểu chảo của Tiểu Bạch. Tin tưởng ta không có việc gì. Nhìn thấy Dương Diệp không chịu dùng Hồng Mông tử khí, Tiểu Bạch nhào tới trong ngực Dương Diệp, cái đầu nhỏ không ngừng cả cả. Một bên Nhị Nha khẽ cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Dương Diệp vội vàng kéo tay Nhị Nhắc, sau đó nói khẽ. Nhị Nha, ngươi nên biết, hiện tại Dương ca ca đang rèn luyện, rất nhiều chuyện ta có nắm chắc, ngươi chớ làm loạn. Bây giờ Nhị Nha càng nâng ngày càng táo bạo, hắn vẫn còn có chút sợ, bởi vì một khi Nhị Nha nóng nảy, không chừng sẽ làm ra chuyện gì. Nhị Nha nhìn thoáng qua Dương Diệp, đôi mắt nàng đã có chút đỏ thắm, nhưng thời gian dần trôi qua lại khôi phục trong sáng. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp thở dài một hơi. Nhị Nha nhìn thoáng qua bốn phía, cuối cùng nàng vỗ nhẹ nhẹ Tiểu Bạch, sau đó nói khẽ. Chúng ta tin tưởng Dương ca ca, hắn không có việc gì. Qua hơn nửa canh giờ, Tiểu Bạch mới ở dưới Nhị Nha khuyên bảo về tới trong Hồng Mông Tháp. Nhưng hai tiểu gia hỏa vẫn rất lo lắng, ngồi ở trên phi thăng đài chăm chú nhìn Dương Diệp. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệp nhìn thoáng qua thân thể của mình đầy thương tích, khá tốt thân thể hắn rất cường hãn, hơn nữa có năng lực trị liệu nhất định, đương nhiên, so sánh với Hồng Mông tử khí, chút năng lực ấy tương đương với không có. Phải biết, một người bình thường không bị vết thương quá nặng, không mấy ngày cũng sẽ khôi phục rất nhiều. Hai ngày sau, thương thế của Dương Diệp tốt lên rất nhiều, sau đó hắn tiếp tục đi về phía ba mộc đầu nhân. Hắn không dùng thần tinh, ngược lại không phải nói cách làm của Nhị Nha và Tiểu Bạch sai, kỳ thật các nàng không sai, hắn cũng tin tưởng, hắn có thể dùng thần tinh chữa thương. Nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn không cần. Bởi vì hắn muốn ép mình một chút. Lúc này đây, hắn muốn hung hăng ép mình. Dưới tình huống không dùng thần tinh, hắn phải tận lực để cho mình không bị thương. Phải chăm chú đối đãi mỗi một kiếm. Dương Diệp lần nữa đi tới trong đại điện, ở trước mặt hắn vẫn là ba mộc đầu nhân. Ngay thời điểm hắn muốn đi qua, đột nhiên ngoài điện truyền tới một loạt tiếng bước chân. Trong lòng Dương Diệp cả kinh, vội vàng xoay người, ở cửa đại điện, một nữ tử chậm rãi đi đến. Nữ tử mặc tố bào màu xám trắng, hông đeo một sợi dây thừng, trên dây thừng treo một hồ lô rượu màu xám trắng, phía trên có thật nhiều vết rách rậm rạp chằng chịt. Trông rất cũ nát. Tóc nữ tử rất ngắn, vừa chạm vai mà thôi. Về phần dung mạo, không tính khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng không tính khó coi. Còn có một điểm, chính là dưới chân của nữ nhân, là một đôi giày rơm,
trên giày rơm có hai đóa hoa trắng, hoa này rất quỷ dị. Thần sắc Dương Diệp đề phòng, phải nói như gặp đại địch. Mà mục tiêu của nữ nhân hiển nhiên là Dương Diệp, nàng cứ như vậy đi tới trước mặt Dương Diệp. Người gọi Dương Diệp. Dương Diệp gật đầu. Tiền bối là. Nữ tử cắt đứt lời của Dương Diệp. Nghe nói người rất kiêu ngạo. Dương Diệp liền vội vàng lắc đầu. Đâu có đâu có, ta cực kỳ khiêm tốn. Khóe miệng nữ tử hơi cuộn lên. Thật sao? Dương Diệp vội vàng gật đầu. Lúc này nữ tử đưa ngón tay ra chỉ lồng ngực của Dương Diệp. Nhớ kỹ, ta là đồ sát, trên đồ thiên, dưới đồ thần, hiện tại, ta muốn đánh ngươi. Nói xong, nữ tử đột nhiên đánh một quyền về phía ngực của Dương Diệp. Dương Diệp sớm có phòng bị, thời điểm nữ tử ra quyền, vãng sinh kiếm đã chém ra. Lúc này nắm đấm của nữ tử đột nhiên buông ra, sau đó nhẹ nhàng sờ, cái sờ này, trực tiếp nắm được vãng sinh kiếm, sau một khắc, Dương Diệp phát hiện vãng sinh kiếm đã thoát ly tay của hắn. Trước mặt hắn, nàng kia nắm vãng sinh kiếm, sau đó nhẹ nhàng dùng sức, trong nháy mắt, vãng sinh kiếm cong lên, hơn nữa có tiếng rạn nứt. Dương Diệp. Nữ tử khẽ lắc đầu, tiện tay ném một cái, kiếm kia trực tiếp đâm vào lòng đất cách đó không xa. Kiếm điên cuồng rung động. Nữ tử nhìn về phía Dương Diệp, sau đó lại đấm ra một quyền, sắc mặt Dương Diệp đại biến, hắn né người như chớp, nhưng một quyền kia vẫn đánh vào trước ngực hắn. Phốc. Dương Diệp phun ra một ngụm tinh huyết, thoáng qua, người hắn bay ra ngoài, trực tiếp bay ra phế tích, đi tới vùng sa mạc lúc trước. Trong đại điện, nữ tử bước ra một bước này, Dương Diệp đã ở trước mặt nàng rồi. Trong sa mạc, nữ tử một tay xách bờ vai của Dương Diệp, sau đó đá vào bụng của Dương Diệp một cước. Ầm, Dương Diệp bay ra ngoài, lại trở về trong đại điện cũ nát lúc trước. Ngay lúc này, trong cơ thể Dương Diệp, Nhị Nha đột nhiên phóng lên trời. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, cô gái tóc ngắn kia nhìn thoáng qua bụng của Dương Diệp, sau đó tay phải nhẹ nhàng chúi xuống. Ầm. Trong Hồng Mông Tháp, Nhị Nha từ phía trên rơi xuống, nện vào phi thăng đài, cùng lúc đó, một cỗ lực lượng thần bí trực tiếp phong ấn Hồng Mông Tháp. Trong Hồng Mông Tháp, các nàng có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng đã không ra được. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, cô gái tóc ngắn nhìn về phía Dương Diệp. Sau một khắc, nàng đánh vào bụng của Dương Diệp một quyền. Phốc! Trong miệng Dương Diệp không ngừng phun máu tươi, sau đó hắn lần nữa bay ra ngoài. Thân thể của hắn giống như một con tôm chín, cong không thẳng lên được. Ầm! Dương Diệp đập ở trong sa mạc, hắn vừa xuống đất, cô gái tóc ngắn kia lại xuất hiện ở trước mặt. Cứ như vậy lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, cho đến khi Dương Diệp hôn mê mới dừng lại. Ở cửa đại điện cũ nát, Dương Diệp như thi thể nằm ở nơi đó, ở trên thềm đá, cô gái tóc ngắn kia ngồi im lặng, thân thể nửa nằm dựa vào thềm đá, nàng vểnh lên một chân, nhìn chân trời xa xa, sau đó thỉnh thoảng cầm hồ lô rượu uống một ngụm. Thời gian dần trôi qua, ánh chiều tà dần dần nhạt đi. Lúc này cô gái tóc ngắn đứng lên, nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp còn hôn mê, sau đó nói. Nghe nói có một kiếm tu rất phách lối, ta còn muốn đi tìm hắn. Cho nên chuyện của ngươi hôm nay tới đây thôi, lần sau ta lại tới tìm ngươi. Nói xong nữ tử đi xa. Ở dưới ánh chiều tà, thân ảnh của cô gái càng kéo càng dài, lúc này xa xa vang lên một câu ca dao. Bầu trời trời a a, nhân gian thần a a, vì sao các ngươi yếu như vậy a a. Trước đại điện cũ nát, Dương Diệp nằm ở nơi đó. Ánh chiều tà tản đi, đêm tối hàng lâm. Dương Diệp như trước nằm ở nơi đó. GT269307. Ngày thứ hai, Thái Dương xuất hiện, sau đó rơi xuống, Dương Diệp một mực không có tỉnh lại. Hồng Mông Tháp đã bị phong ấn, bên trong hết thảy đều không thể đi ra. Cứ như vậy rằng có không biết bao lâu, rốt cuộc ở lúc hoàng hôn, tay của Dương Diệp run rẩy, qua một lát sau, hắn chậm rãi bò lên. Hắn cứ như vậy nằm dựa vào trên thềm đá. Toàn thân vô lực, cảm giác của hắn bây giờ chính là như vậy. Một chút khí lực cũng không có, dường như bị người tháo xương cốt cả người. Cực kỳ suy yếu. Cứ như vậy rằng có không biết bao lâu, Dương Diệp mở hai mắt ra. Giờ phút này đã là ban đêm. Dương Diệp cảm giác thân thể khá hơn một chút, hắn mặt không biểu tình, cứ như vậy nhìn phía xa. Bị người đánh. Hắn bị đánh. Mà hắn, một chút sức hoàn thủ cũng không có.
thực lực của nữ nhân kia mạnh, có thể nói, đừng nói hắn bây giờ là trạng thái phong ấn, dù hắn ở trạng thái đỉnh phong sợ là cũng không phải đối thủ của nữ nhân kia. Tại sao phải đánh ta? Dương Diệp cực kỳ khó hiểu, hắn có thể xác định, hắn chưa từng gặp qua nữ nhân này, mà nữ nhân này, tuyệt đối không thể nào là người bên mạt pháp chi địa, nếu như mạt pháp chi địa có cường giả loại này, Dương Diệp hắn sớm chết mấy trăm lần rồi. Nhưng đối phương không có giết hắn, chỉ hung hăng đánh hắn một trận. Mình lúc nào đắc tội cường giả kinh khủng như vậy? Dương Diệp trăm mối vẫn không có cách giải. Một lát sau, Dương Diệp lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa, bởi vì hắn thật nghĩ không ra lúc nào mình đắc tội nữ nhân này. Hắn đi đến một bên, cũng chính là địa phương cắm vãng sinh kiếm. Vãng sinh kiếm bị cắm trên mặt đất, mà trên vãng sinh kiếm, có một chút vết rạn. Chứng kiến những vết rạn này, thần sắc Dương Diệp vô cùng ngưng trọng. Vãng sinh kiếm thiếu chút nữa bị nữ nhân kia bẻ gãy. Vãng sinh kiếm là nhân vật gì? Đây chính là thần khí cao nhất trong thiên địa, nhưng nữ nhân kia nhẹ nhàng sờ, kiếm này thiếu chút nữa không còn. Thực lực của nữ nhân này, đã khủng bố tới trình độ nào? Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hắn rút ra vãng sinh kiếm, sau đó đi về phía Ba Mộc Đầu Nhân. Dương Diệp đi tới trước Ba Mộc Đầu Nhân, sau một khắc, Ba Mộc Đầu Nhân triển khai. Ba kiếm cùng xuất hiện. Hai hơi sau, một nhân ảnh chật vật trốn ra đại điện, mà ở phía sau nhân ảnh, một vết máu tươi tung bay. Đạo nhân ảnh này, dĩ nhiên chính là Dương Diệp. Bên ngoài đại điện, Dương Diệp ngồi ở trên thềm đá dưới người hắn đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Lúc trước, hắn ở trong ám thế giới rèn luyện, chỗ đó, hắn cảm thấy là nơi lịch luyện kinh khủng nhất đời này mình trải qua. Nhưng bây giờ hắn phát hiện, chỗ đó so sánh với nơi đây, hoàn toàn chưa đủ nhìn a. Ở ám thế giới, hắn rất có lòng tin, nhưng ở chỗ này, hắn thật có chút mê mang. Hai địa phương, hai loại tâm tình. Giờ phút này, hắn cảm thấy Mộc Đầu Nhân kia căn bản không phải trạng thái hiện tại của hắn có thể chiến thắng. Dương Diệp cúi đầu nhìn về phía vãng sinh kiếm trong tay. Lão huynh, nghĩ biện pháp đi. Vãng sinh kiếm khẽ run lên, như đang trả lời. Dương Diệp lắc đầu cười cười, phương pháp xử lý của vãng sinh kiếm là, để cho hắn đánh. Đánh. Đột nhiên Dương Diệp đứng lên. Đánh. Dương Diệp bừng tỉnh đại ngộ, cho tới nay, hắn đều là bị động phòng ngự, nhưng tại sao phải phòng ngự? Mình không thể tiên phát chế nhân sao? Kiếm không phải đã hình thành thì không thay đổi, có hậu phát chế nhân, nhưng cũng có tiên phát chế nhân. Dương Diệp cầm vãng sinh kiếm lần nữa tiến vào trong đại điện, hắn mới vừa đi vào, Ba Mộc Đầu Nhân lần nữa xuất kiếm, bất quá lúc này, Dương Diệp xuất thủ trước. Kiếm của hắn tương tự nhanh chuẩn hung ác. Một kiếm này, trực chỉ mi tâm của Mộc Đầu Nhân cầm đầu. Bất quá kiếm của hắn bị chặn. Bị Mộc Đầu Nhân dễ như trở bàn tay sử dụng kiếm ngăn chặn, không chỉ như thế, sau khi Mộc Đầu Nhân này đón đỡ kiếm của hắn, sau đó kiếm hơi nghiêng, bỏ qua kiếm của hắn bổ tới. Mau lẹ như điện. Nhưng lần này, Dương Diệp sớm đã có chuẩn bị tâm lý, thời điểm Mộc Đầu Nhân bổ tới, mũi chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể xoay tròn, dùng chỉ trong gang tấc tránh thoát một kiếm này. Cùng lúc đó, khi hắn xoay tròn, kiếm của hắn theo thân thể xoay tròn cắt ngang, cắt về phía cái hông của Mộc Đầu Nhân kia. Đồng dạng mau lẹ như điện. Bất quá một kiếm này vẫn bị Mộc Đầu Nhân chặn. Bởi vì thanh kiếm mà Mộc Đầu Nhân nguyên bản bổ về phía hắn chẳng biết lúc nào đã trở về thủ. Dương Diệp không có ra tay, mà xoay người bỏ chạy. Rất nhanh, hắn trốn ra đại điện, bởi vì hai Mộc Đầu Nhân khác đã giáp công tới. Bên ngoài đại điện, Dương Diệp mừng rỡ như điên. Sự tình thực chứng minh, nhiều khi tiến công mới là phòng ngự tốt nhất. Kỳ thật đạo lý này hắn ở rất sớm liền biết, phải nói vẫn luôn hiểu. Chỉ có điều từ đầu hắn bị Mộc Đầu Nhân đánh cho hồ đồ, quên mất căn bản. Đương nhiên, cho dù hắn tiên phát chế nhân, nhưng vẫn không tạo được uy hiếp gì với Mộc Đầu Nhân. Bất quá cái này để cho Dương Diệp thấy được hy vọng. Còn có một điểm, cái kia chính là, kiểm chính diện, phản diện. Nhiều khi, có thể thuận dòng, nhưng nếu bắt buộc, cũng có thể nghịch dòng. Kiếm không phải đã hình thành thì không thay đổi, kiếm đạo như thế, vạn đạo cũng như thế. Nghỉ ngơi một lát, Dương Diệp lần nữa rút kiếm đi vào cung điện, lúc này đây, hắn còn có lòng tin hơn hồi nãy nữa. Nhưng hắn mới vừa vào đại điện, đột nhiên một đạo kiếm quang đã tới trước mặt hắn.
Dương Diệp vô ý thức giơ kiếm đón đỡ. Kiếm vừa đỡ là hắn biết, xảy ra chuyện rồi. Vì vậy hắn bản năng lóe lên. Suy. GT269307. Một thanh kiếm trực tiếp xuyên qua bả vai, mà vào lúc đó, Dương Diệp không tiến ngược lại thụt lùi, chân phải đạp mạnh, cả người va chạm về trước. Ầm. Cái đụng này, trực tiếp đánh lui Mộc Đầu Nhân ở ổ trước mặt, mà Dương Diệp thì quay người trốn ra cung điện, bởi vì hai đạo kiếm quang khác đã tới trước mặt hắn. Bên ngoài đại điện, Dương Diệp ngồi ở giữa chi thềm đá cười khổ. Mộc Đầu Nhân không phải đần, đối phương cũng biết tiên phát chế nhân. Thành tinh a. Qua rất lâu, Dương Diệp lần nữa rút kiếm đờ kỳ về phía cung điện. Hắn một lần lại một lần từ bên trong trốn thoát. Cứ như vậy, hắn ở chỗ này rằng co gần 2 tháng. Thật 2 tháng. Mỗi một lần đi vào không đến một lát sẽ trốn ra. Nhưng trên người Dương Diệp bị thương càng ngày càng ít. Đương nhiên, đó căn bản nhìn không ra, bởi vì toàn thân hắn đều là tổn thương, hơn nữa đếm không hết. Trên người, trên mặt, toàn bộ đều là vết kiếm, Dương Diệp bây giờ, sợ là đệ tử cổ kiếm tông nhìn thấy hắn cũng không nhận ra. Hoàn toàn thay đổi. Đặc biệt là thiếu một cánh tay, đã hoàn toàn không giống như một người rồi. Ngày hôm nay, Dương Diệp lại rút kiếm đi vào cung điện, không đúng, hắn là phóng vào cung điện. Dương Diệp mới vừa vào đại điện, trong đại điện liền truyền ra âm thanh kim loại va chạm. Rất chói tai. Chỉ chốc lát, Dương Diệp lại trốn ra cung điện, nhưng rất nhanh, hắn lại trở về. Trong đại điện, Dương Diệp mới vừa vào, một hồi kiếm quang tấn công tới, Dương Diệp cũng đồng dạng xuất kiếm. Hắn cùng với ba Mộc Đầu Nhân cơ hồ là cùng một lúc xuất kiếm. 4 thanh kiếm không ngừng răng khắp nơi, nhanh đến hoa mắt. Nếu có cường giả kiếm đạo ở chỗ này, nhất định sẽ nhiệt huyết sôi trào, bởi vì trận chiến đấu này quá đặc sắc. Nhanh, hung ác, dự đoán, phản dự đoán, lấy thương đổi thương, đón đỡ phản kích đón đỡ, lấy lui làm tiến, lấy tiến làm lùi. Đây là một trận so kiếm đặc sắc. Cuối cùng, Dương Diệp thất bại. Sở dĩ bại, là bởi vì hắn phản dự đoán thất bại. Mà cái giá lớn chính là trước ngực của hắn lại thêm một vết kiếm. Dương Diệp quay người chạy thoát. Không trốn không được. Ở bên trong, chỉ cần hắn có một sai lầm, sẽ bị đối phương vô hạn áp chế, bởi vậy hắn phải trốn, không thể tiếp tục chiến. Hắn đã từng muốn đoạt ưu thế trở lại, nhưng đều thất bại. Kiếm pháp của những Mộc Đầu Nhân kia thật sự thâm bất khả trắc. Bên ngoài đại điện, Dương Diệp ngồi trên thềm đá, trước mặt hắn là Vãng Sinh Kiếm. Dương Diệp nhìn Vãng Sinh Kiếm, im lặng không nói. Giờ phút này hắn đã hiểu một ít đạo lý, bất kể là Vãng Sinh Kiếm hay kiếm tổ, kiếm thủ, hay kiếm gì khác, kỳ thật chúng cũng chỉ là kiếm, đối với cường giả kiếm đạo chân chính mà nói, chúng không có phân chia cấp bậc. Kiếm thông thường ở trong tay cường giả chân chính, thần khí cũng không phải đối thủ của nó, mà đồng dạng, thần khí lợi hại rơi vào trong tay một phế vật, nó cũng sẽ biến thành phế vật. Đương nhiên, kiếm là có khác biệt, này không thể tranh cãi. Ở dưới tình huống ngang cấp, kiếm trong tay hai kiếm khách tốt xấu là vô cùng trọng yếu. Kiếm tu chính thức đạt tới tầng thứ phàm kiếm, từ xưa đến nay ít càng thêm ít. Một lúc lâu sau, Dương Diệp rút kiếm tiến vào trong đại điện. Trong đại điện, Dương Diệp cầm kiếm mà đứng, lúc này đây, hắn không có lựa chọn tiên phát chế nhân. Hắn nhìn ba Mộc Đầu Nhân, mà ba Mộc Đầu Nhân cũng không có xuất kiếm. Lúc trước, ai xuất thủ trước người đó liền nắm giữ tiên cơ, nhưng theo mấy tháng trôi qua, loại tình huống này đã xảy ra cải biến. Hiện tại, ai xuất kiếm trước, người đó liền lộ sơ hở, tiếp theo bị áp chế. Hiện tại chính là, xuất kiếm như chơi cờ, người ra một kiếm, phải nghĩ đến khả năng vô hạn ở phía sau, nếu không tính đến, khả năng sẽ vạn kiếp bất phục. Cái gì gọi là hậu phát chế nhân chân chính? Cái gì gọi là nhất kiếm phá vạn pháp? Thời điểm ngươi ra tay, cũng đã nhất định phải chết, đây mới thật sự là hậu phát chế nhân, đây mới thật sự là nhất kiếm phá vạn pháp. Đồng dạng, cái gì gọi là tiên phát chế nhân? Khi hắn xuất kiếm, đã tính tới hết thảy khả năng phía sau, ngươi liền đã bị giết. Đây cũng là nhất kiếm phá vạn pháp. Vạn vật phân âm dương, kiếm cũng có hai mặt. Nhiều khi, đừng nhìn cao thủ kiếm đạo chỉ ra một kiếm, kỳ thật, một kiếm này là do vô số khả năng biến ảo mà đến. Dương Diệp cùng ba Mộc Đầu Nhân đứng ở nơi đó rằng co, cứ như vậy, rằng co 3 ngày 3 đêm, 3 ngày 3 đêm này,
Dương Diệp cũng tựa như một khúc gỗ. Hắn không dám xuất kiếm trước, bởi vì hắn không cách nào một kiếm phá tất cả kiếm pháp của ba mộc đầu nhân, đồng dạng, ba mộc đầu nhân cũng không cách nào giống như trước một kiếm có thể áp chế Dương Diệp. Cứ như vậy lại qua mấy ngày, ở lúc hoàng hôn, ba mộc đầu nhân như đã có nắm chắc. Ba kiếm cũng xuất hiện. Thời điểm ba mộc đầu nhân xuất kiếm, kiếm của Dương Diệp cũng ra. Kiếm của Dương Diệp so với chúng nó muộn hơn một chút. Chỉ một chút, ba đạo kiếm quang lóe lên. Xuy 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 xuy. Trong tràng, từng âm thanh nứt vỡ vang lên. Một hơi sau, trong tràng yên tĩnh trở lại, trước ngực, dưới xương sườn ngực trái của Dương Diệp, hai vết máu tươi bắn ra. Nhưng trước mặt Dương Diệp, mi tâm của ba mộc đầu nhân kia, chẳng biết lúc nào xuất hiện một vết kiếm. Ba mộc đầu nhân ngừng lại, Dương Diệp cũng dừng lại. Trong tay Dương Diệp, vãng sinh kiếm đã rơi trên mặt đất. Không phải vãng sinh kiếm rơi, mà là cánh tay phải của hắn rơi. Cánh tay phải bị chém đứt tận gốc. Hắn hiện tại không có hai tay. Mấy tức sau, ba mộc đầu nhân lui qua một bên, mộc đầu nhân cầm đầu nhìn Dương Diệp có chút thi lễ. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó đi tới trước cái hộp kia. Cái hộp tự động mở ra, một bóng trắng bay ra. Đúng là nữ tử váy trắng. Bất quá đây là hư ảo, không phải bổn tôn. Nữ tử váy trắng nhìn Dương Diệp đã không còn hình người, mỉm cười. Ngươi đi tới đây. Dương Diệp gật đầu. Toàn thân hắn trải rộng kiếm thương, hiện tại hắn ngay cả nói chuyện cũng khó. Hắn biết, hiện tại hắn khẳng định ngay cả mình cũng nhận không ra mình. Vô cùng thê thảm. Nữ tử váy trắng nhẹ nhàng vuốt mái tóc che ánh mắt của Dương Diệp, sau đó nói khẽ. Đi theo ta. Dương Diệp đi theo nữ tử váy trắng ra đại điện. Bên ngoài đại điện, bầu trời hoàn toàn đỏ ngầu, đó là ánh chiều tà còn sót lại. Nữ tử váy trắng nói khẽ. Vãng sinh tộc, đây là địa phương ta từng ở nơi đây, từng có rất nhiều ký ức tốt đẹp. Cuối cùng, ta tự tay diệt tất cả cường giả ở nơi này. Dương Diệp nghiêng đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng cười nói. Ta lúc trước, cảm thấy những cường giả mệnh cảnh kia có thể không cần chết, có thể liên hợp bọn hắn, để cho mọi người cùng một chỗ tồn tại trong tam duy vũ trụ này, đây là ước nguyện ban đầu của ta. Ta cơ hồ có thể thuyết phục Hắc Muội rồi, nhưng... Nói đến đây, nàng lắc đầu cười cười, nàng ngồi ở trên thềm đá, sau một hồi trầm mặc, lại nói. Thế gian có thập tộc. Vãng sinh tộc này chính là một trong số đó. Dã tâm của thập tộc cực kỳ lớn, đặc biệt là vãng sinh tộc này, bởi vì năm đó bọn hắn có được vãng sinh chi lực, thực lực gần đệ nhất tộc, cũng chính là Dương tộc. Dương tộc. Dương Diệp nhịn không được mở miệng, bất quá mới vừa mở miệng một cái, khóe miệng liền có cảm giác xé rách. Quá đau. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu. Dương tộc, một chủng tộc của loài người năm đó, kỳ thật vốn xem như nhân tộc. Bất quá gia chủ của gia tộc này có chút đặc biệt, nàng cứng rắn tách Dương tộc và nhân tộc ra, để cho chư thiên vạn giới thừa nhận sự hiện hữu của bọn hắn. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua vị trí bụng của Dương Diệp, sau đó nói. Nhị nha kia, hiện tại tu luyện chính là công pháp nàng đã từng chế tạo ra. Dương bất tử. Giờ phút này Dương Diệp biết nữ tử váy trắng nói vị kia là người nào. Nữ tử váy trắng cười nói. Nữ nhân kia cũng không phải lợi hại bình thường, đáng tiếc. Nói đến đây, nàng khẽ lắc đầu, sau đó trở về chính đề. Ta từng ở vãng sinh tộc này, lúc đó muốn thay đổi ý tưởng của cường giả vãng sinh tộc, ta nói đừng đi tứ duy vũ trụ gì. Đi sẽ chết, bởi vì lúc đó bọn họ không có thực lực kia. Đáng tiếc, bọn hắn không nghe, không chỉ không nghe, còn đánh chủ ý vào ta. Dương Diệp nhìn về phía nữ tử váy trắng. Có ý tứ gì? Nữ tử váy trắng cười nói. Bọn hắn lợi dụng ta tín nhiệm bọn hắn, dùng một ít trận pháp khốn trụ ta, muốn nô dịch ta. Dương Diệp. Nữ tử váy trắng lại nói. Lúc đó ý tưởng của bọn hắn là lợi dụng lực lượng của ta giúp bọn hắn mở ra không gian tam duy vũ trụ, trực tiếp đưa bọn hắn đi tứ duy vũ trụ. Dương Diệp lắc đầu. Đây không phải tìm đường chết sao? Nữ tử váy trắng này bình thường rất bình dị gần gũi, không có nguy hiểm gì. Nhưng đừng quên, nàng là một trong thiên mệnh. Đánh chủ ý loại người như vậy, đây không phải muốn chết sao? Lúc này nữ tử váy trắng lại nói. Ta cho bọn hắn cơ hội, nhưng đáng tiếc, bọn hắn không quý trọng, bọn hắn tự tay tống táng hảo cảm của ta đối với nơi này.
Lần kia, ta diệt tất cả cường giả mệnh cảnh của vãng sinh tộc. Những người bình thường kia thì sao? Dương Diệp nhẹ giọng hỏi. Nữ tử váy trắng cười nói. Ta không có giết bọn hắn, chẳng qua nơi đây không có cường giả mệnh cảnh, đã không bằng thế lực tam lưu, vì vậy những người kia đều chạy thoát thân. Dần ra, nơi đây trở thành phế tích, chỉ có ta thỉnh thoảng sẽ tới nơi này nhìn xem. Dương Diệp trầm mặc. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Biết không, sau lần đó, ta biết, muốn chung sống hòa bình là không thể nào. Dã tâm của mọi người thật rất lớn, sau khi bọn hắn đạt tới mệnh cảnh, đều muốn nâng cao một bước, đây tự nhiên là bình thường, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Dương Diệp hỏi. Nữ tử váy trắng cười nói. Bọn họ không biết bên ngoài nguy hiểm, cảm thấy bên ngoài rất tốt, kỳ thật bên ngoài không tốt đẹp gì. Nói đến đây, nàng đứng lên nhìn bầu trời. Ngươi sẽ không cảm thấy chúng ta ích kỷ chứ? Dương Diệp trầm mặc. Nữ tử váy trắng cười nói. Ta không thể không ích kỷ, ta không ích kỷ, các ngươi đều chết. Hết. Ý gì? Dương Diệp hỏi. Nữ tử váy trắng cười nói. Nhớ cặp mắt kia không? Dương Diệp gật đầu. Chính là cặp mắt đã từng đuổi theo hắc muội kia. Nữ tử váy trắng cười nói. Mục tiêu chủ yếu của nó là ta, nhưng nếu như ta không ở đây, ngươi cảm thấy mục tiêu của nó sẽ là ai? Dương Diệp. Nữ tử váy trắng đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười có chút thê lương. Lúc trước ta từng chém thiên trảm địa, cho sinh linh của tam duy vũ trụ này một hoàn cảnh tự do. Lần kia, chúng ta chung một chí hướng đã chết rất nhiều, hầu như chỉ có ta còn sống, không phải ta không muốn cứu bọn họ, mà là ta cũng bất lực. Thiên đạo của tam duy vũ trụ mạnh như thế nào, người không cách nào tưởng tượng. Nói xong nàng lắc đầu cười cười. Nhưng người của thế giới này lại coi ta như địch nhân lớn nhất. Ta nói với người chuyện này để làm gì? Nói xong, nàng ngồi xuống, lâm vào trầm mặc. Qua hồi lâu, Dương Diệp phá vỡ trầm mặc. Rất phức tạp. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu. Thật rất phức tạp, chúng ta không đàm luận những chuyện này nữa. Ngươi thông qua được 2 khảo nghiệm, nhưng này chỉ là vừa bắt đầu. Đằng sau còn nữa, đi lên phía trước, lúc nào ngươi đến một truyền tống trận, khảo nghiệm của ngươi sẽ xong. Nói xong thân thể nữ tử váy trắng dần dần hư ảo. Mà thời điểm nàng muốn triệt để tiêu tán, nàng đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi không có sử dụng huyền khí. Điểm ấy, ta rất vui mừng. Cho nên ban thưởng ngươi thoáng một phát. Nói xong, một cỗ huyền khí thần bí trực tiếp bao phủ Dương Diệp. Thái nhất chi khí. Còn khủng bố hơn hồng mông tử khí. Trong nháy mắt, tổn thương trên người Dương Diệp cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Không chỉ như thế, hai tay của hắn cũng ở thời khắc này dài ra. Rốt cuộc khôi phục bình thường. Dương Diệp giống như nghĩ đến cái gì, hắn vội hỏi. Trước kia có một nữ nhân gọi là Đồ Sát đánh ta một trận, nàng là ai? Đồ Sát. Khóe miệng nữ tử váy trắng hơi cuộn lên, nụ cười ý vị sâu xa. Ai bảo ngươi ném loạn đồ đạc của người ta? Nói xong, nàng hoàn toàn biến mất. Ném loạn đồ vật của người ta. Dương Diệp có chút mộng. Nữ nhân này cũng không nói rõ ràng, còn nhử, làm cho lòng người ngứa ngáy. Một lát sau, Dương Diệp không suy nghĩ thêm nữa. Hắn cầm theo vãng sinh kiếm đi về phía cung điện, hắn lần nữa đi tới trước ba mộc đầu nhân. Tiếp tục luyện kiếm. Trước kia mặc dù hắn dùng cánh tay làm giá thắng nửa chiêu, nhưng kia là có chút may mắn. Đương nhiên, quan trọng nhất là, hắn hy vọng tiếp tục chiến, cùng ba mộc đầu nhân chân chính đánh một trận. Chiến đấu lần nữa bắt đầu. Toàn bộ đại điện, kiếm quang răng khắp nơi. Cứ như vậy, Dương Diệp ở trong đại điện cùng ba mộc đầu nhân luyện gần một tháng hắn mới rời khỏi. Một tháng, Dương Diệp biết, kiếm của hắn đã lặng yên phát sinh biến hóa. Bởi vì ở lúc sau cùng, hắn cầm một khúc gỗ làm kiếm cùng ba mộc đầu nhân đối chiến, kỳ thật cũng không có khác nhau lớn gì. Khác biệt duy nhất là, vãng sinh kiếm xác thực cứng rắn hơn côn gỗ. Còn có nữa là, vãng sinh kiếm có linh. Nói tóm lại, có lẽ kiếm đối với ít người mà nói không khác nhau chút nào, nhưng mà có một điểm, chính là kiếm và kiếm vẫn có khác biệt. Dương Diệp đi ra đại điện, tiếp tục đi tới. Lúc này đây, hắn đã có một ít tin tưởng. Loại tự tin này không giống trước kia hắn là vì tu vi của mình, bởi vì các loại thần khí, nhưng bây giờ, tự tin của hắn vẻn vẹn chính là kiếm trong tay.
Loại tự tin này, so với trước kia càng thêm thuần túy. Nhưng đúng lúc này, bất ngờ xảy ra. Dương Diệp bỗng nhiên quay đầu, chỗ đó có một quả đấm to lớn đánh tới. Hắn thấy rõ, là pho tượng trước kia hắn vừa mới đến, đối phương hiển nhiên là ở chỗ này mai phục. Nhìn một quyền đánh tới, Dương Diệp mặt không biểu tình, giờ khắc này, hắn cảm giác một quyền này của đối phương tràn đầy sơ hở. Đều là sơ hở. Dương Diệp khẽ lắc đầu, nghiêng người một cái, nắm đấm kia và mặt hắn dùng chỉ trong gang tấc lướt qua, nhưng lúc này, một thanh kiếm đâm vào nắm đấm, sau đó kiếm theo quyền kéo lên. Xuy. Trong nháy mắt, cả cánh tay bị cắt ra, không chỉ như thế, Dương Diệp đã tới trước pho tượng. Kiếm qua. Xuy. Một thanh kiếm xuyên qua dưới háng pho tượng. Sau lưng pho tượng, tay phải Dương Diệp khẽ vẫy, kiếm bay đến trong tay hắn, Dương Diệp cầm kiếm chậm rãi biến mất ở xa xa. Mà sau lưng, pho tượng kia đột nhiên quỳ xuống, tay chăm chú che háng không ngừng kêu thảm. Trong phế tích, Dương Diệp cầm kiếm độc hành. Giờ phút này, mục tiêu của hắn là ly khai. Mà ở Vĩnh Hằng vũ trụ, đại chiến đã đến gay cấn. Ở Vĩnh Hằng chi hà, mỗi ngày đều có vô số thi thể chìm vào đáy sông. Bất quá lúc này đây, bất kể là hoang tộc hay Vĩnh Hằng quốc độ, đều không dám phá hư Vĩnh Hằng chi giới, bọn họ chiến đấu trong một kết giới mà mình bày ra. Ai cũng không muốn trêu chọc nữ tử váy trắng kia. Nếu như đối phương không muốn Vĩnh Hằng chi giới xảy ra vấn đề, vậy bọn họ tự nhiên không dám hủy diệt Vĩnh Hằng chi giới. Lúc này đây, hoang tộc và Vĩnh Hằng quốc độ hiển nhiên là không chết không thôi. Tầng thứ 6 Tam Duy Vũ Trụ. Ngày hôm nay, mảnh không gian này đến một người xa lạ, một nữ tử có tóc đuôi ngựa. Người này đúng là An Nam Tĩnh. Trong mấy tháng Dương Diệp đi vãng sinh giới, nàng cũng từ tầng thứ nhất của Tam Duy Vũ Trụ đi tới tầng thứ 6. Là đánh tới. Lần này, mục tiêu của nàng là cửu trọng không gian. An Nam Tĩnh ngồi xếp bằng ở trong hư không, bên cạnh nàng nổi lơ lửng một cây trường thương, đúng là chiến qua. Ở khóe miệng của An Nam Tĩnh, một ngụm máu tươi không ngừng tràn ra. Qua hồi lâu, một giọng nói từ trong thanh trường thương vang lên. Hắn là thiên tuyển giả, nếu như hắn không chịu thua kém hăng hái tranh giành thực lực sẽ tăng lên rất nhanh, cho nên nếu như ngươi không muốn bị hắn ném ở sau lưng, nhất định phải tu luyện võ thần chi thể của ngươi đến mức cực hạn. Cực hạn? An Nam Tĩnh mở hai mắt ra hỏi. Thanh âm kia vang lên lần nữa. Cái gọi là cực hạn, chính là buông tha cho võ thần chi thể của ngươi. Ở trong hủy diệt nhận lấy tân sinh, trời cao cho ngươi thể chất tốt nhất, nhưng nó cũng là gánh nặng của ngươi, đã từng là trợ giúp lớn nhất của ngươi, nhưng bây giờ, ngươi đã đến bình cảnh, nó chính là gánh nặng của ngươi. An Nam Tĩnh trầm mặc. Thanh âm kia lại vang lên. Đi lên cửu trọng, nếu như ngươi có thể đạt tới cửu trọng, sở học suốt đời của vô danh thì ta, dốc túi tương thụ. Ngươi lợi hại không? An Nam Tĩnh đột nhiên hỏi. Thanh âm kia trầm mặc hồi lâu, sau đó nói khẽ. Ngươi cảm thấy thế nào? An Nam Tĩnh ngẩng đầu nhìn. Ta sẽ đi lên. Vì hắn. Thanh âm kia hỏi. Vì hắn, cũng vì võ đạo. An Nam Tĩnh đáp. Cả hai chọn một mà thôi. Thanh âm kia lại hỏi. Hắn. An Nam Tĩnh trả lời không chút do dự. Vì sao? Thanh âm kia hơi có chút khó hiểu. Không có hắn, võ đạo đỉnh phong lại có gì ý? An Nam Tĩnh nói xong, hai mắt chậm rãi đóng lại. Nhưng lúc này bất ngờ xảy ra, vị trí không gian của An Nam Tĩnh đột nhiên vỡ ra, ngay sau đó, vô số sợi tơ màu đen nhánh giống như vạn mũi tên tuôn về phía An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh đứng dậy, tay cầm chiến qua huy động, nhưng... Xuy 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 xuy. Quanh người An Nam Tĩnh, vô số lỗ máu rậm rạp chẳng chịt không ngừng xuất hiện. Nàng là một hơi đánh tới, một khắc cũng chưa từng nghỉ ngơi. Trong chàng, khí tức của An Nam Tĩnh càng ngày càng suy yếu. Hư vô giới. Thiên nữ vẫn còn thôn vệ vô số hư vô thế giới, một khắc cũng chưa từng ngừng. Ngày hôm nay, nàng đột nhiên ngừng lại. Ở trước mặt nàng không xa, không gian nơi đó hơi rung động, rất nhanh, một hư ảnh xuất hiện. Bọn hắn như thế nào? Thiên nữ hỏi. Bọn hắn này... Dĩ nhiên là chỉ Dương Diệp và đám người huyết nữ. Hư ảnh kia lạnh nhạt nói. Đã vô sự, các nàng đi tìm con đường của mình, về phần hắn, hắn được thiên mệnh an bài vào vãng sinh giới tu luyện, nếu như có thể còn sống đi ra. Thiên nữ khẽ gật đầu. Đa tạ.
lúc trước Dương Diệp đánh với Tá Mạc một trận bại trốn, đúng là nhờ hư ảnh trước mắt này, mới làm cho Tá Mạc không có truy kích hắn. Đương nhiên, chuyện này Dương Diệp không biết. Lúc này thiên nữ lại hỏi. Vì sao giúp ta? Hư ảnh kia trầm mặc một lát, sau đó nói. Ta và ngươi là một loại người, cố gắng thôn phệ đi, thiên mệnh hiện thân, tồn tại ở tứ duy vũ trụ cũng hiện thân, trong cuộc sống tương lai không yên ổn a. Nói xong, hắn muốn rời đi. Nhưng lúc này, thiên nữ lại hỏi. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Hư ảnh khẽ lắc đầu. Một thủ hạ bại tướng dưới tay thiên đạo mà thôi, tên, chính ta cũng đã sắp quên mất, cho nên không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nói xong hắn đã hoàn toàn biến mất khỏi hư vô giới. Cả hư vô giới lâm vào bình tĩnh. Vũ trụ không gian tầng thứ 9. Ngày hôm nay, hai trung niên đến khu vũ trụ không gian này, hai người này đúng là Tá Mạc và Hoành Vạn Cổ. Hoành Vạn Cổ mang theo Tá Mạc đi tới dưới vách núi, trên vách núi, hai người ngẩng đầu nhìn về phía Nam Tử Lôi Thôi. Hoành Vạn Cổ nói khẽ. Đệ nhất thần, hồi lâu không thấy. Hoành Vạn Cổ. Trên vách núi, đệ nhất thần cười nói. Thế nào, người dám hiện thân nữa sao? Trong tay Hoành Vạn Cổ cầm một cây quạt xếp, hắn dùng quạt xếp khe khẽ gõ lòng bàn tay của mình, mỉm cười nói. Thời gian có chút eo hẹp, đệ nhất thần, ta sẽ không lãng phí thời gian. Hai người bọn ta có thể giúp ngươi ly khai nơi đây, nhưng ngươi phải giúp hai người bọn ta làm ba chuyện, được không? Trên vách núi, đệ nhất thần cười phá lên, cười hồi lâu, hắn lắc đầu. Hoành Vạn Cổ, người đã vượt qua vị kia sao? Hoành Vạn Cổ lắc đầu. Tự nhiên không có. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 183.